chương 761, nghênh đón luân hồi. Lộc cộc lộc cộc, con ngựa thong thả từ trong rừng trái cây phi ra, thỉnh thoảng đầu ngựa nhẹ nhàng cúi xuống, cố hết sức dịu dàng đối với nữ chủ nhân. Đường khả hình ôm một đống long nhãn lớn, vừa lòng thỏa ý nhìn về phía trang hạo nhiên cười. Trang hạo nhiên cũng cúi đầu nhìn cô cười, tay kéo dây cương, để cho ngựa đi tới trước cửa biệt thự, nhìn thấy hồ sen phía bên phải cạnh phòng bếp trong suốt, đang sáng lên những dụng cụ nhà bếp tinh xảo, anh liền cúi xuống dưới ôn nhu hỏi đói bụng không có đường khả hình vẫn vui vẻ nhìn đống nhãn trong lòng mình trang hạo nhiên cũng ngửa mặt cười cầm dây cương trong tay để ngựa dừng trên bãi cỏ trong nháy mắt mạnh mẽ bước xuống ngựa lại ôm ngang đường khả hình vừa ôm cô gái nhỏ trong lòng vừa vươn tay vỗ nhẹ lên lưng ngựa nói đi truy phong nghe thấy mệnh lệnh này liền ngửa đầu xoay người phi về phía bãi cỏ đường khả hình ôm đống long nhãn trong lòng có chút cảm kích nhìn Truy Phong, mang đến cho mình một ngày vui vẻ như vậy. Đi thôi, Trang Hạo Nhiên nhẹ kéo người cô, tươi cười đi về phía trước, biết người giúp việc đã đem những thứ mình mua về, đặt ở phòng bếp, cho nên anh đi vào phòng khách, trực tiếp sẵn ống tay áo lên, nói trước hết em nghỉ ngơi một chút đi, để anh làm cơm. Audio điện tử võ tấn bền Đường Khả Hinh quay đầu, mỉm cười nhìn Trang Hạo Nhiên, vẫn có chút không tin tưởng nói anh thực sự biết nấu ăn sao trang hạo nhiên dừng động tác liếc mắt nhìn đường khả hình một cái mới mỉm cười cúi người xuống vươn tay nhéo mạnh khuôn mặt trái xoan của cô nói lúc em đến hoàn á anh còn nuôi em suốt một quãng thời gian em thật là không có lương tâm đấy bảo bối đau đường khả hình thoáng cái lấy tay che mặt kêu lên không phải chỉ nuôi mấy ngày thôi sao đi tắm đi anh cho người giúp việc chuẩn bị quần áo cho em rồi đặt trên giường ở phòng anh trang hạo nhiên nhìn cô hơi mỉm cười, nhấc tay nhìn thời gian, mới nhanh chóng đi vào phòng bếp, nhìn quản gia đã đem toàn bộ những thứ của mình dọn xong, anh lập tức không nói hai lời, đầu tiên bước đến trước nóc lò cẩm thạch màu đen sáng bóng, nhấc một cái nồi lớn bằng thép dùng để trưng cách thủy, đổ vào hơn phân nửa nước, mới đặt vào giữa vỉ hấp. Đường khả hình cẩn thận đem long nhãn, đặt trên bàn trà to lớn giữa phòng khách, mới cất bước đi về phía bên này của phòng ăn theo phong cách hiện đại thời thượng nhìn Trang Hạo Nhiên thủ pháp thuần thục đứng trong phòng bếp cạnh hồ sen lấp lánh, đem sò biển mua về, tất cả đều dùng dao nhỏ khéo léo tách vỏ ra, chỉ còn nửa sò và phần thịt giữ lại, dùng nước trong rửa sạch. Hai tay cô nhẹ trống trên tường phòng ăn, nhìn bóng lưng người đàn ông này, thỉnh thoảng lúc cử động, đều mãnh liệt bộc lộ một cảm giác an toàn, dường như trong thế giới của anh, ta cái gì cũng không phải buồn phiền. Trang Hạo Nhiên nhanh nhẹn rửa sạch 12 con sò biển, Hình dạng như những bông hoa, bày a giữa đĩa màu trắng, lại nhanh chóng đập tỏi tím, băm nhỏ, bỏ thêm một chút dầu vừng trộn đều lên, mới dùng thìa bạc múc từng chút tỏi băm đặt trên miếng thịt con sò biển, lại đem bánh phở trắng đã được ngâm mềm dùng thủ pháp đặc biệt quấn thành hình hoa, đặt trên mặt sò biển. Đường Khả Hình có chút kinh ngạc nhìn hình hoa này, đây là thủ pháp bí truyền của cha mình, anh làm sao biết được? Trang Hạo Nhiên nhìn nồi nước nóng đã nhanh chóng sôi lên liền đem hai quả dứa lớn hay còn gọi quả thơm, dùng một cái thìa nhỏ nhanh nhẹn móc thịt quả bên trong ra, đem thịt quả đặt bên trong khay thủy tinh, lại nhanh chóng đem chân giò hun khói kim hoa ngon nhất, ớt cắt nhỏ, còn có hạt điều giòn thơm đã được sấy khô và gạo loại ngon nhất đã bảo người giúp việc nấu thành cơm từ trước, chiên xào lên. Ninh hầm cùng với mùi cơm trộn lẫn các nguyên liệu khác, tràn ngập toàn bộ phòng ăn. Trang Hạo Nhiên lại đem một con tôm hùm đặc sản, trực tiếp bằng thủ pháp bí truyền dùng dao xẻ dọc thân tôm, nhanh chóng cắt miếng, hương vị cơm chiên thơm ngon, lúc đổ dứa vào, mới đưa thịt tôm hùm để lên trên cơm nắm, đắp dứa lên trên cùng, cho thêm vào những lá hành xanh xanh, liền bỏ chung vào nồi hấp. Đường khả hình không kìm được đi đến cạnh phòng bếp, mắt to sáng lên, ngửi được mùi thơm cơm nắm nhẹ nhàng lan tỏa, lập tức muốn ăn thật nhiều. Trang hạo nhiên cầm lát cá hồi lên, để trong nước rửa sạch, sau khi xử lý đặc biệt, quay mặt sang dịu dàng nhìn về phía đường khả hình, cười hỏi, đói bụng sao? Đường khả hình có chút khác thường nhìn Trang Hạo Nhiên, trong lòng không hiểu sao bỗng xúc động, gật gật đầu. Trang Hạo Nhiên liền cười, tiện tay cầm một tấm thất trắng chuyên cắt đồ biển, đặt trên mặt bàn, cầm một lát cá hồi đặt phía trên, đổi một con dao nhỏ khác, thuận lợi cắt lát cá trơn mềm màu hồng phấn kia, chấm một chút nước tương Nhật Bản và mù tạc, mới đưa đến bên miệng đường khả hình, nói, nếm thử đi. Ánh mắt đường khả hình đầy thỏa mãn nồng nhiệt nhìn anh một cái, lập tức vui vẻ há miệng ra, ăn hết khối cá kia. Trang hạo nhiên nhanh chóng bỏ vào trong miệng mình, đường khả hình lập tức sốt ruột kiếng chân, vây quanh cổ anh, muốn ăn lại khối cá kia, ai ngờ anh đã bỏ vào miệng, cô chỉ cắn được một phần bên này. Hai người anh trợn mắt nhìn tôi, tôi trợn mắt nhìn anh, ai cũng không chịu thỏa hiệp. Trang hạo nhiên lập tức cười muốn ăn xuống khối cá kia, đường khả hình cũng cười cắn bên kia, hai người cứ như vậy dán tiếp hôn nhau, đem miếng cá kia cùng nhau ăn, anh còn bá đạo ôm chặt hông cô, lợi dụng lúc cô ăn khối cá kia, mút đầu lưới của cô, nhu hòa mà ngậm lấy, ra vẻ muốn giải quyết cô ngay tại phòng bếp. Ưm, ừ, chấm than ngoặc kép, khuôn mặt đường khả hình đỏ lên, trong lòng run rẩy đẩy anh ra. Trang hạo nhiên lại cười rộ lên, nhìn về phía đường khả hình xấu hổ như vậy, anh thu lại sắc mặt, ôn nhu nhìn cô, nói, nghe nói trong khoảng thời gian này, vì nhiệm vụ thầy giao cho em càng lúc càng nặng nề hơn, mà em bận đến mức thời gian nghỉ ngơi cũng không có đúng không đường khả hinh nhai khối cá kia im lặng không lên tiếng trang hạo nhiên lẳng lặng nhìn cô một cái mới bỏ dao xuống tay hơi chống một bên mới mỉm cười nhìn cô dạy bảo nói chúng ta nỗ lực làm việc thực hiện ước mơ là vì muốn cuộc sống tốt hơn thượng đế khen tặng cho chúng ta tâm ý lớn nhất chính là mang đến cuộc sống ổn định nếu như cuộc sống của em mỗi ngày đều vì quá bận rộn mà xem nhẹ những phong cảnh ven đường như vậy có chút không đáng xuân hạ thu đông nhật thăng nguyệt dị sao mỗi ngày đều sẽ có những trải nghiệm mới mẻ khác nhau muốn hưởng thụ cuộc sống mới có thể chân chính hiểu rõ bản chất của ước mơ hiểu chứ sao mặt trời lên cao mặt trăng biến đổi ý nói mỗi ngày qua đi lại có những thay đổi khác nhau đường khả hình trầm mặc mà ôn nhu nhìn anh trang hạo nhiên đau lòng mà cương chiều nhìn bảo bối này nặng nề thờ một cái mới cười nói em còn trẻ cảm thấy cuộc sống không dễ dàng, nắm chắc phần đuôi của ước mơ, nỗ lực phấn đấu là đúng, thế nhưng anh hy vọng em có thể mở lòng mà hưởng thụ cuộc sống từng chút một, mặc kệ đã từng bi thương, hay mất mát, hay lúc đối mặt với tất cả những khó khăn, đều phải điều chỉnh bản thân cho thích hợp. Đừng bận đến mức ngay cả thời gian ăn cơm, cũng không có. Hả? Đường khả hình ngẩng đầu, vẫn trầm mặc nhìn anh. Trang hạo nhiên cũng thật sâu nhìn cô một cái, mới cười nói, nhưng mà em bây giờ so với trước kia tốt hơn rồi, còn biết cười. Trước đây em không thích cười. Có sao, đường khả Hinh không chịu thừa nhận. Có, Trang Hạo Nhiên không chú ý đến cô, nhanh nhẹn cầm dao nhỏ, cắt mỏng miếng cá sống. Đường khả Hinh đứng một bên, đột nhiên đôi mắt lưu chuyển liếc mắt nhìn nghiêng khuôn mặt anh một cái, lặng lẽ rời đi. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng cầm dao bén, cắt cá hồi thành từng miếng, xếp thánh hình tròn giữa chiếc đĩa nhật, lấy thêm một con cá hồi biển sâu, Đổi một con dao khác, nhanh nhẹn bắt đầu từ đuôi cá, thuận lợi cắt miếng thịt cá, lại theo đường vân, dùng dao nhanh nhẹn cắt cá thành những lát mỏng như giấy. Nhanh chóng cuốn lại, từng lát từng lát đặt trên một cái đĩa dài khác, trên mặt từng phần cá cuốn lại, dưới lên mù tạc, đột nhiên cảm nhận được cửa sổ trong suốt phía trước, có bóng người lắc lư, anh không hiểu sao bỗng ngẩn đầu. Đường khả hình không biết gì lúc đứng bên cạnh hồ sen phía sau phòng bếp trong suốt, xung quanh tất cả đều là những lá sen lớn xanh mượt. Còn có rất nhiều những đóa hoa sen màu hồng phấn đang nhẹ nhàng tỏa hương, cô xinh đẹp đáng yêu đứng bên ngoài cửa sổ sát đất, nhìn về phía anh ngọt ngào tươi cười. Trang Hạo Nhiên ôn nhu nhìn Khả Hinh ngoài cửa sổ, hướng về phía mình dáng vẻ chơi đùa thật vui vẻ, nhớ lại sau khi cô mất trí nhớ, dù rằng trong lòng mình có tuyệt vọng và mất mát, nhưng cũng hiểu được, đây có lẽ là một món quà mà thượng đế đã ban tặng cho cô, để cho cô quay trở lại ngày không có phản bội, không có bi thương, không có mất mát, cho dù cha mẹ bỏ rơi nhưng cô vẫn tràn đầy mạnh mẽ đi về phía trước khả hinh anh vẫn luôn muốn biết trước khi em bị hủy dung là một cô gái như thế nào có đáng giá để anh chịu dày vò đau khổ chờ đợi suốt ba tháng này hay không anh lẳng lặng nhìn cô gái ngoài cửa sổ hoàn toàn quên mất chính mình bộc lộ nụ cười ngọt ngào nhất là đôi mắt nước to tròn long lanh hoàn toàn không có chút tạp chất trong veo linh hoạt nhìn về phía mình hiện lên nụ cười còn thoát tục hơn cả hoa sen anh không hiểu cười nói, có đôi khi thật hy vọng em chưa từng có quá khứ, chỉ có hiện tại. Anh có thể chịu đựng mấy ngàn mấy vạn năm luân hồi để nghinh đón nụ cười vui vẻ và đơn thuần như vậy của em. Em yên tâm, anh sẽ vì nụ cười của em mà đón gió lướt sóng. Đường Khả Hinh đột nhiên đứng giữa hồ sen, nhìn Trang Hạo Nhiên tươi cười có chút cô quạnh, trong lòng cô khẽ động, không hiểu sao bỗng thu lại nét mặt. Hai mắt Trang Hạo Nhiên vẫn nóng cháy nhìn Đường Khả Hinh. Đường khả hình đột nhiên có chút bi thương đứng ngoài cửa sổ, ở khoảng cách thật gần nhìn người đàn ông bên trong, đôi mắt cô chợt lóe, đột nhiên ngửa mặt cười, vươn bàn tay nhỏ bé, vỗ tay làm động tác con cá nhỏ trong hồ, không ngừng bơi qua bơi lại. Trang hạo nhiên sửng sốt, đột nhiên nhớ tới một đoạn ký ức thời thơ ấu, có một cô bé, mặc váy trắng, đứng bên cạnh hồ sen, thật vui vẻ tươi cười ngọt ngào, vỗ tay làm động tác cá nhỏ bơi lội, đột nhiên lại khéo léo giơ hai tay lên cao, vươn lên đỉnh đầu, làm thành hình trái tim, mặt hướng về phía mình. Hai mắt anh chợt lóe, lại đi đến phía trước nhìn lại. Đường khả Hinh đã tươi cười ngọt ngào, vươn hai tay chậm rãi đưa lên đỉnh đầu, làm thành hình trái tim, hơi nghiêng người, bộc lộ một vẻ yêu thương. Trang hạo nhiên khiếp sợ nhìn một màn này. Đường khả Hinh lại xinh đẹp tươi cười, thấy trang hạo nhiên đột nhiên sửng sốt, cô đột nhiên không biết từ đâu, nhấc một cái thùng màu đỏ thấm đến, hướng về phía phòng bếp bên này hát qua. Trang hạo nhiên giật mình, lùi về phía sau một bước, kinh ngạc quay đầu, cho rằng nước sẽ dính vào mình. Bất đắc dĩ, nước kia chỉ rơi trên tường thủy tinh thôi. Ha 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 ha! Đường Khả Hinh cuối cùng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trang Hạo Nhiên, cô nhìn anh, cười to lên. Trang Hạo Nhiên nóng mắt nhìn cái cô nhóc ngoài cửa sổ này, dáng vẻ cười đến mức vui vẻ phấn chấn như vậy, anh cũng dựa vào cạnh tủ bếp, cười rộ lên. Di động đúng lúc này, không hiểu sao vang lên. Chương 762, đốt cháy. Sân bay. Lãnh Mặc Hàn mặc bộ Âu phục đen, tay cầm túi du lịch nâu, đứng trước cửa sổ sát đất trong đại sảnh phòng chờ sân bay, cầm di động, nhìn máy bay chờ khách bên ngoài, từng chiếc từng chiếc lần lượt cất cánh, khuôn mặt anh lạnh lẽo nói, vì chuyện chiều nay, tôi vội vàng muốn đi Mỹ một chuyến, tiến hành đàm phán, xem vì nguyên nhân gì, tại sao muốn giết Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên hướng góc bên này của phòng ăn nhìn về một món đồ sứ trung hoa hoa văn xanh cao cả thước, đặt một gốc cây hỏa liệt điểu, hai mắt anh mãnh liệt lóe ra, ngưng mặt nói, được. Vất vả cho cậu rồi, lúc qua bên đó, chú ý một chút. Tôi sẽ để cho cặp song sinh cùng điệp y bảo vệ tốt cô ấy. Nhưng dựa theo thói quen làm việc của người áo đen, nếu có người hành động thất bại, thì người kia phải chết, đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không xuất hiện lần ám sát thứ hai. Lãnh mặc hàn nói, ừm, um, tôi biết rồi, Trang Hạo Nhiên lại gật đầu. Còn nữa, ánh mắt lãnh mặc hàn lóe lên, vẫn là nhắc nhở anh một câu, cái lão quản gia kia trong nhà cậu, sau này đừng cho ông ấy làm món canh lưng cừu với lá cầu kỳ nữa. Hả, Trang Hạo Nhiên nghe những lời này thấy khó hiểu nói cậu muốn nói gì. Lãnh mặc hàn thay đổi tư thế, mới nhìn Trang Hạo Nhiên cười như không cười nói, ông ấy nghe lời của chủ tịch, nếu trong nhà anh có phụ nữ, ông ấy phải lập tức thông báo cho chủ tịch. Nhất là khả hình phỏng chừng lúc này, cha của anh rất có khả năng sẽ chạy tới để ngăn cản. Tôi nghĩ, chủ tịch ngăn cản anh nhất định là có lý do gì đó chứ. Thuận tiện tôi tìm hiểu nguyên nhân chuyện này luôn. Chấm 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 ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên đang tập trung tinh thần, nghe được câu cuối cùng, bị dọa nhảy dựng lên nói cậu không nói đùa chứ. Cha tôi sắp tới rồi sao? Tôi chuyển đến chỗ này, thiết lập nhiều máy móc như thế, sao cha tôi đến được đây? Ông ấy là cha anh, anh có đến hành tinh khác, ông ấy cũng có lý do tìm anh nói chuyện phiếm. Lãnh mặc hàn ít khi nói đùa. Điện thoại cạnh một tiếng, cúp máy. Tôi cược 50 vạn, chấm than ngoặc kép, tô lạc hoành trong ga đi sân bay, đập mạnh xuống ghế dựa một tấm vé máy bay 50 vạn. Tào Anh Kiệt nghe lời này, lại hăng hái rút ra tờ 100 đồng, lại đặt xuống 100 vạn, nói tôi đặt 100 vạn. Các cậu đều cút hết cho tôi, tôi đặt 200 vạn, hôm nay hai người bọn họ nhất định không lên giường được chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai cởi bỏ âu phục, sôi nổi đứng lên nói, cầm chi phiếu đập mạnh xuống bên cạnh. Lãnh mặc hàn lạnh lùng đứng ở trước mặt mấy tên cầm thú, hỏi ai làm cọc. Cậu đấy, chấm than ngoặc kép, ba người cùng ngẩng đầu, nhìn anh, kêu to. Tôi là mẹ các cậu à, tôi làm cọc, chấm than ngoặc kép, lãnh mặc hàn nói thẳng một câu. Vậy mấy người chúng tôi làm cọc, cậu cược lão đại cùng tiểu đường đêm nay có thể trên giường hay không? lâm sở nhai ngẩng đầu nhìn về phía lãnh mực hàn đang cười xấu xa nói đôi mắt lãnh mặc hàn chấp lóe mới hỏi hiểu rõ rồi là lên giường hay là làm tình làm tình chấm than ngoặc kép ba người cùng kêu to các hành khách trong sân bay cứ thế ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua ngay cả mấy cô tiếp viên hàng không cũng nhìn về phía bên này chỉ trỏ mấy người đàn ông đồng thời không lên tiếng lãnh mặc hàn nghĩ nghĩ liền nhanh chóng lấy ra tờ chi phiếu, lưu loát viết 300 vạn, ném về một hướng khác, rồi mới cầm túi du lịch, đi về phía trước, chuẩn bị làm thủ tục. Ba người đồng thời nhìn xuống chỗ đặt vé máy bay, Tô Lạc Hoành cùng Tào Anh Kiệt lập tức nhanh chóng muốn rút về chi phiếu của mình, lâm sở nhai giống như thú vật, đẩy hai bọn họ ra, kiên quyết không cho lấy. Lãnh mặc hàn đeo kính lên, nghe thấy tiếng ba người anh em mắng chửi nhau, anh đột nhiên cười, đi về phía trước. Phòng Tổng thống, Trang tính vũ mặc âu phục màu vàng nhạt, bộc lộ chút nặng nề. Vừa muốn đẩy cửa ra khỏi phòng, chuẩn bị rời khỏi. Ông muốn đi đâu? Âm thanh lạnh lùng truyền tới. Trang tính vũ dừng bước lại, sững sờ xoay người, nhìn về phòng khách bên kia. Ân Nguyệt Dung vẫn mặc bộ váy ngủ hồng nhạt, khoác tạp dề hồng nhạt, dựa vào bên cạnh bàn ăn cơm. Bên cạnh là một cái bánh ngọt to màu hồng nhạt mơ mộc. Trên đó cắm những cây nến đang cháy hừng hực. Bà từ trong ánh nến này, tay đang cầm một tờ giấy màu nâu ngừng ngay phía trên ánh nến, ánh mắt lạnh lùng nhìn chồng. Trang tính vô há hốc mồm trầm ngâm liếc mắt một cái, nhìn thấy phía trên tờ giấy có ghi rõ ràng bốn chữ to chứng nhận kết hôn, trái tim bị nện mạnh. Ông lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu, nhìn về phía ân Nguyệt Dung, lập tức khẩn trương nói: Vợ à, bà muốn làm cái gì vậy? Chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy, vẫn ân ái, đừng vì một việc như thế mà nổi giận được không? Đừng nói đùa. Mau đưa tờ giấy kia để xuống, tuổi của chúng ta đã cao, lại hồi tố sao thật quá mất mặt rồi. Sao y nói sẽ phải đi xin cấp lại. Ông lại vẫn tính toán sẽ hồi tố sao? Ân Nguyệt Dung nghe lời này, liền một trận sóng lòng sôi sục, kích động khổ sở nhìn về phía chồng, giơ giấy chứng nhận kết hôn lên, để trên ánh nến, chỉ thiếu chút nữa, chắc chắn sẽ đốt cháy, bà không ngừng thở hổn hển, tức giận nói, chỉ cần tôi đốt nó. Ông Vĩnh Viễn không cần nghĩ đến chuyện hồi tố buổi trưa hôm nay vừa mới muốn ly hôn với ông buổi chiều ông liền quên mất lời nói của tôi ông cho rằng tính cách tôi lộn xộn không cần vợ à trang tính vũ vừa nhìn tờ giấy kết hôn vừa bất đắc dĩ nhìn về phía ân nguyệt dung nói đừng làm loạn tôi thực sự có việc gấp tôi biết ông có việc gấp thế cho nên đã quên hôm nay là ngày gì ân nguyệt dung kích động bật khóc hôm nay trang tính vũ sửng sốt nhìn vợ hôm nay là ngày kỷ niệm chúng ta kết hôn nếu không ông nghĩ rằng tôi ăn no dỗi việc làm bánh ngọt hồng nhạt cho ông ăn sao chấm than ngoặc kép ân nguyệt dung lại giơ giấy kết hôn lên tức giận hạ thấp xuống một chút thực xin lỗi thực xin lỗi là lỗi của tôi tôi lại quên mất đừng tức giận trang tính vũ lập tức muốn bước về phía trước một bước ông bây giờ còn nhớ rõ cái gì sau khi ông về nước cái gì ông cũng quên sinh nhật của tôi sinh nhật của cha mẹ tôi sinh nhật của ngải lâm sinh nhật con chó con mèo của tôi Ân Nguyệt Dung càng thương tổn, lại cầm giấy kết hôn, vừa muốn hạ xuống chút nữa, thiếu chút nữa là đốt cháy, lại lại nâng lên một chút. Trời ơi, đừng kích động, chấm than ngoặc kép, Trang Tính Vũ lại khẩn trương nhìn vợ, nói, sinh nhật của bọn họ với sinh nhật của bà còn chưa tới mà. Đến lúc đó ông nhất định sẽ quên, ông là cái đồ không có lương tâm. Chấm than ngoặc kép, Ân Nguyệt Dung lại tức giận muốn đốt giấy kết hôn. Sẽ không, chấm than ngoặc kép trang tính vũ toàn thân đổ mồ hôi lạnh, muốn quát vợ dừng lại. Cạch một tiếng cánh cửa mở ra, trang ngải lâm ăn mặc gợi cảm đi tới, vẫn còn nhai kẹo cao su, muốn đi về phòng mình, hai mắt chấp lóe nhìn đến cha mẹ, mỗi người đứng một chỗ, cô bỗng sửng sốt, hỏi, ôi chao, có chuyện gì thế? Mẹ con muốn đốt giấy chứng nhận kết hôn, trang tính vũ bất đắc dĩ nhìn con gái. Trang ngải lâm lập tức khẩn trương nhìn về phía mẹ, kêu lên, mẹ, đừng làm loạn, con đói bụng, làm nhanh lên còn ăn cơm. Cửa phịch một tiếng đóng lại, cô một lần nữa đi ra ngoài. Nhìn xem ông nuôi dưỡng được đứa con gái tốt thật, chấm than ngoặc kép, ân nguyệt sung kích động nhìn về phía chồng, tôi biết nó, đã đói bụng muốn ăn cơm. Ông có biết con tôi đói bụng bao lâu không, còn như vậy nữa sẽ gầy yếu. Chấm 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 ngoặc kép, vẻ mặt trang tính vũ bất đắc dĩ đứng tại chỗ, thật là không có cách nào với người này. Ân Nguyệt Dung tiếp tục kích động nhìn về phía chồng nói, nó không giống với ông đầu óc khó chịu cố chấp. Nó đang ở tuổi nhiệt huyết tràn trề, nếu thật sự không thích, khẳng định nó sẽ không dễ dàng đụng chạm vào. Đụng chạm sẽ phải chịu trách nhiệm. Trang tính vũ không nói gì nhìn vợ. Ân Nguyệt Dung hai mắt rưng rưng, nhớ tới lúc trước tự mình đối phó với cha mẹ chồng, lại nghẹn ngào khóc nói, còn nữa, Khả Hinh cũng là một cô gái có suy nghĩ có trí tuệ, nếu nó không thích, làm sao nó cho hạo nhiên chạm vào, Hạo Nhiên khẳng định cũng sẽ không ép buộc. Ông đừng nghĩ những suy nghĩ đó của tôi là hư hỏng, tôi cũng chỉ muốn tạo cho chúng nó một cơ hội ở bên nhau. Nghĩ lại Khả Hinh mất trí nhớ ba tháng, mấy ngày đầu Hạo Nhiên của chúng ta, cơm cũng không ăn, chỉ thương tâm nằm trên giường đi ngủ. Tôi là mẹ nó, tôi là mẹ nó, tôi là mẹ nó đấy hu 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 hu. hu. Bà đột nhiên nằm úp sấp trên bàn, cầm tờ giấy kết hôn nức nức nở nở khóc lên, không thốt nên lời nữa. Này! Trang tính vũ lúc này đầu óc một mảnh hồ đồ, lại nhớ lại những lời của vợ, cũng có chút đạo lý, ông lại thở hổn hển một hơi, hai mắt nhanh chóng lưu chuyển. Bọn trẻ đều đã trưởng thành, cho bọn chúng chút không gian riêng, ông tự suy nghĩ chuyện này đi, cho dù ông có một vạn lý do để phản đối, ít nhất trước mắt ông đổi ý cho bọn nó một cơ hội đi. Nếu không, tương lai chúng nó sẽ hận chúng ta. Chấm than ngoặc kép, ân nguyệt dung lại khóc nấc lên nói, hạo nhiên nhà chúng ta, là một đứa trẻ có hiểu biết lại hiếu thuận như thế, tuyệt đối sẽ không thương tổn bất cứ ai. Ông không cần tàn nhẫn như thế, cho bọn chúng một cơ hội ở chung với nhau. Chúng ta khi đó không phải cũng vượt qua rất nhiều khó khăn mới có được ngày hôm nay sao? Trang Ngải Lâm đứng ở ngoài cửa, nghe lời này, a một tiếng, lắc đầu, thế này cũng kêu là vượt qua mọi khó khăn sao? Một buổi tối đã thu phục được cha rồi, ngày hôm sau liền buộc đi đăng ký kết hôn, rồi mới kéo mấy xe kim cương đến nhà cha con sao. Trang tĩnh vũ không biết làm sao chỉ nhìn vợ, nhớ lại chuyện của đường Chí Long, nhăn mặt, liền thở dài. Ân Nguyệt Dung lại vừa lau nước mắt, vừa cầm giấy kết hôn, lại đặt ở trước ánh nến, buồn bã nói, chuyện của ông, còn làm không xong, vẫn còn quản con trai sao. Nghĩ lại đi, ông ngay cả kỷ niệm ngày kết hôn của chúng ta còn quên. Ông đã không để tôi vào mắt, ông vừa thấy mạn nhi thì hoa mắt rồi. ôi trời, đừng đốt. trang tính vũ nhìn vợ thật đưa tay về phía ánh nến của chiếc bánh ngọt, vội vàng đưa tay ngăn cản. ôi, ân nguyệt rung tay bị ánh nến liếm vào một chút, tay đau bốt lùi về phía sau, nhìn tay sưng đỏ, lập tức lại giật lại rơi lệ đáng thương khóc lên, hu hu hu. ông khi dễ tôi, ông khi dễ tôi. trang tính vũ lập tức đi đến trước mặt vợ, ôm lấy bà, lại cầm lấy giấy kết hôn, đặt xuống mặt bàn lại vỗ nhẹ dỗ dành được rồi được rồi tất cả đều là lỗi của tôi tôi làm bà nổi giận tôi làm cho bà thương tâm rồi thực xin lỗi hu 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 ân nguyệt dung lại tựa vào trong lòng chồng nức nức nở nở cọ cọ một hồi mới lại nghẹn ngào nói hôm nay là ngày kỷ niệm muốn ông ở cùng với tôi chỗ nào cũng không cho đi trang tính vỗ nghe lời này không hiểu liền cười bất đắc dĩ nói được chỗ nào cũng không đi không cho phép ra khỏi cửa trừ khi tôi đi theo ân nguyệt dung lại làm nũng được được tôi nghe lời bà tôi mệt mỏi cực nhọc muốn được ôm ân nguyệt dung lại cọ thân thể khuôn mặt cuối cùng lộ ra nụ cười ngọt ngào trang tính vũ cúi đầu ôn nhu nhìn vợ mấy chục năm qua vẫn như cú khu khuôn mặt xinh đẹp động lòng người liền mỉm cười chậm rãi khom người ôm vợ vừa đi về phòng vừa cười nói được chúng ta trở về phòng bồi thường cho bà thật tốt Ân Nguyệt Dung lập tức cao hứng ôm chặt cổ chồng, vừa lau nước mắt trên mặt, vừa nheo nheo mắt nở nụ cười. Điện thoại lại vang lên, Trang Hạo Nhiên nhận điện thoại, nghe được chuyện của mẹ, anh nhẹ nhàng cười, hơi chút ngẩng đầu, nhìn Đường Khả Hinh vẫn như cũ đứng bên ngoài hồ sen, trong tay cầm vài bông hoa sen, cũng đang vui vẻ cười. Chương 763: Làm bạn trai thì thế nào? Phòng ngủ rộng lớn, bóng trúc khẽ lay động, từng trận gió nhẹ, thẩm thấu tâm can. Đường khả hình ở trong phòng tắm, tắm qua, mặc áo sơ mi màu trắng lá sen, chiếc quần đùi cùng màu, tóc dài còn ướt nhẹp đi ra, tay vừa cầm khăn lông trắng, vừa xoa tóc mình, quan sát không gian bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, cũng vì thời gian trôi qua thật nhanh, bầu trời đã tối sầm lại, bên trong gian phòng là ánh sáng nhu hòa phát ra từ đèn thủy tinh, yêu nhã như vậy, thật có chút giống chủ nhân của nó. Bởi vì vừa rồi toàn thân là mồ hôi, còn dính bụi bẩn trên lá sen, lại chạy nhanh vào phòng tắm, nên không có nhìn kỹ gian phòng kia như thế nào cô đi chân trần thoải mái trên thảm đón gió mát thoang thoảng hương trúc nhìn kỹ hoàn cảnh xung quanh khắp nơi đều thật yêu nhã ngăn nắp sạch sẽ cũng giống như chủ nhân của nó trang hạo nhiên cực kỳ sạch sẽ cô mỉm cười đang muốn cất bước ra khỏi cửa lại bất ngờ ngẩng đầu nhìn thấy phía trên tường kia là bức tranh thật lớn bị vải trắng che khuất thậm chí còn dùng đinh cố định lại cô thực sự tò mò đi qua đi tới phía dưới bức tranh ngẩng đầu nghĩ muốn thông qua khe hở kia, nhìn về phía bên trong, xem rốt cuộc là cái gì. Nhưng nhìn thế nào cũng không thấy. Không hiểu sao lại nhớ tới vừa rồi Trang Hạo Nhiên lúc nhắc tới cô, bộ dáng kia vừa thần bí lại gợi cảm. Đường khả hình cắn môi dưới, xoay người, nhìn về phía trước có một chiếc ghế tựa cổ phức tạp, đặt ở bên cạnh cửa sổ sát đất, cô liền nhịn không được đi qua, ôm lấy chiếc ghế tựa kia, đặt ở bên cạnh lò sưởi âm tường, vịn tường đứng thẳng lên trên ghế, thở hắt một cái, liền không cảm thấy có gì là không lễ phép vươn tay, muốn nhẹ kéo ra cái đinh đã cố định kia, nhìn xem rốt cuộc là bức họa gì mà thần bí như vậy. Cái đinh cố định có chút chặt, cô cắn răng lại dùng sức kéo nó ra. Có cần giúp không? Không cần, đường khả hình lại muốn dùng lực để kéo cái đinh kia ra, đột nhiên sắc mặt căng thẳng, ý thức được có điều gì đó không ổn, trong nháy mắt xoay người lại, đã nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang mỉm cười dựa vào cạnh cửa, ôm vai nhìn mình, cô giật mình, thân thể dán chặt lên mặt tường phía sau, nhìn anh nuốt khan một cái. Trang hạo nhiên nửa cười nhìn về phía đường khả hình, có chút nhàn nhã hỏi tắm qua rồi hả? Ách vâng, đường khả hình có chút xấu hổ, miễn cưỡng cười cười. Không đói bụng sao? Trang hạo nhiên khóe môi hơi nhếch cười hỏi cô. Ách đói a, à, đường khả hình là thật đói bụng. Vậy em như thế nào vẫn còn sức muốn gỡ tấm vải trên bức tranh sơn dầu của anh? Hay vốn có ý định là không ăn, trang hạo nhiên nhìn cô, cố ý hỏi, không có a, à, em chỉ là chỉ là cảm thấy có chút tò mò, một bức tranh lớn như vậy, rốt cuộc bên trong là cái gì? em hồi bé, ầm, vốn có thiên phú trở thành họa sĩ, đường khả hình càng nói càng không biết xấu hổ. à, trang hạo nhiên nhịn không được bật cười, nói, vậy em sao một điểm lễ phép cũng không có, đã định phá vải che tranh sơn dầu của người ta, đường khả hình có chút xấu hổ mất thể diện cúi đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng nhìn cô một cái, bật cười nói, "Ăn cơm đi, tiểu tổ tông." Đường Khả Hinh nghe xong, miễn cưỡng cười cười, mới nhẹ viện tường đi xuống ghế tựa. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô một cái, mới xoay người đi ra ngoài. Đường Khả Hinh cũng theo sau, nhưng vẫn thắc mắc xoay người, liếc mắt nhìn bức tranh kia một cái, khẽ cắn môi dưới, rồi mới đi ra ngoài. Phòng ăn tầng 1 Ánh đèn nhu hòa, toàn bộ từ phòng khách tới phòng ăn là một mảnh ấm áp. Đường Khả Hinh hết sức kinh ngạc đứng ở trước bàn ăn, nhìn trên bàn đã để một lát cá hồi, cùng một lát cá quế đã qua ướp lạnh, lại dùng một ít cánh hoa violet đặt ở viền đĩa, làm người ta phải nuốt nước bọt, tâm tình thật tốt. Ánh mắt cô nóng bỏng nhìn Trang Hạo Nhiên đã liên tục đặt bếp lò lên trên, vừa nấu chín sò biển trộn miến, vừa bày lên bàn, cô lập tức lại nuốt một ngụm nước bọt. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô một cái tiếp tục bày lên mực nhỏ, thịt mực tươi mới trơn bóng, bên trong tràn ra chất lỏng màu trắng, hương thơm kích thích lan tỏa. Anh lại thuận thế dưới một chút tương đen lên trên, từ bên trong tản ra một cỗ hương thơm của giấm cùng cùng vị cay của ớt hồng. Đường khả hình tròn mắt nhìn, lập tức vươn tay, muốn nhón một miếng mực để ăn. Nóng, Trang hạo nhiên nhanh tay ngăn cản cô, cười rộ lên, lại nhẹ nắm tay dắt cô ngồi xuống bên bàn cơm, rồi cẩn thận từng ly từng tí từ trong nồi, múc ra hai đĩa cơm rau dứa, đặt ở vị trí của hai người, nhẹ đẩy ra ít dứa che bên trên, lộ ra thịt tôm hùm, hòa lẫn với hương thơm của dứa, kết hợp với hương thơm quả điều, màu vàng của chân giò hun khói, trộn lẫn hương thơm của hành thái, hương vị quá đặc biệt, quả thực làm người ta như đứt từng khúc ruột. Đằng sau lại truyền đến từng đợt khí nóng cuồn cuộn. Đường khả hình trong nháy mắt quay đầu lại, nhìn thấy trang hạo nhiên dùng khăn tay, bưng tới một bát tô, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên bàn cơm, bên trong là canh nhân sâm gà trăm năm, cùng ba gốc sâm trăm năm, theo nước canh sóng sánh trong bát là một cỗ hương vị nhân sâm nồng nàn, thấm vào từng thớ thịt gà đã chín kỹ, liếc mắt một cái, thật khiến cho con người ta đói bụng đến không chịu nổi. Trời à, thật nhiều đồ ăn ngon à, thật không cùng một kiểu với đồ ăn trong nhà hàng nha. Cô không nói hai lời, liền lấy đôi đũa bạc, gắp một miếng mực đã dưới giấm đen lên ăn, lập tức một mùi hương nồng đậm của mực tan ra trong miệng, khiến cho chính mình phải hô to một hơi, kích động liên tục, cười nói, wow, cảm giác này quá tuyệt vời. Cô không nói lên lời, liền lập tức cầm lấy thìa nghiêng người về phía trước uống một ngụm canh nhân sâm nóng hổi, một cỗ hương vị nhân sâm nồng đậm làm con người ta thư thái, làm cho vị giác của cô đạt tới cao trào. Cô vui vẻ nhìn về phía anh, yêu thích cười rộ lên nói, uống thật ngon a, à, anh sao có thể lợi hại được như vậy a? À? Đường Khả Hinh lời còn chưa nói hết, liền lại để cái thìa xuống xúc một thìa cơm lên, vừa ăn vừa kích động liên tục cười. Trang hạo nhiên ngồi ở một bên, đôi mắt hàm chứa mấy phần thâm tình nhìn về phía đường khả hinh, yếu ớt nói, anh nghĩ muốn làm một bữa cơm cho em ăn, đã đợi đủ ba tháng rồi. Sao à, đường khả hinh cầm thìa ăn cơm, không hiểu gì nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên thế nhưng chỉ nhàn nhạt cười nói, không có việc gì. Ăn ngon không? Ưm, ừ, ăn ngon, đường khả hinh lập tức gật đầu mỉm cười. Cha dạy em như thế nào đối với thức ăn? Trang Hạo Nhiên yêu nhã ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn về phía cô hỏi. Ưm, ừ, Đường Khả Hinh vừa ăn, vừa mỉm cười ngẩng đầu lên, nói thức ăn là thứ quý giá giúp chúng ta kéo dài sinh mệnh gì đó. Vậy với người nấu thức ăn thì thế nào? Trang Hạo Nhiên cười nữa hỏi. Đường Khả Hinh tạm dừng, hạ mắt, mỉm cười nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên cũng im lặng nghiêng mặt nhìn cô. Đường Khả Hinh cười ngọt ngào, hơi nghiêng thân thể đối trang hạo nhiên ngồi bên cạnh lộ ra mấy phần giảo hoạt, nhẹ gõ cái thìa trong tay, dịu dàng nói, đối với người làm ra thức ăn giúp chúng ta kéo dài sinh mệnh, đó hẳn là sự tôn trọng cùng thấu hiểu. Trang hạo nhiên lại tươi cười nhìn cô. Cảm ơn anh, chấm than ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên cười, sau đó lập tức xoay người, tiếp tục uống canh nhân sâm nóng hổi, thật là càng uống càng thích, càng uống càng hưng phấn. Em cảm thấy anh thế nào? Trang hạo nhiên xoay người, cầm lên chiếc đũa, gắp một phần sashimi, bỏ vào trong miệng nhai, lập tức bị hương vị cay xè, kích thích vị giác. Đường khả hình cảm thấy lời này có chút kỳ quái, quay mặt sang nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên cũng nghiêng mặt, mỉm cười nhìn cô. Rất tốt, vừa cao, vừa đẹp trai, lại thông minh, vừa yêu thể thao, vừa có quyền, có thế. Lại có tiền, còn có gia thế hiển hách, quan trọng nhất là biết nấu ăn. Chấm than ngoặc kép trừ bỏ việc là người thích ăn đậu hủ chán ghét kia ra. Cô cũng nhanh tay gắp một phần sashimi, bỏ vào trong miệng nhai, thì tôm trơn trượt ngon muốn chết. Thân thể trang hạo nhiên làm một trận run rẩy, cười rộ lên, cầm lấy bình rượu, vì cô rót một chén, rồi mới nói, anh mới vừa trở về, em đối với anh làm sao có thể hiểu rõ như vậy. Hễ là người trái đất thì đều biết có được hay không. Đường khả hình nâng chai rượu lên, uống một ngụm, trong nháy mắt cảm thấy thân thể tràn đầy ấm áp, rất thoải mái. Cô cảm thán một hồi, lại mở chai rượu ra, rồi tự rót cho mình một chén rượu lớn, nhấc chén rượu đến bên miệng uống. Làm bạn trai thì thế nào? Phúc đường khả hình đem một ngụm rượu vừa rót vào trong miệng phun hết ra, may mắn nhanh tay bịt miệng lại. Cô một bên vừa nhanh đi rửa tay, một bên vừa ho khan. Ice, làm sao mà lại kích động như vậy? Anh có nói là làm bạn trai của em sao? Trang hạo nhiên xoay người nhìn về phía cô, cười nói. Đường khả Hinh một bên mặt đỏ tới mang tay rửa tay, một bên vừa ho liên tục nói, em, em, em có nói anh là bạn trai em sao? Anh không tính làm bạn trai em, Trang hạo nhiên cười nói. Chật chật chật, đường khả Hinh không hiểu sao đáy lòng dao động, loại cảm giác này nảy sinh tự nhiên giống như bản năng sẵn có, ở cùng anh chưa từng có cảm giác xa lạ, dạo gần đây, nó như tự nhiên mà đến vậy. Cô mặc dù có điểm hoài nghi hai người đã từng có quan hệ, lại vẫn cảm thấy không có khả năng đó. Cô đỏ mặt, nuốt khan một cái nơi cổ họng, trở về bên bàn cơm, một lần nữa uống rượu. Trang hạo nhiên trầm mặc nhìn cô một cái, mỉm cười thấu hiểu, ôn nhu nói thế nào. Thất vọng sao? Anh, đường khả hình quay mặt sang, vừa vặn chạm vào chóp mũi trang hạo nhiên, tim cô nhảy dựng lên, mắt to có có chút mơ màng chừng anh. Nếu như, em có ý tứ này, anh có thể suy nghĩ một chút." Trang Hạo Nhiên lại ngẩng mặt cười rộ lên. "Tới địa ngục đi." Chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh trong nháy mắt gắp một miếng sashimi, nhét vào trong miệng của anh, lại vì anh rót một chén rượu, chính là muốn cho anh uống. "Ưm," ừ, Trang Hạo Nhiên hơi nhíu mày uống chén rượu này, lại vô ý vươn tay, khóa chặt hai bên hông cô, nói "Em chúc rượu anh, cẩn thận anh có ý nghĩ không đứng đắn." Đường Khả Hinh lập tức làm bộ vươn hai tay ra, muốn đâm vào mắt của anh thế nhưng Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt nắm chặt cổ tay của cô, kéo cả người cô lên bắp đùi mình, ấn xuống, lại ôm chặt cô, cúi mặt xuống, miệng kề sát hai cánh môi cô, chút xuống ngụm rượu trong miệng mình. Ưm, uhm, đường khả hình nuốt vào toàn bộ rượu trong miệng anh, trái tim cô, dường như vừa lệch một nhịp. chương 764, em thua. Anh làm gì đấy, tránh ra, đường khả hình không cách nào thoát khỏi cái ôm của anh, cảm giác tim đập mạnh, có lẽ sau khi mất trí nhớ, lần đầu tiên thấy anh tại bể bơi có lẽ mỗi ngày đến phòng làm việc của anh bắt đầu nhìn thấy tấm hình anh chụp nghiêng hoặc có thể là từ đồng nghiệp xung quanh nghe nói những câu chuyện vang dội có liên quan giữa mình và anh hoặc có thể bắt đầu nhìn đến tấm hình chụp đám cưới kia trang hạo nhiên lại bá đạo ôm chặt thân thể mềm mại của cô buộc cô ngồi trên đùi của mình ánh mắt nóng cháy nhìn cô nói tránh ra ai bảo em chuốc rượu anh đường khả hình vẻ mặt thông suốt nhìn anh anh bón em ăn Trang Hạo Nhiên một cánh tay bá đạo ôm chặt cô, cánh tay kia cầm chặt đôi đũa, gắp một miếng cá sống, đưa đến môi cô. Đường Khả Hinh nồng đậm nhìn anh một cái, trái tim phịch một tiếng nhảy dựng lên, thở liên tục, âm thanh nhỏ nhẹ nói, "Không cần." "Không ăn, không thả người." Nhanh lên, Trang Hạo Nhiên lại mang miếng cá đưa đến bờ môi cô. Đường Khả Hinh đành phải mở rộng miệng, muốn ăn miếng cá sống kia. Trang Hạo Nhiên lại đưa miếng cá sống này, chậm rãi đưa đến bên môi mình ánh mắt nóng cháy nhìn về phía cô, khẽ nhếch miệng tươi cười nói, nếu em ăn được khối cá sống này, anh liền thả em ra. Chấm 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 ngoặc kép, đường khả hình trầm mặc nhìn anh. Hửm, chấm hỏi ngoặc kép, trang hạo nhiên lại nhìn hướng cô, cười đáp nhẹ. Ánh mắt đường khả hình lại nhẹ xoay chuyển, nhìn miếng cá sống bên môi anh, cách mình rất gần, cô vốn không hề muốn động đậy, nhưng trong nháy mắt lại nghiêng mặt lên trước, muốn ăn miếng cá sống bên dưới kia, ai biết môi còn chưa đưa tới, anh đã đem cá sống đưa đến trong miệng mình, cô nhìn anh. Trang hạo nhiên mỉm cười nhìn về phía cô, buông đũa xuống, nâng ly rượu trắng lên, dơ về phía cô nói, em thua. Đường khả hình hung hăng trợn mắt nhìn anh, biết đây là trò chơi nổi danh của Nhật Bản, vẻ mặt trách cứ liền vươn tay, nâng lên ly rượu trắng kia, nặng nề uống một hớp lớn, lại cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối cá sống, vẻ mặt khiêu khích tươi cười nhìn về phía trang hạo nhiên, nói, há miệng a a a. Trang hạo nhiên không đợi cô bắt đầu, cũng đã ăn luôn miếng cá sống trên đũa của cô. Anh, anh chơi xấu. Đường Khả Hinh nổi giận nhìn về phía anh, suốt ruột kêu. Em lại không có, ra quy tắc trò chơi. Trang hạo nhiên càng nhìn bộ dáng cô tức giận, càng muốn cười. Anh được lắm, chấm than ngoặc kép. Đường Khả Hinh lại cầm lấy một ly rượu trắng khác, rót cho mình một ly rượu, ngửa đầu uống hết. Chính xác, dám làm dám chịu. Đến lượt anh ánh mắt Trang Hạo Nhiên nóng cháy nhìn cô một cái, mới cười cầm lấy miếng cá sống, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Chấm 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 ngoặc kép, đường khả hình há hốc mồm nhìn anh. Anh thắng, Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô, nhai miếng cá sống. À à à, thật là người đê tiện bị ổi không gì sánh bằng, không chơi với anh nữa. Đường khả hình lập tức muốn tránh thoát cái ôm của anh. Được rồi, được rồi, được rồi. Trang hạo nhiên lại ôm chặt hông nhỏ của cô, cười cười ôm cô dựa sát vào trong lòng mình, nói chúng ta đứng đắn chút. Người nào lại chơi xấu, phạt không được ăn cơm. Đường khả hình chừng mắt nhìn anh. Trang hạo nhiên lại rót một ly rượu lớn, để cho cô uống trước. Tại sao vẫn phải uống? Đó là nguyên tắc của anh, em thua. Trang hạo nhiên nhìn về phía cô, mỉm cười nói. Anh, chấm 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 ngoặc kép, đường khả hình nóng mắt trợn tròn nhìn anh, lại vẫn nâng cao ly rượu trắng kia, ngửa đầu uống hết, bất chi bất giác, mình đã uống hết gần hai chai rượu trắng, mặt có phần đỏ lên, nhưng ý thức coi như vẫn tỉnh táo, lại không chịu thua nói, chơi lại. Trang hạo nhiên lại cầm lấy chiếc đũa, gắp lên miếng cá sống, cùng cô bắt đầu chơi trò chơi. Đường khả Hinh ngắm chuẩn miếng cá sống kia, vẻ mặt kích động nhìn chằm chằm, chính là không chịu buông tha nó. Trang hạo nhiên gắp lên miếng cá sống kia, đôi mắt nóng cháy nhìn về phía đường khả Hinh sắc mặt đỏ ửng, đôi mắt nước vì vội vàng, mà có thể tỏa ra vô hạn tình ý, lúc nhìn trái nhìn phải nét mặt kia thật đẹp ngọt ngào mà mê người cô cũng không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp lúc thì đáng yêu lúc thì quyến rũ lúc thì cứng cỏi lúc thì đẹp ngọt ngào hắn đem miếng cá sống dơ lên giữa hai người nhìn về phía cô mỉm cười nói đến rồi ơ Huyền em mờ Đường Khả Hinh gật đầu một hai ba Trang hạo nhiên trong nháy mắt muốn đem miếng cá sống đưa vào trong miệng mình ai biết đường khả hình lại rất nhanh nghiêng người về phía trước, hai tay ôm lấy cổ của anh, làm động tác đưa mặt đến gần môi anh, muốn cắn miếng cá sống kia, anh cũng đã nhanh chóng ném đôi đũa xuống, ôm cô vào lòng, mạnh mẽ mà nóng cháy ép cô vào trong ngực, hôn lên môi của cô, thậm chí thở phì phò, đưa đầu lưỡi ra, quấn quyết đầu lưỡi của cô, nghiêng mặt, cuồng nhiệt hôn cô. Ưm, ừ, đường khả hình môi bị ngăn chặn, tức khắc mặt tai đều đỏ, thở phì phò, dãy ruộng muốn thoát ra ôm ấp của anh nhưng trang hạo nhiên lại không cho cô cơ hội mà là dùng thân thể luyện võ ôm chặt cơ thể mềm mại của cô trong lòng vừa mút đầu lưỡi của cô vừa động tay xoa nhẹ bầu ngực đầy đặn của cô vuốt ve ưng ừ, mặt đường khả hình lập tức giãn ra muốn vươn tay nắm chặt tay anh ngăn không cho anh vuốt ve bảo bối em thật sự đã quên anh sao ba tháng nay anh nhớ em đến phát điên lên trang hạo nhiên điên cuồng nói xong lại mãnh liệt hôn lên cánh môi của cô tay nhanh chóng xông vào trong áo sơ mi mỏng manh chạm vào làn da mềm mại của cô, vuốt ve trên eo cô. Đừng như vậy, Trang Hạo Nhiên, đường khả hình có phần sợ hãi, phát hiện giờ phút này Trang Hạo Nhiên giống như cầm thú, cô lập tức thấy xấu hổ, muốn đẩy thân thể anh ra. Em không thích anh hôn sao? Hửm, Trang Hạo Nhiên nói xong, lại nhịn không được cách một lớp quần áo, liên tục xoa nắn bộ ngực đang phập phồng của cô, lại nhanh chóng hôn lên mặt của cô, cầm, giữa tóc, đưa đầu lưỡi ra rất lưu loát khe cắn vành tai của cô đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm giữa lỗ tai của cô cơ thể nóng bừng liên tục thở gấp khiêu khích toàn bộ cơ thể của cô a à, chấm 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 ngoặc kép cơ thể đường khả hình đột nhiên giống như bị kim châm khơi dậy một cỗ kích thích trong nháy mắt cô cảm giác toàn bộ cơ thể đều mềm yếu bởi vì hơi rượu phát tác muốn thoát khỏi cái ôm nhưng lại yếu dần trang hạo nhiên dùng chút sức lực dư thừa lại ôm trọn cơ thể mềm mại của cô lúc đầu lưới khiêu khích giữa tay cô, thì tay đã kéo khóa sau áo sơ mi của cô xuống, cổ áo lá sen cũng nhất thời trượt xuống, lộ ra bờ vai tuyết trắng nhẵn bóng, còn có dây áo lót khêu gợi, lộ ra nửa bộ ngực, hiện ra rõ ràng hết sức trêu chọc. Hai mắt của anh nóng lên, lập tức nhìn xuống phía dưới, cuồng nhiệt hôn cổ của cô, xương quay xanh, không nhịn được cắn nhẹ phần ngực lộ ra, rất nhớ hương vị này lại muốn kéo áo lót của cô xuống. Đừng, đường khả hình một trận mê loạn, cuộn rút đôi chân dài trắng nõn gợi cảm của mình, muốn cự tuyệt. Trang hạo nhiên cũng đã mãnh liệt cúi xuống phía dưới, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, cầm quần áo sộc sạch của cô, lại ôm ngang người cô, nhanh chóng chạy lên lầu. Đêm, mưa đột nhiên ngừng, ánh trăng theo áng mấy bồng bình trôi, nhẹ nhàng đến. Chiếc đèn màu trắng trong căn phòng nào đó của biệt thự, đột nhiên sáng lên. Tiếp theo một trận âm thanh mặc quần áo chuyển đến. Trang hạo nhiên mặc âu phục tiệc rượu màu đen, nhìn toàn thân mình trong gương, chậm rãi chỉnh lại cái nơ trắng của mình. Trên giường truyền tiếng hơi thở nỉ non. Trang hạo nhiên chậm rãi mà dịu dàng quay sang, nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường, bởi vì một buổi tối càng không ngừng đòi hỏi, cô đã quá mệt mỏi, tóc dài hơi xoăn gợi cảm xóa ra, giống như chú cừu nằm úp sấp ở trên giường, đệm chăn màu trắng như tuyết, choàng lên cơ thể khêu gợi của cô, vai và cánh tay trắng như tuyết đều trần trụi, để lộ vẻ rực rỡ khêu gợi, hai tròng mắt nhắm chặt, mặt như đóa hoa đào, ngủ say xưa. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút dịu dàng tươi cười của cô. Anh nở nụ cười, chậm rãi đi đến bên giường, lặng lẽ ngồi xuống, ngón tay nhẹ lướt qua từng góc cạnh khuôn mặt cô, nhìn đến đôi môi hồng nhạt của cô, còn có chiếc cằm nhọn đẹp đẽ. Cảm xúc trong lòng bắt đầu tuôn trào, ánh mắt của anh lộ ra vài phần thâm tình, chậm rãi khom người xuống, cúi đầu đặt trên đôi môi của cô, vừa khẽ hôn, vừa nói lời sâu xa, ngoan ngoãn ngủ một giấc chờ anh trở lại. Nói xong, đồng hồ treo trên tường, đã điểm 12 giờ. Trang hạo nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, trên mặt biểu lộ thần thái nghiêm nghị, nhanh chóng đứng lên, ra khỏi phòng. Cặp song sinh cùng điệp y đứng canh bên cạnh cửa, trầm mặc không nói. Bảo vệ cô ấy, bảo đảm cô ấy an toàn. Trang hạo nhiên nói xong, nhanh chóng đi ra ngoài. mươi 765, gặp dịp thì chơi. Đêm khuya, những ngôi sao lấp lánh rực rỡ. Sòng bài. Chín con rồng phun ra những dòng suối dài năm thước, cao vút trong bóng đêm, khí phách phun ra những bọt nước bảy màu, vô số những chiếc xe con màu đen sang quý, xoay tròn giữa suối phun chạy đến, lóe ra ánh sáng kim loại sang trọng. Một chiếc Rolls Royce màu đen chậm rãi lái tới, cuối cùng dừng ở trước đại sảnh khách sạn. Tổng giám đốc sòng bài của khách sạn cùng nhân viên lễ tân đứng trước quầy, lập tức đi ra đại sảnh sang trọng, đứng trước thảm đỏ, trước hết tôn kính không người hạ lễ, mới nhanh chóng lịch sự đi đến, đích thân mở cửa xe, mỉm cười nói, hoan nghênh tổng giám đốc Trang đến với sòng bài khách sạn Hàn Thị. Một mùi hương nước hoa nam nồng đậm, quyến rũ từ bên trong xe tản ra. Cuối cùng Trang Hạo Nhiên từ chỗ ngồi phía sau xe chậm rãi bước ra, ngẩng mặt lên, cặp mắt lóe ra nhìn về phía sòng bài của khách sạn, phong cách của sòng bài khách sạn này không giống với những nơi khác, điêu khắc suối phun Las Vegas, đặt ngay giữa đại sảnh, trên trần nhà được thiết kế hình vòng phong cách Gothic ba chiếc thang trời xanh thẳng dường như dẫn đến thiên đường, đang khúc xả ánh sáng mộng ảo thần kỳ, hiệu quả ánh đèn 3D càng hiện ra hai bên trái phải cầu thang mây mù tràn ngập, làm người ta càng cảm giác giống như đang chìm trong tiên cảnh. Nghe danh, Tổng Giám Đốc Hàn của Tập đoàn Hàn Thị, gần hai năm nay đều dốc toàn lực nhằm thâm nhập vào thị trường bất động sản, nhưng vẫn không làm mất đi danh tiếng của Tập đoàn Khách sạn trên thị trường quốc tế. Trang Hạo Nhiên cười như không cười đứng ở trước thảm đỏ đại sảnh, nhìn về phía sòng bài khách sạn này bất giả thành sao, khắp nơi lui tới vô số khách mời cao quý, còn có rất nhiều những vị khách nước ngoài, tất cả bọn họ đều nam thì giày Tây Âu phục, phụ nữ thì váy dài gợi cảm, từng đôi dìu nhau đi vào vũ hội, hoặc là vào sòng bài. Sao nơi không có bóng đêm, ý muốn nói lúc nào cũng náo nhiệt người ra vào, không ngừng hoạt động. Tổng giám đốc Trang, mời đi về bên này, giám đốc hơi khom người mỉm cười, đưa tay về phía trước, dẫn trang hạo nhiên hướng đến tầng hai nơi diễn ra yến tiệc trang hạo nhiên ngưng mặt đôi mắt lóe ra tia nhìn nóng bỏng cất bước hướng bên trong đi vào vô số khách mời nhao nhao liếc mắt nhìn về phía người đàn ông hoàn mỹ này trang hạo nhiên cất bước đi đến ngay chính giữa cầu thang thiên đường của sòng bài khách sạn anh vừa đi hướng trên lầu vừa cúi đầu nhìn cầu thang là ngọc lưu ly li xanh đậm kết hợp với thủy tinh được đặc chế cho nên mới có thể chế tạo ra hiệu quả kỳ ảo như vậy phòng yến tiệc tầng 2. Một đoạn vũ khúc tango yêu nhã, từ phòng khách xa hoa thong thả truyền đến, phòng khách lộng lẫy huy hoàng, sàn nhảy ở giữa, mấy chục tấm lụa mỏng màu trắng, theo máy móc mà nhẹ nhàng tung bay, càng không ngừng xoay tròn, tạo nên hiệu quả phất phới kỳ ảo như đang bay trong gió. Vô số khách mời, đang ở giữa sàn nhảy, theo lụa mỏng mông lung chuyển động, mà nhẹ nhàng khiêu vũ, nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đen, tay cầm các loại rượu đỏ, qua lại giữa khách quý ngẫu nhiên có vài thiên kim tiểu thư danh viện đứng ở trước bàn tiệc buffet tinh xảo nâng ly rượu đỏ cười nói vui vẻ nghe nói hôm nay em gái tổng thống pháp đến đang ở giữa sàn nhảy khiêu vũ các cô gái tò mò quay mặt sang nhìn về phía giữa sàn nhảy một bóng dáng màu tím ở giữa tấm lụa mỏng màu trắng xoay tròn rồi lại xoay tròn váy giả dạ hội mơ mộng huyền ảo kia giống như cánh hoa nở rộ mang đến từng đợt mùi thơm mê người đàn ông ở đây cũng kìm lòng không được nhìn qua một cô gái gợi cảm xinh đẹp, mặc váy dài cúp ngực màu tím đậm, dây chuyền có hình hoa được khảm đá quý đen làm vẻ đẹp của cô tăng thêm vài phần huyền bí, chỉ thấy cô búi tóc cao, đeo khuyên tai đá quý dài đen, cùng một người đàn ông mạnh mẽ tay nhẹ nhàng ôm lấy, cô dương lên dung nhan tuyệt mỹ, mỉm cười, khẽ nâng chân sau, thân thể mềm mại cong ra sau, phần đầu gợi cảm cúi xuống dưới, đôi mắt quyến rũ vừa mở, cư nhiên nhìn thấy một bóng dáng đầy mị lực quen thuộc, cô lập tức quái lạ đứng dậy, quay đầu, kinh ngạc nhìn sang. Trang hạo nhiên hơi mỉm cười đứng ở cạnh cửa phòng yến tiệc, ngưng mặt nhìn về phía trước, dường như đang tìm kiếm vị giai nhân kia. Jenny nhìn thấy trang hạo nhiên, trong lòng tức khắc phơi phới vài phần kích động, trên mặt không hiểu sao hiện lên nụ cười yêu mến, lập tức búng ngón tay, tiện tay nhận lấy một ly rượu đỏ một cửu cửu linh, đại dựa vào tác, đại y tác, năm 1990, sao sao cất bước đi về phía trước, kéo dài nụ cười, ôn nhu kêu nhỏ, tổng giám đốc trang. Sao sao tên một loại rượu, nguyên bản tiếng Trung là Zai Suo. Trang hạo nhiên nghe thấy giọng nói này, hơi quay đầu, thấy là Jenny, anh chợt bộc lộ một chút vui vẻ, cười rộ lên nói, Jenny tiểu thư, trùng hợp như thế sao? Trên mặt Jenny hiện lên vài phần ái muội tươi cười, nhìn về phía Trang hạo nhiên, vẻ mặt đầy tình ý cười nói, tổng giám đốc Trang vào lúc dạng sáng như thế này, lại đến khách sạn Hàn Thị nơi bất giả thành thế này. Thực sự làm cho người ta mặc sức tưởng tượng vạn phần, biết rằng tôi mặc dù luôn nghe tổng giám đốc Trang ngài trong công việc vang dội mạnh mẽ, quả cảm quyết đoán, nhưng ngài trong cuộc sống cũng là một người phong lưu. Thậm chí nghe nói không ít rằng ngài ở xã hội thượng lưu Anh quốc có câu chuyện tình lãng mạn. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, lập tức cười rộ lên, nhìn về phía Jenny sảng khoái nói, "Jenny tiểu thư đêm nay thấy tôi, có hay không cảm thấy rằng, việc hầu rượu dường như một giấc mộng hư ảo?" jenny nghe lời này nhịn không được có chút ngượng ngùng cười rộ lên nhìn về phía trang hạo nhiên nói có đôi khi tôi thật hy vọng đó chỉ là một giấc mộng hư ảo bất quá tổng giám đốc trang đêm khuya đến đây giả sử nếu không phải là vì tìm giai nhân vậy thì chính là muốn mở ra vận may nhưng ngài cũng không giống người tùy ý phung phí trí tuệ cùng thời gian mà lại có nhã hứng đến tận đây thỉnh thoảng vì những chuyện như vậy cũng không hẳn là không thể có đôi khi vận may của một người muốn tới cũng ngăn không được. Trang Hạo Nhiên nói xong, mắt nhìn đến phía trước một người đàn ông Hàn Quốc, ôm một cô gái mặc trang phục giả hội màu hồng phấn, đang muốn đi vào hội trường VIP, anh lập tức muốn đi qua. Một bàn tay mềm mại cầm khuỷu tay anh. Trang Hạo Nhiên nghi ngờ xoay người, nhìn về phía Jenny. Jenny nhìn ra trong lòng anh dường như có chuyện phải làm, mỉm cười hỏi có gì cần tôi giúp không? Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía cô, lắc đầu nói không có ngài thói quen không nợ tình cảm phụ nữ. Jenny ái muội nhìn về phía anh, mỉm cười nói, nhưng có một số việc, đòi hỏi phụ nữ làm, lúc này mới thú vị. Trang hạo nhiên hơi nhíu mày nhìn về phía cô. Ngài vừa nhìn qua người đàn ông Hàn Quốc kia, trước mắt anh ta là chỗ ngồi của ba chủ trang trại rượu nổi tiếng của Pháp Đờ Nác ngồi trên ghế dành cho khách quý. Nghe nói hắn coi rượu đỏ như sinh mệnh, nhất là rượu của trang viên, khang đế, đệ nhất trên thế giới kia, người ngồi đó được mệnh danh là thần thánh của trang viên, khang đế, thực sự có không ít rượu khiến người ta chân quý. Jenny mỉm cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói. Trang Hạo Nhiên có chút trầm mặc kinh ngạc nhìn về phía Jenny, khó hiểu nhìn ánh mắt lợi hại của cô. Jenny nhìn về phía ánh mắt có phần quái dị của anh, liền đoán được mấy phần, nhịn không được uống một ngụm rượu đỏ, hơi nghiêng người tới gần thân thể anh, vai dán lồng ngực của anh, dường như vô ý hỏi, khang đế năm 1774. Trang hạo nhiên nhìn về phía cô, đôi mắt lóe ra, không lên tiếng. Jenny nhíu mày nhìn về anh, lại cười rộ lên nói, Medusa 1985. Trang hạo nhiên cười. Jenny nhìn vẻ mặt này của anh, lập tức hiểu rõ cười rộ lên, lại uống một ngụm rượu đỏ, mới nói, xem ra, ngài thật cần sự giúp đỡ, bởi vì cái người hàn kia, rất khó đối phó. Trang hạo nhiên nghe lời này, đôi mắt chấp lóe, nhưng cũng không lên tiếng vũ khúc tango lại du dương vang lên lần nữa. Người Hàn kia, tên là Lý Trí Huyến, độc thân, cha là chủ cửa hàng rượu danh tiếng trong nước, cũng một thời là nhà phê bình rượu đỏ hiển hách nhất thế giới. Ông đã từng vài lần tiên đoán thế giới mới, ba loại rượu của trang trại rượu lâu năm, trong tương lai có thể tăng giá một cách vượt trội, khi đó cũng không có bao nhiêu người quan tâm lời của ông ấy. Dù sao trên cái thế giới này, cửa hàng kinh doanh rượu đỏ càng ngày càng nhiều, hơn nữa người yêu quý rượu đỏ lại càng không nguyện đem rượu đỏ coi như trí tuệ của mình mà bán đi. Nhưng rất không khéo chính là, ba loại rượu mà ông tiên đoán, cư nhiên tất cả đều thực sự tăng giá, hơn nữa vượt qua mong muốn của ông 20%. Chuyện này, khiến cho không ít nguyên lão trong giới rượu đỏ khiếp sợ. Mặc dù đến nay không ít người đối với ông cũng chẳng thèm chú ý tới, nhưng mà năng lực tiên đoán rượu của ông ấy vẫn hết sức kinh người. Bây giờ đến Lý Trí Huyến, nghe nói con của ông ta hoàn toàn kế thừa thiên phú rượu đỏ của cha, 12 tuổi thì có khứu giác mạnh liệt, người được từng loại rượu của tất cả các trang trại rượu đỏ lớn trên toàn thế giới, là một đứa trẻ thiên tài. Bất quá, anh ta không chỉ di truyền thiên phú rượu đỏ của cha, mà còn nhờ vào chút cơ nghiệp của cha, dã tâm của anh ta là khát vọng có thể biến Hàn Quốc trở thành một quốc gia đứng đầu về sản xuất rượu đỏ, quyết định quyền cung cấp và xưng bá trên thị trường rượu đỏ, tiện đà muốn thao túng toàn bộ thị trường châu Á. Jenny tựa vào trong lòng trang hạo nhiên, ánh mắt quyến rũ ngước lên. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn về phía ghế vip nơi xa kia, hai tròng mắt đầy mị lực chợt lóe, tay kìm lòng không được ôm nhẹ bên hông Jenny, làm cho cô càng áp sát mình. Trong lòng Jenny bỗng nhảy dựng, tay xoa nhẹ trước lồng ngực của anh, tràn đầy yêu mến ôn nhu hơi ngửa đầu nhìn về phía anh, bất luận từ góc độ nào, nhìn về phía gò má của anh đều hoàn mỹ như vậy. Tôi cùng với cô hợp tác, nhất định sẽ không bị phát hiện. Trang Hạo Nhiên vẫn như cũng nhìn ghế vip kia, lại hé đôi môi, yếu ớt nói. Jenny có chút sướng sờ, nhìn anh. Lúc này, Trang Hạo Nhiên mới chậm chạp cúi đầu, nhìn về phía Jenny mỉm cười nói, cô nhìn tôi thâm tình như vậy, người khác nhất định cho rằng chúng ta là một đôi thần tiên quyến lữ. Đi tới sòng bạc, chẳng qua cũng chỉ là tầm hoan tác nhạc sao 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 mà thôi. Sao 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 tìm kiếm niềm vui, mua vui, giải khuây. Jenny nhịn không được cúi đầu cười, mặt dựa nhẹ lên trên cánh tay của anh, ôn nhu say mê nói, tìm bạn gái mua vui cũng được, góp vui lấy lệ cũng được, chỉ cần tổng giám đốc Trang nguyện ý, nhất định sẽ có giai nhân hầu hạ đến cùng. Trang hạo nhiên nghe lời này, hai chồng mắt không nói gì trợt lóe thở hồn hền một hơi chương 766, đánh cực một phen. Trang trại rượu khang đế được xưng là thiên đường Ngọc Châu bị lãng quên, đã từng ở thế kỷ 19 và thế kỷ 20 trải qua hai kiếp nạn chí mạng trong truyền thuyết, nên chất rượu chân quý trong trang viên, mới có thể tỏa ra hương thơm, có thể dẫn dắt linh hồn thế gian đi tới thiên đường như vậy. Khang đế năm 1945, xin lỗi mọi người. Vì đoạn thời gian trước kiểm tra tư liệu quá nhiều, thời gian để so sánh đối chiếu còn ít, chưa kịp nhìn kỹ niên đại, sau xem lại sách mới phát hiện năm Victus coi trọng Khang đế viết sai rồi. Không phải 1665 mà là 1945 gắn liền với trang viên Khang đế, năm rực rỡ nhất từng ở hội đấu giá rượu đỏ thế giới, tranh đấu giá tiền cao nhất. Toàn cầu chỉ 600 chai khang đế 1945, phân tán ở mọi nơi trên thế giới. Hiện nay ở Trung Quốc có rất ít bình, rất nhiều người đang tìm kiếm thu thập rượu đỏ, và gần như tất cả trong số họ đều đem rượu đỏ này, coi như trấn điếm chi bảo, giấu bé báu vật trấn giữ cửa tiệm dấu lớn, hoặc là vật quý giữ nhà. Một khúc Em cần tình yêu của anh ở trong phòng yến hội vang lên, Jenny đã đổi lại váy dài màu tím sậm, chân váy đuôi cá màu trắng, tà váy dài xẻ dọc hai bên đến chân váy, đang đứng ở trong sàn nhảy, cùng với mấy người đàn ông nhảy vũ điệu nổi tiếng nhất những năm 90, chỉ thấy hai mắt cô ánh lên những tia sáng quyến rũ động lòng người, chứa đựng ý cười niềm nở, giống như nữ chính gợi cảm Daisy trong vở kịch nổi tiếng thế giới khá lắm Bill Gates, cùng người đàn ông lịch lãm nắm tay khiêu vũ, thỉnh thoảng ngửa đầu, liếc mắt với cái nhìn đầy gợi cảm. Mấy người đàn ông xung quanh đều nhao nhao ghé mắt dõi theo. Các vị thiên kim tiểu thư đối với sự hào phóng nhiệt tình của cô đều không cho là thích hợp. Bên kia sòng bạc truyền đến một trận tiếng hoan hô. Ông chủ sòng bạc đứng trước cửa sổ thủy tinh trong suốt ở sàn nhảy lầu 2, nghe thuộc hạ báo cáo, ngưng mắt nhìn xuống, ngay chính giữa một người đàn ông cũng không tiến vào bàn VIP, chỉ là đứng cạnh bàn tiền, cầm trong tay thẻ đánh bạc ngón tay thong thả chuyển động, nhìn bài trên bàn lúc ngừng lại ngón tay nhẹ bắn ra liền nhảy tới trước bàn cược sắp dừng lại nhân viên phục vụ ngay lập tức bấm chuông tất cả các vị khách đều theo người đàn ông kia liên tục đặt tiền đánh bài xuống quả nhiên sau khi bàn cược dừng lại nhân viên sòng bạc nhìn người đàn ông trước mặt liếc mắt một cái nói chung tất cả các vị khách đều hoan hô trang hạo nhiên đứng ở một bên gương mặt nở nụ cười tổng giám đốc sòng bạc đứng ở trước cửa sổ nhìn về phía thân hình cao lớn của trang hạo nhiên đứng trước bàn đổ bài trong tay cầm một sấp thẻ đánh bạc tựa hồ chơi đùa đến vui vẻ anh liền nghi ngờ hỏi trợ lý ở phía sau nói thế nào mà hôm nay tổng giám đốc trang lại có nhã hứng đến sòng bạc của chúng ta chơi đùa vậy mặc dù chỉ là chơi đùa nhỏ để tìm niềm vui nhưng vẫn là có việc gì đó a à? nghe nói tiểu thư jenny hôm nay là bạn gái của ngài ấy ngài ấy cũng không vì vui đùa mà là vì muốn bồi người đẹp trợ lý nói tổng giám đốc la vân hạo nghe xong lập tức quay mặt sang, nhìn về phía sàn nhảy bên này, quả nhiên là tiểu thư Jenny đang rất vui vẻ khiêu vũ, thở hồn hền, sau đó lại giống như bươm bướm vỗ cánh, bay nhanh tới trước mặt trang hạo nhiên, trong nháy mắt từ phía sau lưng ôm hông của anh, kéo theo thật nhiều tiếng hoan hô từ các vị khách mời, anh nhíu mày liếc mắt nhìn, rồi mới dẫn theo hai người cấp dưới đi ra khỏi văn phòng, nhanh chóng dọc theo cầu thang, nở nụ cười đi xuống. Anh yêu, anh thật lợi hại. Jenny hai tay quấn chặt lấy cánh tay Trang Hạo Nhiên, Vẻ mặt đầy ý cười quyến rũ động lòng người, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cũng cúi đầu, ôn nhu liếc mắt nhìn người đẹp một cái, lại muốn di chuyển đến bàn đánh cược, chuẩn bị đặt tiền cược. Tổng giám đốc Trang, âm thanh đầy tôn kính vang lên. Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía người vừa đến. La Vân Hạo mỉm cười hơi khom người, đối với Trang Hạo Nhiên tôn kính nói, nghe nói tổng giám đốc Trang đại giá quang lâm đối với sòng bạc chúng tôi thật là một điều vô cùng vinh hạnh chỉ là nơi đây khá ẩm ý, sợ rằng quấy dày đến nhã hứng của ngài, nếu không xin mời Tổng Giám Đốc Trang di chuyển đến phòng VIP, chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi một chai Mago niên đại thượng hạng vì ngài mà cống hiến sức lực. Trang Hạo Nhiên nghe xong, quay mặt sang nhìn về phía La Vân Hạo, bật cười nói thế nào. Sợ tôi phá hủy quy củ sòng bạc của mấy người. Jenny sắc mặt hơi thu lại, cũng có chút bất mãn nhìn về phía La Vân Hạo, cười lạnh nói, nếu như không phải là bởi vì anh trai, Tôi hôm nay cũng không đến đây để vui đùa. Tổng giám đốc Trang là bởi vì nhìn thấy tôi thích chơi bài nên mới theo tôi một lúc. Cũng không phải thật vì bài bạc mà đến, cuống hồ, bài bạc cũng không có ý nghĩa gì. Lời này vừa nói ra, xa xa người đàn ông hút xì gà đang muốn đi ra khỏi phòng VIP, đột nhiên dừng lại sau bình phong, ngưng mắt nhìn về phía bên này. La Vân Hạo mặt lộ vẻ khó khăn nhìn về phía Jenny, xưa nay đều biết cô ta dùng lời nói đều sắc nhọn như dao lập tức tôn kính cười nói, giản tiểu thư, ngài không nên hiểu lầm, chúng tôi chỉ là vì muốn tổng giám đốc trang cao hứng hơn thôi. Thắng tiền, một chút cũng chẳng có gì cao hứng, chẳng nhẽ chúng ta còn ít tiền, vẫn chỉ là lấy Mago đến mời chúng ta. Jenny lại rúc vào lòng trang hạo nhiên, ôn nhu quyến rũ nhìn anh, nhẹ nhàng cọ sát thân thể mềm yếu như không xương ở trong ngực của anh. Trang hạo nhiên cũng cười cười cúi đầu, bàn tay thật cưng chiều miết nhẹ cầm của cô. Lý Trí Huyễn nghe xong, hai chồng mắt hơi ngưng lại, luôn nghe nói Trang Hạo Nhiên là một người yêu thích rượu đỏ, hầm rượu nhà anh, có những loại rượu vinh quang lẫy lừng nhất trên thế giới này, thậm chí còn được mệnh danh là vua trong các trang trại rượu nổi tiếng nhất. Anh quan sát Trang Hạo Nhiên hứng thú đối với bài bạc thực sự không cao, ngược lại đối người đẹp bên cạnh, lại thập phần bảo vệ, thậm chí cưng chiều đến dị thường. Anh có chút do dự, liền lập tức bảo mấy tên thuộc hạ, tươi cười đi tới, dùng tiếng chung không quá lưu loát, nói cái gọi là bài bạc, bất quá chỉ là khoái cảm thắng thua nhất thời. Có ai thật sự đem tiền bạc để vào trong mắt? Trang hạo nhiên cùng Jenny nghe xong, đồng thời sửng sốt quay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông cao lớn vừa đi tới bên cạnh, chỉ thấy anh ta gợi cảm, mặt bộc lộ chút ý tứ, diện mạo, hình dáng không giống người Trung Quốc, bọn họ đồng thời nghi hoặc, nhưng cũng không lên tiếng. La Vân Hạo nhìn về phía Lý Trí Huyến, rồi lại tôn kính đối Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, Tổng Giám Đốc Trang, Vị này chính là Lý Thiếu Gia của tập đoàn Hàn Quốc, Thái Phong, hôm nay sòng bạc chúng tôi cũng rất hãnh diện khi được tiếp đón ngài ấy. À, Trang hạo nhiên cũng thật vui vẻ vươn tay, nhìn về phía Lý Trí Huyến bật cười nói, Lý Thiếu Gia, ngưỡng mộ đã lâu, rất vui được gặp mặt. Ngưỡng mộ đã lâu, Lý Trí Huyến cũng mỉm cười về phía anh vươn tay, hai mắt lưu chuyển, mới nói tổng giám đốc Trang thật biết săn sóc, nghe nói ngài vì nụ cười của người đẹp, mới đến sòng bạc vui đùa chỉ là vừa rồi mới xảy ra chuyện gì không thoải mái sao. Trang hạo nhiên nghe xong, tức khắc nhẹ ôm lấy bên hông của Jenny, mới nở nụ cười nhìn về phía Lý Trí Huyễn nói, cá tính cô ấy hiếu động, thích vui đùa, nghe nói đến sòng bạc này, hương vị của điếu xì gà cũng hơn hẳn nơi nhân gian tiên cảnh, còn có rất nhiều người muốn hưởng thụ đến đây tìm kiếm những trò chơi kỳ diệu, vì vậy liền muốn tới đây mở rộng kiến thức một phen. Thế nhưng khi đi tới đây mới thấy, thực sự cũng là anh có chút tiếc nuối nhìn xung quanh. Jenny cũng có phần nhàm chán dựa vào trong ngực của anh, mặt không lộ chút hứng thú nào. La Vân Hạo có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nghĩ tập đoàn Hoàn Cầu cùng tập đoàn tài chính Hàn Thị, cho tới bây giờ đều là nước sông không phạm nước giếng. Hơn nữa vì cả hai tập đoàn là đều là những tập đoàn tài chính hiển hách, bá chủ của một phương, nếu là tổng giám đốc tập đoàn, anh hẳn phải biết rằng, bất luận kẻ nào cũng không dám đắc tội với tổng giám đốc Hàn Thị. Lý Trí Huyến cười rộ lên, nhìn Trang Hạo Nhiên, nói, nghe vậy, xem ra Tổng Giám Đốc Trang phải là người thật biết hưởng thụ. Tôi chỉ muốn bảo bối của tôi vui vẻ. Trang Hạo Nhiên lại đem Jenny ôm vào trong ngực, kêu nhân viên phục vụ, đưa đến một ly rượu đỏ, hết sức dịu dàng nâng ly, đưa đến bên môi của cô. Jenny quyến rũ nhìn anh một cái, rồi mới nở nụ cười mê hoặc, chậm rãi cúi đầu nhấp một ngụm rượu đỏ, cô tức khắc nhíu mày, ngẩng đầu không vui nói, đây là rượu gì vậy? không biết rằng bản tiểu thư không phải là rượu đỏ trên 50 năm, thì không chạm đến sao. Mọi người vừa nghe lời này, tức khắc im lặng không dám lên tiếng. Được rồi, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Trang hạo nhiên ngay lập tức đầy sủng nịch ôm cô vào trong lòng, mỉm cười, vỗ nhẹ phía sau lưng cô, nói chúng ta đi thôi, trở về phòng, mở một chai, la lomita, cho em uống. Được không? Lý trí huyến sắc mặt có chút biến đổi. Jenny quyến rũ động lòng người nhìn về phía anh, mỉm cười, nói, nhưng em thích uống khang đế hơn. Trang hạo nhiên cưng chiều ái muội nhìn về phía cô, liền nhẹ nhàng ôm lấy cô đi ra ngoài. Tổng giám đốc Trang xin dừng bước, Lý Trí Huyễn đột nhiên nhìn về phía Trang hạo nhiên, nở nụ cười muốn giữ người. Trang hạo nhiên hơi dừng bước lại, nhẹ ôm lấy Jenny, hơi nghi ngờ nhìn về phía anh ta. Người Trung Quốc có câu châm ngôn, chính là rượu gặp chi kỷ ngàn chén cũng thiếu, Lý Trí Huyến nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cười rộ lên nói, phương Tây cũng rất lãng mạn có câu, rượu đỏ tặng giai nhân, như đã vừa nói, tối nay là để vui đùa, trở về sớm sẽ thật không có ý nghĩa rồi. Trang Hạo Nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói này, nhưng vẫn không quá cảm thấy hứng thú nhìn về phía anh ta cười nói, Lý Thiếu Gia chẳng lẽ có đề nghị gì tốt. Lý Trí Huyến nghe xong, cười nói, thực ra thì cũng không có cái gì đề nghị gì đặc biệt, chỉ là nghe nói tiểu thư Jenny yêu thích khang đế, ngược lại chỗ này của tôi lại có hai chai khang đế 1945, vừa muốn mang về Hàn Quốc, không bằng đêm nay liền phối hợp với sòng bạc này, chúng ta đánh cược một phen. Trang hạo nhiên hai mắt lóe sáng, nhìn về phía anh ta cười rộ lên, kinh ngạc nói, đánh cược một phen. Đúng, đánh cược một phen, mặc kệ ngài thua, hay ta thắng, chúng ta đều đưa ra rượu đỏ chân quý, khó có được duyên phận như thế này, chúng ta cùng chơi hết mình. Lý Chí Huyễn nhìn về phía anh, cười rộ lên nói. Trang hạo nhiên hơi ngửa đầu, mặt không biến sắc chỉ là hơi cười nhìn anh ta. Nếu là đánh cược, Jenny nhích tới gần trong lòng trang hạo nhiên, lại quyến rũ nhìn về phía anh, ánh mắt chợt lóe, mang theo vài phần khiêu khích bướng bỉnh, nói, như vậy. Một chai sẽ không đủ cho chúng ta chơi rồi. Hai chai khang đế 1945, chấm than ngoặc kép, lý trí huyễn tức khắc nhìn về phía trang hạo nhiên, tươi cười nói. Trang Hạo Nhiên cùng Jenny vừa nghe xong, hai chồng mắt thâm thúy nhẹ chớp, cùng nhau nở nụ cười. Audio điện tử võ tấn bền chương 767, ánh chấp Sòng bạc Phòng vip bạch kim, không gian xa hoa mà tinh tế, bốn bức bình phong hình trụ màu lam đập, ép chặt ở trên vách tường, đỉnh cùng đuôi phi long tỏa ra khí phách minh mông, tường được bao bọc bởi một lớp thủy tinh do đích thân chủ nhân căn phòng sắp đặt, có thể trực tiếp thưởng thức ván bài trong một căn phòng trang nhã. Chỉ vì người đánh cuộc hôm nay là một vị khách có thân phận hiển hách, vì thế phải rõ ràng, cần bốn người ngoài cuộc, cùng nhau nhìn về phía bên này quan sát phán bài. Người đàn ông da đen làm bảo vệ, canh giữ thật chặt ở bên ngoài cửa phòng VIP, khiến cho các vị khách liên tục nhìn về phía bên này. Ánh lửa từ một cây bật lửa lưu ly li chợt sáng lên. Nữ nhân viên phục vụ, cầm trong tay điếu xì gà lưu ly li nhìn về phía cô gái trước mặt. Jenny đã thay đổi một chiếc váy dài màu đen không ôm ngực, rõ ràng có thể thấy do áo lót gợi cảm bên trong cùng bộ ngực đầy đặn thời điểm nâng váy lên tà váy theo đường cong bờ mông làm lộ ra đùi đẹp thon dài tóc búi cao làm lộ ra cái chán sáng lạn khuôn mặt trang điểm tay cầm một điếu xì gà mảnh dài quyến rũ động lòng người nhìn về phía lý trí nguyễn hơi nghiêng thân về phía trước dùng lửa sắp tàn đốt điếu xì gà kia thong thả hít một hơi sau đó để cho khói trắng cùng hương thơm lan tỏa khắp xung quanh nữ nhân viên phục vụ nhìn cô một cái sau đó lui sang một bên. Cơ thể Jenny tựa vào bên cạnh bàn đánh bạc, yêu kiều ngẩng đầu, lẳng lơ nhìn về phía Lý Trí Huyễn, nhẹ phả ra một làn khói quyến rũ, hai tròng mắt ái muội lưu chuyển phát ra những tia sáng mê hoặc lòng người. Lý Trí Huyễn đôi con người thâm thúy, nhìn về phía cô ta, đem dục vọng trong người đè xuống, cổ họng khô khốc, nuốt khan một cái, cười nói, Albero. Jenny chỉ mỉm cười, người đầu móng tay đen bóng, ngón tay thon dài, đang cân nhắc điếu thuốc kia, để khói thuốc tùy ý tràn ngập trong không gian, mới mềm giọng nói, tôi không thích hương vị Albero, trái lại rất yêu Romeo, nó có hương vị thật gợi cảm. Nhưng đây cũng không phải là Romeo, mà là quà sinh nhật cha tặng tôi lúc tròn 20 tuổi, là một điếu xì gà đặc biệt. Cô nói xong, đầy gợi cảm liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh. Trang Hạo Nhiên chỉ là nhàn nhạt cúi đầu cười, hai tròng mắt lưu chuyển, nâng lên một ly whisky Blue Butterfly, đưa tới bên môi cô mê hoặc dụ tình như vậy, nói, nào, uống một hớp. Romeo kết hợp với mùi hương này, sẽ không thể chê vào đâu được. Jenny liếc anh một cái, mỉm cười, đầu tiên là ngửa đầu, thong thả hút một hơi xì gà, sau đó mới lấy ly whisky trên tay anh, uống một ngụm nhỏ, quả nhiên chợt cảm thấy hương thơm tinh thuần thanh khiết của xì gà, kết hợp với mùi vị mạnh mẽ của whisky. Khiến cho đôi mắt của cô mơ màng nhìn về phía trang hạo nhiên, dường như là một loại khao khát mong muốn, Nói em nghĩ muốn hôn anh Trang hạo nhiên chậm rãi cười Hơi vươn tay nhẹ nắm lấy cái cảm khéo léo tinh xảo của cô Cúi mặt xuống Jenny lập tức nhắm hai mắt lại Tùy ý để lông mi thật dài phủ xuống Hai cánh môi đỏ mỏng khẽ mở Trang hạo nhiên thế nhưng chỉ là dùng sống mũi anh Tuấn của mình Cọ nhẹ lên sóng mũi của cô vài cái Rồi mới nói yên tâm Chờ khi chúng ta thắng được rượu đỏ này Trở về phòng sẽ từ từ ôn chuyện sau Jenny mở mắt ra nhìn về phía anh, trang hạo nhiên chỉnh lại tư thế ngồi thẳng, ngẩng mặt nhìn về phía lý trí huyễn ngồi đối diện. lý trí huyễn vui vẻ nhìn tình cảnh ái muội này, mỉm cười nói, bất kể là rượu ngon, hay là người đẹp, cũng đều là cảnh đẹp ý vui như vậy. trang hạo nhiên lại tươi cười nhìn về phía lý trí huyễn, nói, lý thiếu gia, bất kể là rượu ngon, hay là người đẹp, cảnh đẹp ý vui bốn chữ này nói ra, liền chỉ còn là phàm tục. muốn thưởng thức thì phải chân chính gặp gỡ đối thủ có tài năng mới được. Anh nói xong, vung ngón tay lên, một tiếng tách nhẹ nhàng vang lên. Cửa phòng VIP mở ra, ba người đàn ông phục vụ kể cả nhân viên bảo vệ, đều im lặng đẩy một toa xe đi tới, tất cả mọi người ở phòng VIP đều chăm chú nhìn xuống, một bên khẽ nhắc lên một cái nhiệt độ trong suốt để ổn định hòm rượu, bên trong đều là Medusa Tequila 1985 của trang trại rượu Khang Đế đúng bảy chai. Lý Chí Huyến nhìn về phía nút thắt Medusa bên này, trước mắt sáng ngời, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, Tổng Giám Đốc Trang, ngài quả nhiên đủ thành ý. Vì một nụ cười của giai nhân, đây chính là tâm ý. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía anh ta, cười rộ lên nói, yêu rượu thì mọi người đều biết, mấy trăm một chai rượu ngon không tính là cái gì, người đẹp thời gian lâu rồi cũng phải đổi, nhưng tìm được một chi kỷ thì thật khó. Medusa này là đồ quý giá đã được cất kỹ ở quốc gia tôi nhiều năm, vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp, cùng người quan trọng nhất trong lòng, khai bình cộng ẩm, mở bình cùng uống, giả như sau này, Lý Thiếu ra thật có nhã hứng, nếu không ngại, thì uống một ly rượu, tặng một gia nhân. Ha ha ha, Lý Trí Huyến cười rộ lên, nói Tổng Giám Đốc Trang thật biết nói đùa. Hy vọng ngài có thể thắng được hai trai khang đế 1945, khi đó, giai nhân mới hài lòng. Anh ta nói xong, đột nhiên vung tay lên, vỗ hai cái cửa phòng VIP lần nữa mở ra. Hai người da đen, cùng ba nữ nhân viên phục vụ, lại lần nữa đẩy toa ăn, xe đồ ăn, đi tới. Trên xe thức ăn trải một tấm vải nhung đen thấm, bên trên mảnh vải có ghi bốn chữ màu vàng lớn. Tập đoàn tài chính Hàn Thị, Han Si Kai Tuân, bọn họ lặng yên đẩy toa ăn tới trước bàn đánh cược, trước mặt mọi người, sau đó nhấc tấm vải nhung màu đen lên. Hai chai khang đế 1945 thình lình xuất hiện trước mặt mọi người, phát ra những tia sáng chói mắt. Jenny nhìn về phía hai chai rượu kia, ngón tay thon dài dơ lên, kẹp điếu xì gà, hít một hơi, rồi mới hơi ngẩng mặt, giống như tình nhân thân mật, quyến rũ động lòng người ở bên tai trang hạo nhiên mềm giọng nói, em cho anh biết, em ngây ngốc ở Pháp nhiều năm, vô số rượu đỏ, trải qua những thăng trầm của thời gian, cuối cùng cũng chỉ là đồ uống trong những bữa ăn của em, cha em đã từng một thời hiển hách trong giới rượu đỏ ở Pháp, cũng từng cùng cha của Lý Trí Huyễn đọ sức qua, phát hiện ra ông ấy không chỉ có những đánh giá rất cao về rượu đỏ, mà còn có một bản lĩnh khác, là biết được bí mật của giới rượu đỏ trên thế giới. Trang hạo nhiên ánh mắt chợt lóe, mỉm cười lắng nghe. Hai bình rượu đỏ kia, là giả. Jenny mỉm cười ở bên tai của anh, nói ra hai câu này. Trang hạo nhiên lặng im không tiếng động, mỉm cười vươn tay, thật cưng chiều nắm lấy cái cằm của cô, hỏi thật vậy chăng? Người bình thường nhìn không ra, người đặc biệt, cũng không nhất định có thể nhìn ra được, trừ phi là Vitus tiên sinh. Thế nhưng xin hãy tin tưởng em, rời khỏi ván bài này, anh có cả trăm lý do để thoái thác, bởi vì đây là sòng bạc Hàn Gia. Jenny lại dâng lên khuôn mặt tươi cười, môi đỏ mọng như lửa cháy cơ hồ muốn dán chặt vào bên tai anh, nói. Tiếng di động lúc này chợt vang lên. Xin lỗi, nhận điện thoại chút, Trang Hạo Nhiên giơ tay, hơi nhếch môi cười, rồi lập tức cầm di động, đứng lên đi tới bên kia trả lời, ừ. Được, được, cho tôi 20 phút. Anh nói xong, tức khắc mỉm cười xoay người lại, đi tới trước bàn đánh bạc, tay nhẹ đỡ lấy ghế dựa phía sau Jenny, lại nhìn Lý Trí Huyễn nói, xin lỗi, đột nhiên nhận được điện thoại khẩn cấp bên trong khách sạn, khả năng là sẽ phải rời khỏi nơi này 20 phút, dù sao lần này đánh cuộc này, chúng ta cũng phân thành năm ván, trước hết cứ để cho tình yêu của tôi bồi ngài chơi đùa đi. Lý Trí Huyễn hơi lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía trang hạo nhiên, bật cười nói, tổng giám đốc trang, đối với rượu đỏ, tôi có thể sẽ không lưu tình chút nào đâu. Hy vọng ngài có thể thoải mái phát huy, trang hạo nhiên dường như thật sự có việc cấp, lập tức cúi thấp người, ở trên mặt của cô vừa hôn, vừa nói, tôi đi trước, em bồi Lý Tiên sinh chơi đùa một chút, rất nhanh sẽ quay trở lại. Jenny hiểu rõ, liền nhìn về phía anh mỉm cười gật đầu nói, được. Trang hạo nhiên ngay lập tức đứng dậy, chỉnh lại âu phục, vẻ mặt ngưng lại, liền tức khắc đi ra ngoài, Di động lúc này rung lên, anh vừa bước nhanh về phía thang máy, vừa nhìn tin nhắn trên điện thoại, mở ra, bên trong là cảnh Lý Trí Nguyễn ở khách sạn phòng Tổng thống, còn có cả người bảo vệ của anh ta. Anh đột nhiên cười, vừa nhìn nội dung, vừa nghĩ tới người phụ nữ này thật thích hợp đi diễn 007. Anh không nói lời nào, cất điện thoại, sau đó đi vào thang máy, ấn nút xuống tầng 1. Cửa thang máy mở ra. Trang hạo nhiên đầu tiên là nhanh chóng đi ra đại sảnh. Sau đó cấp tốc đi đến rolls mình vừa lái tới, cùng hai nhân viên tiếp tân đi xuống, anh ngửa đầu nhìn về phía tài xế nói, "Đến khách sạn Á Châu." "Vâng." Tài xế nhanh chóng điều khiển tay lái, sau đó lái xe đi về phía trước. Hai nhân viên tiếp tân song song đứng cạnh cửa, tiễn Trang Hạo Nhiên rời đi. rolls trong bóng đêm, vòng quanh sòng bạc một vòng, sau đó chuẩn bị hướng ra bên ngoài sòng bạc chạy đi, xe vốn chạy đến chưa được bao lâu, cuối cùng cũng mất hút vào trong bóng đêm trang hạo nhiên lăn lộn vài thước trên mặt đất tối tăm cuối cùng vẫn dừng ở bãi cỏ bên trong sòng bạc anh đứng lên nhìn về phía âu phục trên người đã bẩn anh nặng nề thở một cái vừa cởi âu phục vừa tức giận nói chờ tôi lấy rượu đỏ tôi nhất định phải bắt anh bồi thường tiền trang phục anh nói xong liền coi như là một vị khách của sòng bạc hướng tầng trên đi tới tầng bạch kim phòng tổng thống mười mấy tên bảo vệ cùng với nhân viên bên trong khách sạn mỗi người đều canh giữ một vị trí mang tai nghe máy bộ đàm, đi tuần tra khắp nơi, người bình thường thật khó có thể tiến vào. Trang Hạo Nhiên đứng ở phía sau gốc cây đại thụ, nghiêng mặt nhìn về phía mấy người bảo vệ canh gác chặt chẽ bên ngoài phòng tổng thống, gương mặt anh có chút ngưng trọng, rồi tiến về phía trước. Trong đầu chợt lóe, giống như vừa mới bị điện giật qua, một loạt những hình ảnh đen tối của nhiều năm về trước như ánh chớp thoáng qua, hai mắt của anh sáng ngời, lập tức dừng tại chỗ, ngưng mắt nhìn về phía trước, nắm chặt âu phục màu trắng dường như nhìn thấy nhiều năm trước tại cái chỗ này, cửa sổ màu đen, hình ảnh khủng bố, mật mã tủ sắt. 7, 8, 0, 6 Nhiều năm trước, bóng dáng mặc âu phục màu trắng chợt lóe lên, anh chính là mồ hôi đầm đìa ở một cái góc âm u nà đó trong phòng tổng thống, ôm cái tủ sắt kia, đang nhanh chóng tập trung vào máy vi tính, để tìm ra mật mã. Hơi thở anh rối loạn, gấp gáp, hai mắt nhìn về phía một dãy con số cùng chữ cái nhanh chóng biến hóa, cuối cùng mật mã cũng triệt để bị mở ra, anh nhanh chóng nhớ thành dãy số 780.627. Tủ sắt đinh một tiếng mở ra, đôi mắt anh nhanh chóng nhìn vào bên trong tủ sắt, thình lình nhìn thấy bên trong tủ là một chiếc nhiệt độ để ổn định rượu đỏ, một chai rượu đỏ trăm năm xuất hiện ở bên trong tủ làm lạnh, hai mắt của anh ẩm ướt đỏ lên, lập tức nhanh tay cầm lên chai rượu đỏ kia. Một hồi tiếng súng từ trong phòng khách vang lên, vị trí tủ sắt là những vết súng đạn, nhưng bóng dáng màu trắng đã biến mất. Hắn chạy rồi, đuổi theo, chấm than ngoặc kép, mấy người kêu lên, lại một loạt tiếng động nhanh chóng mở cửa, chạy ra ngoài. Con hẻm nhỏ ẩm ướt. Anh, một thân trúng đạn, tay lại nắm chặt hộp đựng chai rượu đỏ, tùy ý để máu tươi từ ngón tay của mình nhỏ xuống, sắc mặt anh vẫn như cố tái nhợt, hai tròng mắt lợi hại như chim ưng nhìn về phía trước. Trong đầu vang lên những lời ông nội tưởng nói, hạo nhiên, chai rượu đỏ này, Liên quan đến sự tồn vong của tập đoàn hoàn cầu chúng ta Nhưng mặc kệ có xảy ra chuyện gì Cháu cùng thiên lỗi vĩnh viễn đều là những đứa cháu mà ông yêu thương nhất Chuyện này, nếu cháu đã phát hiện ra bí mật Ông cầu xin cháu không cần phải đi Ta tin, việc hoàn cầu diệt vong Bằng tư chất thông minh của cháu và thiên lỗi Tương lai nhất định có thể lần nữa tạo lên huy hoàng Anh hít thở nặng nề Cảm giác vết thương do đạn bắn vào thân thể của mình đang kịch liệt thiêu đốt máu tươi chậm rãi từng giọt nhỏ xuống. Xích Hà Châu, Xà Long Châu, Phẩm Lệ Châu, một thiếu nữ, đi ra từ sau biển quảng cáo quán ba, hoa hồng, cô mặc áo sơ mi trắng, sắc áo đồng phục quán ba may ô kẻ hồng, tóc thắt hai bím, tay cầm một túi rác chuẩn bị ném đi, đôi mắt cô to tròn xinh đẹp, mũi cao, khuôn mặt ngọt ngào, vừa ghi nhớ tên rượu, vừa muốn xoay người rời đi, tấm biển quảng cáo lại sáng lên dòng chữ quán ba hoa hồng. Âu phục màu trắng rơi xuống thảm cỏ, Trang Hạo Nhiên hai mắt như nổ tung, thôi nhìn phía trước, giống như nhìn thấy cô gái nhỏ của nhiều năm về trước, giống như nhìn thấy cái biển quảng cáo của nhiều năm trước, anh đột nhiên đấm vào đầu mình, cả người ngã xuống gốc cây đại thụ bên cạnh, từng trận ký ức như tia chớp, mang theo đau đớn khó chịu, đánh vào đầu anh. A, à, anh đột nhiên nắm chặt âu phục màu trắng trên mặt đất, ngẩng đầu lên, mồ hôi lạnh nhễ nhại, thống khổ kêu to một tiếng. Ai Vài bảo vệ lập tức rút súng nhắm ngay vị trí gốc cây đại thụ kia, chạy tới. Chương 768, muốn cô ấy vui vẻ. Phòng VIP. Tổng giám đốc Sòng bạc tự mình đứng bên bàn cược, liếc mắt nhìn hai vị khách quý hai bên một cái, liền nở nụ cười nói, "Hiện tại đánh cược bắt đầu, năm ván ba lần thắng. Lá át lớn nhất." Tổng giám đốc nói xong, liền cầm bài poker lên, nhanh nhẹn chia làm năm phần, dệt thành kim tự tháp, năm ngón tay lại thu lại, tạo thành hình xòe ô dơ lên cho hai vị khách hai bên xem, lại làm động tác xào bài một lần nữa. Jenny do tập trung tinh thần, chỉ vô cùng mập mờ nhìn về phía Lý Trí Huyễn, để lộ ý cười mê người, thỉnh thoảng nhẹ kẹp xì gà, đưa đến môi, khẽ hít một hơi, lại yêu nhã phun ra. Cô có tin, Tổng Giám Đốc Trang Ngày Kiếm Bạc Tỷ có thể trong vòng 20 phút quay trở lại hay không? Lý Trí Huyễn thừa dịp lúc quản lý phát bài, nhìn về phía Jenny mỉm cười hỏi. Jenny nhìn Lý Trí Huyễn yêu nhã cười, nói, không có khả năng sao. a à, vậy cô không thất vọng, lý trí huyễn đầy thâm ý nhìn cô. Đàn ông mà, đáp ứng chuyện của phụ nữ, vẫn luôn làm không được nhiều. Jenny hút một hơi xì gà, nhớ tới mục đích chuyến này của Trang Hạo Nhiên, cô chấp nhẹ đôi mắt, cười nói, nhưng nếu như anh ấy làm được, vậy anh ấy chính là một người đàn ông thực sự. Đáng giá để tôi chờ đợi. Phòng Tổng thống Vài tên vệ sĩ chạy đến cây đa phía trước, Nhanh chóng kiểm tra, lại không phát ra có gì bất thường, có người vẫn cảm thấy không ổn nói, không thể nào. Vừa rồi tôi chính là nghe thấy tiếng kêu. Mấy người kia cũng tin lời hắn, nhanh chóng lục soát tứ phía. Nhân viên phụ trách an ninh khách sạn, mặc đồng phục màu đen, nghiêm trang đứng trước cửa lớn phòng tổng thống, đảo mắt nhìn khắp nơi. Trang Hạo Nhiên hơi thở nặng nề, ẩn thân trong một bụi cây tùng rậm rạp, mồ hôi đầm đìa nhìn mấy tên vệ sĩ phía trước, anh nuốt một ngụm nước bọt kiềm nén những hồi ức vừa mãnh liệt xông ra, trước tiên lấy được rượu đỏ đá. Anh lập tức bấm điện thoại của Tô Lạc Hoành. Alo, Tô Lạc Hoành ngồi trước máy vi tính, ăn chén chè tiêu đồng vừa nấu cho mình, hỏi sao lúc này lại gọi điện cho tôi. Anh, anh sẽ không phải là thất bại rồi chứ. Mẹ nó, lão tử biết ngay lãnh mặc hàn thua mà. Đừng ầm ý, Trang hạo nhiên cảm giác được sau gáy mình đang từng cơn đau đớn, sắc mặt anh vẫn tái nhợt, lại đè nén hồi ức, nhỏ giọng nói với Tô Lạc Hoành, bây giờ tôi đang ở sòng bạc khách sạn của Hàn Văn Hạo. Muốn từ phòng tổng thống của Lý Trí Huyến, lấy chai khang đế 1945. Vừa rồi ở trên bàn cược, hắn lấy rượu cùng tôi đánh cược, bị Jenny phát hiện. Tô Lạc Hoành vừa nghe lời này, lập tức buông chén, khẩn trương cầm di động lên, nhanh chóng nói anh không muốn sống nữa sao. Anh xông vào khách sạn của Hàn Văn Hạo, người kia nổi tiếng thủ đoạn độc ác, anh không biết sao cho dù anh và hắn đối địch, cũng nhất định là lưỡng bại câu thương sao. Sao một thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ trong một cuộc tranh giành, đối kháng, cả hai bên đều sẽ bị tổn thất, không bên nào được lợi cả. Cho dù hơn vậy nữa, tôi nhất định cũng muốn lấy được hai chai rượu đỏ kia, trang hạo nhiên cắn chặt răng, chịu đựng sự dày vò của cơn đau, đầu như muốn nước tạo ạc ra, hơi thở có phần gấp gáp. Tại sao, tô lạc hoành khó hiểu hỏi trang hạo nhiên hồi tưởng lại đường khả hình ở trong nhà mình tươi cười ngọt ngào mồ hôi lạnh lướt qua khóe mắt nóng bỏng mới trầm tĩnh mà thống khổ nói mỗi lần với cô ấy ở chung một chỗ qua hai buổi tối đều là cô ấy thức dậy trước tôi rồi sợ hãi khổ sở chạy trốn thậm chí vì một hai đêm như vậy đã chịu không ít đau khổ tôi muốn vì cô ấy làm chút chuyện tôi nghĩ nếu như lấy được hai chai rượu đỏ sáng sớm ngày mai đặt trên bàn cô ấy mở mắt ra liền nhìn thấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Tô Lạc Hoành nghe lời này, không biết làm sao. Trong khoảnh khắc, đầu óc trang hảo nhiên như muốn nổ tung, vì hai chai rượu đỏ kia, tạm thời không muốn nghĩ đến những ký ức quý giá của mấy năm về trước, thở dốc, khó chịu nói, người anh em, giúp tôi. Nếu như anh và Khả Hình không có kết quả, lão tử không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Chấm than ngoặc kép, Tô Lạc Hoành thở dài một cái, nghĩ trang hạo nhiên bên kia đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm, lại thở dài một hơi, nhưng hai tay vẫn đặt trên bàn phím máy vi tính, mở phần mềm thế giới lộng lẫy của mình ra, nói, chờ tôi một phút đồng hồ. Trước tiên tôi xâm nhập vào khách sạn Hàn Gia đã, sau đó sẽ tìm vị trí phòng tổng thống của Lý Trí Huyến. Trang Hạo Nhiên đành phải thống khổ gật đầu. Thời gian đã qua 10 phút. Phòng VIP, Jenny đã thua, có chút bật cười ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Trí Huyến, quyến rũ động lòng người nói, Lý Thiếu Gia, thực sự là ra tay không chút lưu tình tôi đã nói rồi vì rượu đỏ tôi thực sự không còn cách nào khác đành phải chịu đựng bỏ qua những thứ mình yêu thích lý trí huyễn mỉm cười nói xong liền cầm lên lá bài poker đầu tiên của ván thứ ba lá át bích jenny ngước đôi mắt quyến rũ nhìn anh ta một cái mỉm cười ngón tay thon dài nhẹ cầm lên lá bài poker đầu tiên mà quản lý phát qua là một lá bốn bích cô quyến rũ bộc lộ vài phần buồn chán ngón tay cái đặt trên con số bốn ả rập kia sờ nhẹ một lá át cơ đột nhiên hiện ra, cô ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Trí Huyễn bộc lộ vài phần đáng yêu, nói có muốn hay không. Chờ tình yêu của tôi quay lại. Phụ nữ đôi khi cũng nên ở trước mặt đàn ông, bộc lộ phong thái của riêng mình. Lý Trí Huyễn nói xong, đã lấy thêm một lá bài poker, lại là một lá bốn cơ, khẽ cau mày. Ngài nói đúng, phụ nữ chính là muốn vào giờ phút này, biểu lộ phong thái thuộc về mình. Jenny nói xong, đột nhiên cười, tay đã lấy thêm một lá bài poker quản lý đưa cho mình bình tĩnh nhìn lá bài năm kia hàng nghi khẽ chấp ngón tay cái lại trượt nhẹ phía trên con số kia một lá át chuồn bất thình lình hiện ra trong tay cô cô đột nhiên quyến rũ cười lắc lắc đầu nhẹ rút ra một lá át cơ đặt trên mặt bàn lý trí huyễn đưa mắt nhìn đột nhiên cười rộ lên ngón tay chợt buông lỏng một lá át bích rơi trên mặt bàn ô chấm than ngoặc kép jenny nhìn về phía anh ta vung tay cười rộ lên nói, Lý Thiếu Gia, rất có năng lực. Tô Lạc Hoành nhanh chóng dùng máy vi tính, xâm nhập vị trí phòng tổng thống của Lý Trí Huyễn, hai mắt nhanh chóng lưu chuyển nhìn xung quanh, còn có phản ứng nhiệt của mấy tên vệ sĩ canh phòng, anh lập tức cầm di động lên, nói với Trang Hạo Nhiên, lão đại. Tôi cho anh biết, phòng tổng thống này mỗi nơi đều được canh phòng cẩn mật, nhất là trái phải phía sau phòng, cũng có người gác. Anh cơ bản sẽ không thể nào ở bất cứ chỗ nào mà bay vào được. Vậy làm sao bây giờ? Trang Hạo Nhiên bỏ qua đoạn ký ức này, để cho đại não khôi phục một chút tỉnh táo, liếc về phía mấy tên vệ sĩ hệt như thần chết phía kia. Tô Lạc Hoành nuốt một ngụm nước bọt, mới nhanh chóng nói, chỉ có một cách, anh có thể đi vào phòng tổng thống. Nói mau, Trang Hạo Nhiên nhấc tay nhìn thời gian, còn có 8 phút nữa. Anh nhất định phải trở lại trong khoảng thời gian quy định này. Từ cửa chính đi vào, chấm than ngoặc kép Tô Lạc Hoành nhìn về phía hai vệ sĩ người da đen đứng cách cửa chính phòng tổng thống kia, nói: "Cái gì?" Trang Hạo Nhiên sững sốt cầm di động, thở phì phò, nuốt một cái, cổ họng khô khốc, nhỏ giọng kêu lên, "Cậu ăn nhiều chuối tiêu quá phải không? Từ cửa chính đi vào, có muốn bọn họ mở cửa cho tôi luôn không, hay là mời tôi uống trà?" "Ôi trời, anh nghe tôi nói đã." Tô Lạc Hoành nhanh chóng nhập ký tự, mồ hôi trên mặt rơi thẳng xuống, mới nhanh chóng nói, "Tôi cho anh biết." Hiện tại tôi đang xâm nhập vào hệ thống giám sát hình ảnh chính của khách sạn bọn họ. Tôi có thể làm cho hệ thống giám sát hình ảnh của phòng tổng thống dừng lại 10 giây. Cùng lúc đó, tôi sẽ lợi dụng vệ tinh làm nhiễu hệ thống tai nghe không dây của bọn họ. Trong 10 giây này, tai nghe của bọn họ sẽ xuất hiện tạp âm, anh phải vào đúng lúc đó, lợi dụng góc khuất bây giờ của anh, hướng 10 giờ mà chạy vào cửa phía sau bọn họ. Anh có thể chạy vào được hay không, chính là do anh rồi. Cửa chính phòng tổng thống này vừa rồi lúc chúng ta nói chuyện phiếm, đã mở ra cho anh. Nhưng mà, nghe nói hai chai khang đế này, là hai chai cuối cùng của Trung Quốc. Anh có thể lấy được thì lấy đi. Biết rồi, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên thở dốc, cân nhắc khoảng cách từ vị trí của mình đến phòng Tổng thống, lại nhìn hai tên vệ sĩ da đen trước mặt cách cửa phòng Tổng thống không xa. Hạ quyết tâm nói, đến đây. Hai tay Tô Lạc Hoành lập tức lợi dụng, thế giới lộng lẫy, khẩn trương thao tác lúc này tiêu đồng đang bưng một phần bánh ngọt mà anh thích ăn cười vỗ lên vai anh gọi lão ra ăn bỏ đi tô lạc hoành đột nhiên đẩy mạnh tiêu đồng ra sau khi nổi giận gầm lên một tiếng lập tức nhấn nút enter hướng về di động kêu lên nhìn về phía màn hình máy vi tính nhìn số liệu đã bắt đầu làm nhiễu hệ thống vệ tinh anh quát to một tiếng chạy đinh tai nghe của mấy tên vệ sĩ đột nhiên truyền đến một trận âm thanh chói tai mọi người trong nháy mắt khó hiểu tháo tai nghe ra Trang hạo nhiên cấp tốc như chim ưng theo sau hai tên vệ sĩ, hướng về phía cửa chính, như mũi tên vọt thẳng vào. Hai tên vệ sĩ ra đen cảm giác có gì đó khác thường, lập tức xoay người, nhìn về hoa ở cửa chính phòng tổng thống. Dường như có tiếng động, lập tức rút súng, kêu mọi người đi vào bên trong phòng tổng thống. Tô Lạc Hoành lập tức đứng lên, nhìn về phía màn hình máy vi tính, kêu to lên, cửa sổ sát đất thứ hai, hướng 3 giờ có thể tránh được camera theo dõi. Cửa rầm rầm mở ra, vài tên vệ sĩ lập tức mở phòng giám sát bên trong phòng tổng thống ra, tìm kiếm xem có người hay không. Lúc này Tô Lạc Hoành cũng quên mất hướng cửa chính có camera, anh lập tức mồ hôi đầm đìa lúc đối phương khởi động hệ thống theo dõi, nhanh chóng làm thao tác dừng hình ảnh, đem hình ảnh trong phòng tổng thống chỉnh tới 10 giây trước đó. Vệ sĩ mở hệ thống theo dõi trên máy vi tính trong lòng bàn tay, nhìn thấy cửa chính cũng không có khác thường, liền liếc mắt nhìn nhau, xoay người đi ra ngoài. Tô Lạc Hoành thở phào nhẹ nhõm, nhìn người trong màn hình đã đi ra ngoài, anh tức khắc rời khỏi hệ thống, lau mồ hôi lạnh trên trán nói, được rồi. Ra đi, tôi nghĩ Lý Trí Huyến cũng không phải người quá thông minh, mật mã rượu đỏ sẽ không quá phức tạp. Nhanh chóng giải mật mã. Trang Hạo Nhiên thở hổn hển một cái, nhanh nhẹn vọt vào thư phòng, tìm được kết sắt giữ nhiệt ổn định cho hai chai rượu đỏ đặc biệt kia. Anh bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn nói, có thể nào lúc tôi giải được mật mã, sau đó lúc lấy rượu ra, sẽ có báo động vang lên. Mấy năm trước lúc tôi trộm rượu, chính là như vậy. Tô Lạc Hành nhanh chóng ngẩng đầu, ngón tay đặt trên bàn phím, nhanh nhẹn gõ, hai mắt nhanh chóng lưu chuyển, mới nói, không có việc gì. Yên tâm ra tay đi, nhưng mà, anh khôi phục ký ức rồi sao? Trang hạo nhiên không nói nữa, nhanh chóng lấy ra máy tính đã chuẩn bị sẵn, rút ra dụng cụ thăm dò hai chiều đen, hai tay nhanh chóng lướt trên bàn phím nói, trước tiên bỏ qua chuyện này đi. Tôi muốn lấy được rượu trước." Tô Lạc Hoành nghe lời này, đành phải gật gật đầu, vừa muốn rời khỏi, thế giới lồng lẫy, lại nhìn thấy một hình ảnh khác trong máy tính, hệ thống theo dõi ngược của Hàn Thị đang lấy tốc độ ánh sáng, theo dõi ngược lại địa chỉ IP trên máy tính mình, dòng điện như lửa kia đang nhanh chóng tràn ra toàn thành phố, tìm kiếm hệ thống xâm nhập của hacker. Anh thở hốc vì kinh ngạc, tay bịt chặt miệng, bị dọa đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. "Cậu không sao chứ?" Trang Hạo Nhiên nhanh chóng mở khóa mật mã, cảm thấy người anh em có gì đó không ổn, liền hỏi. Không có việc gì, động tác phải nhanh, mau, chấm than ngoặc kép, Tô Lạc Hoành lại hoảng sợ toàn thân mồ hôi lạnh nhìn bàn phím máy vi tính, tim gan run rẩy nói. chương 769, lấy ra được. Tiến hành đánh cược. Tổng giám đốc lại phát cho Jenny lá bài poker thứ ba. Cô nhẹ kẹp một điếu xì gà dài, vô cùng yêu nhã đặt trong một cái gà tàn thủy tinh, rồi mới tao nhã cầm bài poker, nhìn thấy lá ca cơ mở ra, cô cười khẽ, đem lá ca cơ đặt trên mặt bàn, nhìn về phía Lý Trí Huyễn, mỉm cười nói, Lý Thiếu ra. Đến ngày rồi, Lý Trí Huyễn mỉm cười cầm một lá bài mà quản lý rút đưa đến trước mặt mình, nhìn mặt trên là lá sáu cơ, mắt anh bỗng sáng lên, bàn tay nhẹ cầm chặt, lá sáu cơ liền biến thành ca bích, cháo đổi đặt trên mặt bàn, nhìn Jenny nói, Jenny tiểu thư, thừa nhận rồi. Jenny chỉ mỉm cười, vừa mới muốn nói, lại thấy có người từ sảnh VIP đi tới, nhanh chóng ghé bên tai tổng giám đốc, thì thầm nói gì đó. La Vân Hạo vừa nghe lời này, sắc mặt tức khắc trầm xuống, lập tức hơi bộc lộ vẻ xin lỗi nhìn về phía hai vị khách quý, mỉm cười nói, hai vị thật xin lỗi, khách sạn đột nhiên xảy ra chút chuyện, phải đi xử lý một chút, xin cho trợ lý tôi làm thay, phát bài cho hai vị. Lý Trí Huyễn mỉm cười gật đầu. Jenny lại hơi nghiêng mặt, nhìn tổng giám đốc vì gặp chuyện, sắc mặt có phần cứng lại nhanh chóng rời khỏi, đôi mắt cô lóe lên, lại dùng ngón tay thon dài nhẹ kẹp điếu xì gà, đặt trên đôi môi gợi cảm ngậm lấy, hít một hơi khói thuốc, mới thong thả phun ra. Phòng Tổng thống Trang hạo nhiên ngồi xổm trước tủ sắt, lợi dụng bộ máy cảm ứng, nhanh chóng chuyển động ngón tay, máy vi tính chuyên dụng đặt trên lòng bàn tay, không ngừng nhập vào các loại số liệu, chữ số thứ nhất của mật mã cũng rất nhanh giữa các chữ cái và con số, được giải mã ra, 6, hai mắt anh nhanh chóng lưu chuyển, lại nhanh chóng chuyển động ngón tay, nhanh nhẹn nhập số liệu vào phía trên, vô số chữ cái lướt nhanh qua, tại thời điểm mồ hôi lạnh nhỏ thẳng xuống, chữ số thứ hai của mật mã dưới ánh sáng xanh, hiện ra, ba. Anh thở gấp, lại nhanh chóng nhập số liệu giải mã, vừa nhập thỉnh thoảng lại vừa nhìn thời gian, chỉ còn 6 phút nữa. Tô Lạc Hoành ngồi trước máy vi tính, vừa nhìn chằm chằm trang hạo nhiên đang nhanh chóng giải mã, vừa nhìn hệ thống theo dõi ngược hàn thị, đã giống như tên lửa, phi như bay về phía mình, anh cắn chặt răng, trên trán đầy mồ hôi cố sống chết giữ lấy hệ thống rộng lớn phạm vi toàn cầu này, nhìn về phía lão đại, không dám hối thúc, chỉ nặng nề thở một cái, mới nuốt cổ họng nói, lão đại, nhanh, trang hạo nhiên giữ chặt máy vi tính, nhanh chóng dùng ngón tay, trên màn hình chuyển động, nhìn từng đợt những chữ số trong tay lưu chuyển, cuối cùng hiện ra con số mật mã thứ ba, bảy. Anh lại nhanh chóng dùng ngón tay, trên bàn phím càng lúc càng nhịp nhàng, thần tốc hoạt động, Đôi mắt lóe lên, mồ hôi lạnh tuôn ra. Bên trong khách sạn Hàn Thị, tổng giám đốc La Vân Hạo nhanh chóng dẫn theo 12 vệ sĩ da đen của Sòng Bạc, cùng với cảnh sát cấp cao trong nước đã xuất ngũ, nhanh chóng hướng về phía phòng tổng thống bên này đi tới, vừa đi vừa nhanh chóng hỏi, điều tra ra chỗ nào hệ thống theo dõi của phòng tổng thống bị xâm nhập chưa. Đã cấp tốc điều tra, 3 phút trước bên tổng công ty phát hiện có hacker xâm nhập vào hệ thống giám sát phía sau Sòng Bạc chúng ta thậm chí còn dùng một phần mềm vô cùng tân tiến náo loạn hệ thống vệ tinh của chúng ta chấm than ngoặc kép trợ lý nhanh chóng nói la vân hạo vừa nghe lời này tức khắc khiếp sợ xoay người lại nhìn về phía trợ lý tức giận nói sao có thể như vậy được quả thực là không đặt tập đoàn tài chính hàn thị chúng ta vào mắt mà lập tức báo cáo với tổng giám đốc vâng trợ lý lập tức xoay người đi khỏi la vân hạo đứng trong bóng đêm hai mắt lưu chuyển nhớ tới phương hướng vừa rồi Trang Hạo Nhiên đi, anh tức khắc cầm bộ đàm lên, căn dặn nhân viên trung tâm giám sát nói, lập tức điều tra hệ thống giám sát phòng tổng thống của Lý Trí Huyễn. Chúng ta phải có bằng chứng, mới có thể vào phòng. Vâng, chấm than ngoặc kép, trung tâm giám sát nghe nói vậy, trước hết nhanh chóng kéo xuống hệ thống kiểm tra đối chiếu trên đỉnh đầu, khởi động hệ thống theo dõi ngược thứ hai, lập tức kiểm tra đối chiếu hệ thống giám sát phòng tổng thống của Lý Trí Huyễn. Bên trong phòng tổng thống Trang Hạo Nhiên vẫn ngồi xổm trước két sắt, nhanh chóng di chuyển ngón tay, gõ trên mặt bàn phím, nhìn từng số từng số lần lượt quét qua, cuối cùng xuất hiện số thứ 5 của mật mã 8. Anh thở một cái, lại cấp tốc chuyển động ngón tay, giải mã số mật mã cuối cùng, vì toàn bộ phòng tổng thống đều đóng chặt, nên lúc anh nhập ký tự, mồ hôi lạnh rơi thẳng xuống, nhỏ vào trước tấm thảm màu đỏ thấm. Tô Lạc Hoành khẩn trương ngồi trước máy vi tính, nhìn hệ thống giám sát ngược của tổng công ty Hàn Thị đã nhanh chóng thâm nhập vào xung quanh khách sạn Á Châu, anh nắm chặt tay ghế dựa, vẫn sống chết chờ đợi Trang Hạo Nhiên giải xong mật mã, sau khi lấy được rượu, để anh có cửa cuối cùng rút lui. Anh thở dốc, gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi lạnh túa ra khẽ gọi, lão đại. Mau, mau, bọn họ rất nhanh sẽ đến, tôi muốn duy trì cũng không được rồi. Đại sảnh khách sạn Á Châu Từ trạch minh cùng Lưu Nhã Tuệ đang bình thản đứng trước đại sảnh, vừa nói vừa cười, bởi vì trực đêm, thực sự quá mệt mỏi. Một chiếc xe thương vụ màu đen, nhanh chóng dừng bên ngoài khách sạn Á Châu. Cửa phịch 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 mở ra, trong xe đi ra những vệ sĩ đệ nhất đẳng của Hàn Văn Hạo, hứa mặc và nhậm phong, hy thần, chính hách, còn có cao thủ IT tiếng tăm lẫy lừng quốc tế, kỳ linh huyền. Cô nhanh chóng cúi đầu, nhìn số liệu trên màn hình máy tính trong tay, đang kêu lên tiếng len keng đinh chỉ định hướng bên trong. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía hứa mặc và Nhậm phong, gật đầu hai người vừa nghe lời này tức khắc dẫn vệ sĩ cùng kỳ linh Huyền đi vào đại sảnh khách sạn á châu từ trạch minh cùng lưu nhã tuệ ngẩng đầu nhìn về phía những người đang khí thế hừng hực đi vào liền lập tức tôn kính tiến lên mỉm cười hỏi chào mừng quý khách đến khách sạn á châu xin hỏi có thể giúp gì cho ngài kỳ linh uyển vẫn không ngẩng đầu chỉ nhìn máy tính trong lòng bàn tay đang hiện ra phạm vi vị trí cụ thể trong phòng vip khu biệt thự khách sạn á châu cô liền không nói gì nhanh chóng đi về phía trước. Khi thần lại vào lúc này, nhanh chóng lấy ra thẻ bạch kim hướng về phía từ trạch minh, ngăn cản anh, mỉm cười nói tôi muốn đến phòng viết khu biệt thự. Vâng, từ trạch minh liếc nhìn vệ sĩ, từng bước từng bước nhanh chóng đi về phía trước, anh hơi bộc lộ nghi ngờ liếc mắt nhìn nhã tuệ một cái. Lưu nhã tuệ liền lập tức hiểu ngầm vừa muốn xoay người, đi ra ngoài, chuẩn bị thông báo phòng vệ cho quản lý an ninh cấp cao khách sạn, ai ngờ lúc này, di động vang lên, cô sửng sốt nhận điện thoại alo một tiếng nghi ngờ đáp lại lâm phó tổng lâm sở nhai thật nhanh lao về phía biệt thự của tô lạc hoành vừa đi qua vừa cấp tốc mà lo lắng nói nhã tuệ anh biết em hôm nay phụ trách đại sảnh mau ngăn cản mấy người kia đi vào trong nhã tuệ lập tức cúp điện thoại nhẹ nắm tay từ trạch minh mỉm cười nói chờ một chút thực sự rất xin lỗi phòng vip khu biệt thự chúng ta đã hết phòng từ trạch minh nhìn về phía cô lập tức ngầm hiểu cười nói đúng vậy đã hy thần mỉm cười nhìn anh nói phải không vậy thì tùy ý đi tôi chờ các người làm khách trong khách sạn của các người vậy trước tiên uống tách cà phê đi cô nói xong liền hướng về một căn phòng trang nhã chạy vào bên trong mấy người vệ sĩ đã nhanh chóng biến mất trong bóng đêm này chấm than ngoặc kép từ trạch minh lập tức lấy tư thái của một quản lý hơi nghiêm túc hướng về phía hy thần và hai tên vệ sĩ mỉm cười nói, xin lỗi, quý khách, khách sạn chúng tôi có quy định, nếu như không tiến hành đăng ký chính thức, không được tùy tiện đi lại trong khách sạn. Thi thần cũng đã nâng cà phê lên, nhìn về phía từ trạch minh uống một ngụm, mới mỉm cười nói, phải không? Vậy tôi hiện tại có tính không? Nhân viên phục vụ có chút sợ hãi cầm khay, khẩn trương nhìn từ trạch minh. Từ trạch minh không nói hai lời, nhanh chóng xoay người, cầm bộ đàm lên thông báo với bộ phận an ninh. Đêm tối, chính hách và kỳ linh uyển dẫn theo hai tên vệ sĩ trong đêm thần tốc bước đi phát hiện đang dần tiếp cận mục tiêu trong phòng vip khu biệt thự tô lạc hoành cắn chặt răng trên trán mồ hôi đầm đìa nhìn giữa màn hình máy vi tính như mũi tên cũng rất nhanh đã đến trước cửa phòng mình anh vươn hai tay nặng nề lau mồ hôi trên trán cấp tốc gọi lão đại mau phòng tổng thống trang hạo nhiên nhanh chóng tay nâng máy tính mồ hôi đầm đìa chỉ còn một mật mã cuối cùng anh thậm chí còn nghe được tiếng động không bình thường bên ngoài anh cắn chặt răng ánh mắt lại nhanh chóng lưu chuyển dùng hết chút khí lực cuối cùng nhanh chóng nhập ký tự giải mã một đoàn những con số bay lơ lửng phía trước bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân anh vẫn không động đậy ánh mắt lại nhanh chóng lưu chuyển ngón tay thần tốc hoạt động trên bàn phím đem một ký tự cuối cùng giải mã cho xong nhìn ký tự trong chuỗi mật mã cuối cùng hiện ra chín anh lập tức thở hồn hển một hơi nhanh chóng vươn tay, trong kết sắt, xoay mật mã, lặng yên đọc 6, 3, 7, 4, 8, 9, cửa kết sắt cách một tiếng mở ra, bên trong lập tức sáng lên một đoàn ánh sáng xanh, tỏa ra một trận khí lạnh, hai chai khang đế 1945, dưới ánh đèn của tia tử ngoại bảo vệ, đang lấp lánh ánh sáng kỳ ảo mà đẹp mắt. Trang hạo nhiên nhìn về phía nó, đột nhiên cười. Cửa phịch một tiếng mở ra. La Vân Hạo dẫn theo một đám vệ sĩ, nhanh chóng xông tới, lập tức bật đèn phòng tổng thống sáng lên, nhìn về phía không gian tràn đầy tĩnh lặng, gầm nhẹ, lập tức lục soát toàn bộ phòng tổng thống. Cần phải bắt được người cho tôi. Vâng, đám vệ sĩ nhanh chóng chạy như bay về phía trước. Hai tay tô lạc hoành thần tốc hoạt động trên bàn phím, cuối cùng nhìn thấy phía sau biệt thự có người chạy ra, anh lập tức gập mạnh máy vi tính, đem USB cỡ nhỏ, thế giới lộng lẫy, phóng vào trong miệng, bổ nhào lên giường cửa biệt thự dầm một tiếng bị mở bung ra. Chính hách cùng vài tên vệ sĩ ngưng mặt nhìn người trước mặt. Kỳ Linh Uyển cũng lập tức nhìn thấy hệ thống theo dõi, tuyến đầu đột nhiên bắn thẳng về phía bên kia thành phố này, cô tức khắc nhíu mày kêu lên, không thể nào. Ôi, các vị không thể tùy tiện vào trong, đây là phòng phó tổng hoàn á chúng tôi. Nhã tuệ đứng bên ngoài phòng khách, mở to mắt, nhìn về phía lâm sở nhai và tô lạc hành quần áo xốc xích đang ôm nhau, hình như vừa mới hôn môi xong, vẻ mặt đang bộc lộ sự lúng túng nhìn về phía người trước mặt, cô hít thật sâu một hơi khí lạnh, sợ đến sắc mặt tái nhợt, nói không nên lời. chương 770, bốn trai. Đêm tối, những ngôi sao vẫn sáng rực rỡ. Trên tay Trang Hạo Nhiên cầm hai chai rượu đỏ, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa đi giữa những bụi cây. Vừa rồi tại thời điểm nhảy ra ngoài cửa sổ, trên vai đụng bị thương, anh vẫn nắm chặt hai chai rượu đỏ trên tay, cắn chặt răng đi về phía trước phía trước có người nhanh chóng đuổi tới đây. Trang Hạo Nhiên lập tức đi về phía trước, vừa đi vừa nghiêng mặt nhìn về phía sau, cảm giác được bọn họ đã đi về hướng khác. Bằng kinh nghiệm phong phú về khách sạn của mình, anh lập tức hướng đến sàn nhảy ngoài trời của party được tổ chức vào đêm khuya. Phú hội ở ngoài trời có cả trai lẫn gái, trang phục ai nấy đều vô cùng lộng lẫy, trên mặt đeo mặt nạ, khiêu vũ bên ao rượu. Cũng có những cô gái trẻ ngoại quốc, mặc những chiếc váy dài mùa hè mỹ lệ, phong tình, bên tai dắt một đóa hồng, đang tay trong tay cùng một số anh chàng đẹp trai, xoay tròn khiêu vũ trong sàn nhảy. Trang hạo nhiên thuận tay lập tức cầm một một chiếc mặt nạ lên đeo lên mặt, mang theo rượu đỏ thần bí đi vào giữa sàn nhảy. Trong đám người náo nhiệt, anh gọi một nhân viên phục vụ, đem hai chai rượu khang đế dường như vô cùng qua loa đặt trên chiếc khay của hắn, mới nói, đem hai chai rượu đỏ này đến trước mặt Jenny tiểu thư ở đại sảnh vip bạch kim, nói rằng có một người thần bí muốn mời cô ấy uống rượu ngon nhân viên phục vụ ngẩng đầu liếc mắt nhìn trang hạo nhiên một cái hiểu rõ nếu là vị khách có thể đi vào sòng bạc khách sạn không phú tức quý cũng biết rõ có một số việc không thể hỏi rõ ràng được liền gật đầu trang hạo nhiên rút ra mấy tờ đô la mỹ đặt vào giữa khay của hắn lại nâng tay lấy ra một tấm vải vàng phủ lên giữa hai chai rượu nói làm tốt việc này tôi sẽ tiếp tục thưởng cho anh được cảm ơn tiên sinh nhân viên phục vụ lập tức gật đầu Hai trong mắt Trang Hạo Nhiên chợt lóe, muốn nhanh chóng xoay người, quay mặt lại liền nhìn thấy mấy nhân viên bảo vệ người da đen đang vội vã đi vào sàn nhảy. Đôi mắt anh lộ vẻ khẩn trương, liền nhanh chóng cầm tay một cô gái đáng yêu người anh gần đó, cùng cô ấy xoay một vòng vô cùng đẹp mắt. Anh lập tức nhớ tới lời nói của Tô Lạc Hoành, bên ngoài hàng cây dừa là một bức tường, qua đó chính là đường cái, đã sắp xếp cho tài xế ở đó chờ mình. Anh lập tức buông lỏng cô gái trước mặt, từ trong đám đông lấy ra một chiếc máy tính. Ngón tay nhanh chóng ấn xuống, để Tô Lạc Hoành nói biện pháp cho mình, nhanh chóng phá giải hệ thống giám sát phía sau hàng cây dừa, cả người nhanh nhẹn đi về phía trước, miệng thì thảo, tiếp sát. Đến muộn 3 phút, máy tính trong tay nhanh chóng tiếp nhận văn kiện, biểu hiện ba hệ thống giám sát tạm thời bị phá giải, cả người anh như chim ưng, lập tức tung người lên, ở trong bóng đêm điên cuồng đạp lên một gốc cây dừa hơi nghiêng, bịch bịch chạy đi, cuối cùng hai tay vươn lên chống lên đầu tường cả người vô cùng sạch sẽ nhanh nhẹn nhảy qua bức tường xuống giữa đường cái bên ngoài. Anh nặng nề thở hổn hển, nhìn tài xế chờ đã lâu ở bên kia đường, ngẩng mặt cười, nhanh chóng đi về phía trước, ngồi vào trong xe, cầm lên một bộ vest màu đen sạch sẽ, dặn dò tài xế lập tức trở về Sòng bạc khách sạn. Vâng, tài xế không nói hai lời, lập tức khởi động xe, chạy về hướng đại sảnh Sòng bạc khách sạn. PS: Ai muốn đọc trước 20 chương giá rẻ liên hệ gmail gmail com Thời khắc căng thẳng tại đây, thật ra chỉ có mấy phút. Ha ha ha, Jenny ngồi bên bàn đánh bạc đột nhiên cười rộ lên, dáng vẻ vô cùng quyến rũ động lòng người, nhìn về phía Lý Trí Huyễn, Hai người đều không thể hiện thái độ gì trước lá bài poker cuối cùng, liền phát hiện mình và đối phương vô cùng hợp ý, cũng không nhịn được có hứng thú đứng lên nói chuyện với nhau. Lý thiếu ra, anh thú vị như vậy, đêm nay không thể để anh đi rồi đây mới là ván thứ ba chúng ta cứ từ từ chơi Jenny nâng mí mắt quyến rũ nhìn về phía lý trí huyễn trước tiên phải đem medusa của tôi thắng trở về rồi nói tiếp lý trí huyễn nói xong ngón tay miết nhẹ lá bài poker lá ca cơ hắn mỉm cười bốc lá bài từ mặt bàn lên lại là lá bài quy đen hắn không vừa lòng nhíu mày thở hắt ra một cái tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên có một nhân viên phục vụ ở sàn nhảy trên tay bưng khay đựng rượu Dùng tấm vải vàng phủ lên trên chai rượu, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, khom người nhỏ giọng nói với Jenny, "Jenny tiểu thư, vừa rồi có một vị khách thần bí nói muốn mời cô uống rượu. Bảo tôi nhanh chóng đưa tới cho cô." Vào giữa đêm như thế này, a, à, xem ra sức quyến rũ của tôi là vô hạn nha. Jenny mỉm cười nghiêng người, vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nâng tấm vải lên, liếc mắt nhìn thấy hai chai rượu Khang đế 1945 ở bên trong đột nhiên cô nhìn về phía Lý Trí Huyễn với dáng vẻ quyến rũ gợi tình, có phần hờn dỗi nói, Lý Thiếu Gia, hôm nay là ngày tốt lành của tôi, thật sự là không thể thua. Anh nhường tôi một chút được không? Vậy không được, nếu thắng tôi sẽ mời cô uống rượu. Đôi mắt Lý Trí Huyễn lại hướng về phía bảy chai Medusa, thân thể vô cùng phấn khích nói tôi muốn có Medusa đã rất nhiều năm rồi. Thật sao? Jenny nói xong, mỉm cười nhận lá bài poker thứ tư, vừa nhìn thấy là lá bài cao Cô cười quyến rũ, nhìn về phía những lá bài trên mặt bàn trước mặt, một đôi át, một lá ca cơ. Cô mỉm cười, lá bài ca rô trong tay cô như sáng lên, nói, xem ra ván thứ ba này, tôi có khả năng thắng. Lý trí huyễn chỉ nhàn nhạt cười, mỉm cười nhìn về phía những lá bài của mình, một lá si tép, một lá quy tép, một lá quy rô, một lá ca tép, liền nói, cô tuyệt đối có cơ hội thắng, chỉ cần cô bốc được một lá át, hay lá ca. Hắn nói xong, cũng đã vượt lên trước một bước, lá bài xì tép đã nằm trong tay hắn, cười rộ lên nói, không biết, vận khí của cô có còn được 50%. Jenny đột nhiên cười, chậm chạp vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng cân nhắc mở ra lá bài cuối cùng, lá tám tép, vận mệnh như ban nãy, lại nhắc tới bài poker, còn là lá tám tép, trên trán của cô đổ mồ hôi, lại muốn úp bài xuống. Jenny tiểu thư, nếu như cô cảm thấy gặp khó khăn, để nhân viên phục vụ chia lại bài. Lý Trí Huyễn giơ tay lên, gọi nhân viên phục vụ tiến lên, chuẩn bị chia lại bài. Cánh cửa rầm một phát, bị đẩy ra. Người tới mạnh mẽ nói một câu, không cần. Jenny lập tức kinh ngạc xoay người, nhìn về phía trang hạo nhiên mặc bộ vét màu đen, vì quá nóng nên cổ áo hơi mở ra, đang cười đi vào. Đầu tiên, anh nhanh chóng vươn tay lấy lại bài từ tay nhân viên phục vụ, bàn tay lập tức cầm lá bài 8 bích trên mặt bàn, trong phút chốc bất ngờ biến thành lá ca bích, ném lên trên bàn. Lý Trí Huyễn lập tức ngồi thẳng người, hai mắt nóng rực nhìn về phía trên bàn đánh bạc, thật sự là lá ca bích, hắn lập tức hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Xin lỗi, bảo bối, anh tới trễ, vẻ mặt Trang Hạo Nhiên tự nhiên thẳng thắn nở nụ cười, cúi người xuống, tay trống ở sau ghế của Jenny, ôn nhu mà yêu thương nhìn cô, vô cùng quyến rũ cười nói, để em phải vất vả rồi. Không vất vả, chỉ là, sợ thua mất Medusa, sẽ trách em. Jenny dịu dàng động lòng người về phía anh cười nói. Vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Trang hạo nhiên cười nói xong, lại quan tâm nắm lấy bờ vai của cô, đỡ cô đứng lên, chính mình ngồi xuống vị trí này, mới ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trí Huyến, nói, xin lỗi, Lý Thiếu Gia, vừa rồi quay về khách sạn, xử lý một chút công việc. 25 phút, có thể làm được chuyện gì? Lý Trí Huyễn thật sự khó hiểu cười hỏi. 25 phút, đối với nhiều người, có thể làm được rất nhiều chuyện. Trang hạo nhiên cười nâng lên một ly whisky, uống một ngụm, mới giơ tay về phía nhân viên phục vụ vô cùng phóng khoáng nói, đến đây. Chia bài đi. Vâng, nhân viên phục vụ nhanh chóng sáu bài. Hai người đàn ông ngồi trước bàn, đối diện, mỉm cười nhìn nhau. Trong không gian yên lặng, nhân viên phục vụ nhanh chóng sáu bài, sau đó tập hợp lại bỏ vào bên trong hộp kiểm tra bằng thủy tinh, ấn ánh sáng của tia tử ngoại, thoáng cái bộ bài poker hiện ra theo trình tự, mới che lại, tay người nhân viên cầm một lá bài poker, đầu tiên là đưa đến trước mặt Lý Trí Huyễn. Lý Trí Huyễn mở ra, là lá bài quy bích. Nhân viên phục vụ lại đem một lá poker đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, nhìn anh một cái. Trang Hạo Nhiên tươi cười giống như mang theo vài phần buồn chán, cũng không che giấu, trực tiếp mở ra một lá át cơ. Jenny cùng Lý Trí Huyễn đồng thời ngạc nhiên nhìn anh. Hồi bé tôi có một thói quen, Trang Hạo Nhiên nâng ly rửa whisky lên, uống một hớp, mới nhìn về hướng lý trí huyễn cười rộ lên nói tôi rất thích chơi cờ cùng cha thế nhưng mỗi lần tôi đều thắng anh có cảm thấy kỳ lạ không lý trí huyễn nhíu mày nhìn anh trong lúc đó nhân viên phục vụ đang chia bài mỉm cười nói kỹ thuật của anh rất tốt không phải trang hạo nhiên nói xong cũng đã lại vung lên một lá hát bích mỉm cười nói đó là bởi vì vận khí của tôi rất tốt từ nhỏ đến lớn tôi luôn gặp may mắn chưa từng có người nào có thể chơi bài hay chơi cờ thắng được tôi trừ khi tôi muốn thua. Trong lòng Lý Trí Huyễn khẽ nhúc nhích, nhìn về phía anh. Anh không tin sao, Trang Hạo Nhiên nói hết lời, đã cầm lên lá bài thứ ba mở ra, là lá át tép, bày ra trước mặt Lý Trí Huyễn, cười nói, lá át tép. Tôi thắng. Lý Trí Huyễn nhìn về phía ba lá ca của mình, im lặng không lên tiếng. Chia bài, Trang Hạo Nhiên hơi ngửa mặt, nâng ly whisky, cười rộ lên nói nhân viên phục vụ liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, lại nhanh chóng đổi một bộ bài, một lần nữa sáu bài. Nghe nói Lý Công Tử có ý định gia nhập thị trường rượu đỏ Trung Quốc. Trang hạo nhiên nhân lúc sáu bài, tựa lên ghế, nhìn về phía hắn mỉm cười hỏi. Tin tức của Tổng Giám Đốc Trang thật nhanh nhạy, Lý Trí Huyến cầm lên một lá bài ca bích, mỉm cười, đánh ra trên bàn đánh bạc. Trang hạo nhiên im lặng nghĩ về vấn đề này, hai mắt lưu chuyển một chút, mới tràn đầy khí thế ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn cười nói, luôn có câu nói, rượu đỏ chính là máu của Thượng Đế, lẽ ra mỗi người đều có cơ hội công bằng để nếm thử hương vị của nó. Chẳng qua tập đoàn của tôi, chính là gióng chống khua chiêng, cùng với các trang trại rượu lớn trên thế giới tiến hành hợp tác, là lựa chọn đầu tiên của các đại lý. Lý Công Tử lại vào lúc này, một bước tiến vào, tránh không khỏi ngờ vực làm hỗn loạn thị trường rượu đỏ trong nước. Trước đây, anh ở nhiều quốc gia đang phát triển tốt rượu đỏ, trong một khắc đều biến thành bọt biển, làm cho không ít người phàn nàn. Lý Chí Huyễn nghe lời này, lại tiếp tục lật lên một lá ca thứ hai, đặt xuống mặt bàn, mỉm cười nói, Tổng Giám Đốc Trang đem việc này nói ra nghiêm túc như vậy, chẳng qua là muốn cắt đứt nguồn cung cấp cho thị trường rượu đỏ trong nước. Phải biết rằng, Hiệp hội Rượu Đỏ Trung Quốc mới thành lập vào thời gian cách đây không lâu, không phải là nên mở cửa biên giới, hướng về phía những người trong nghề giỏi để học hỏi kinh nghiệm hay sao. Jenny nghe lời này, quay mặt sang nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng chỉ cười, cũng không lật bài, chỉ là vẻ mặt hơi lộ ra một chút lợi hại nói, đúng. Chúng tôi hẳn là nên hướng tới những người trong nghề giỏi mà học hỏi lấy kinh nghiệm, mà không nên một mực bảo thủ. Giống như Lý Công Tử, anh Di Hoa Tiếp Mộc, có bản lĩnh đổi trắng thay đen. Lý Trí Huyễn vừa mới mở ra lá bài poker thứ năm, nghe nói như thế, lập tức ngẩng đầu. Trước mặt hắn, Trang Hạo Nhiên cũng đồng thời bày ra 5 lá bài poker, 4 lá át và một lá ca anh mỉm cười, nói, làm sao bây giờ, lá ca đang ở trong tay của tôi. Lý Trí Huyễn khẩn trương nhìn anh. Jenny cười vô cùng quyến rũ. Trang Hạo Nhiên lập tức ném năm lá bài poker trong tay mình ra trước mặt hắn, tay giơ lên gọi nhân viên phục vụ sàn nhảy bưng chiếc khay qua đây, tiện tay nhấc tấm vải vàng ra, hai chai rượu khang đế 1945 thình lình xuất hiện ở giữa khay. Lý Trí Huyễn lập tức đứng lên, khẩn trương nhìn chằm chằm vào giữa chiếc khay đựng hai chai rượu đỏ khang đế 1945. Trang hạo nhiên nhíu mày nhìn về phía Lý Trí Huyến cười nói, Lý Công Tử. Tôi biết anh có tình yêu tha thiết với rượu đỏ, càng quan tâm đến danh dự của mình cùng ông cụ nhà anh. Nhưng chuyện này, có tính là xì căng đan về rượu đỏ không? Anh lấy rượu giả lừa gạt tôi. Đây mới thực sự là khang đế 1945, tôi thêm cho anh một chút kiến thức. Lý Trí Huyễn khẩn trương nhìn chằm chằm vào hai chai rượu đỏ khang đế mà nhân viên phục vụ bê qua, lập tức sốt ruột nói hai chai rượu đỏ này rõ ràng chính là. Đây là hai chai rượu khang đế 1945 mà sư phụ tôi đã bảo quản nhiều năm. Hiệp hội rượu đỏ mặc dù được thành lập cách đây không lâu, nhưng vẫn là tự mình ghi chép chuyện này. Trang hạo nhiên nhìn về phía hắn, khẽ nhách khóe miệng cười chế nhạo rồi lại cười rộ lên nói, nếu anh không tin, tôi có thể gọi điện cho sư phụ hỏi một chút lý trí huyễn hai mắt lóe ra vừa mới lên kế hoạch cho casino đã bị phá vỡ mồ hôi trên trán hắn cứ thế chảy xuống lý thiếu gia đôi mắt trang hạo nhiên lợi hại như chim ưng nhìn về phía lý trí huyễn vẻ mặt lạnh lùng kêu lên anh tới hẳn thị chơi bài hẳn là sẽ biết ở đây nếu sử dụng chip giả hay là chơi bẩn hậu quả sẽ thế nào có người nào nói cho anh biết hay chưa lúc này la vân hạo mới vội vàng đi tới vừa rồi còn hoài nghi trang hạo nhiên lại nhìn thấy anh vô cùng đẹp trai ngồi trên bàn đánh bạc, chính là vẻ mặt khác nhau. Trang Hạo Nhiên cùng Jenny đồng thời quay mặt sang, nhìn về phía hắn. Ách, La Vơ Nhạo lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức cúi đầu, vô tình nói, nếu như ở trên bàn đánh bạc, lợi dụng chip giả hay là chơi bẩn, để lại hai tay. Lý Chí Huyến sắc mặt trắng bệch, lập tức khẩn trương nhìn hắn. Trang Hạo Nhiên nhịn không được cười rộ lên, trước tiên là nghiêng người, vẻ mặt chăm chú, vươn ngón tay chỉ vào một điểm trên mặt bàn, mới nói với hắn từ giờ trở đi, anh phải làm hai việc. Một là cút ra khỏi chỗ này, tôi không muốn nghe thấy tên của anh ở thị trường rượu đỏ trong nước. Hai là, trong vòng ba ngày, đem hai chai rượu khang đế 1945 đến phòng làm việc của tôi. Nếu như anh không đưa đến, tôi sẽ không xin Tổng Giám Đốc Hàn tha cho anh. Này, Lý Trí Huyến nhất thời khẩn trương đứng lên, nuốt nước bọt, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên bảo bối, đi thôi. Trang hạo nhiên không nói hai lời, liền đỡ Jenny dậy, xoay người dường như rất tức giận, cùng nhau đi ra ngoài. Jenny bồi ở bên cạnh anh, liếc về phía anh bật cười thấp giọng nói anh thật độc ác. Hai mắt Trang hạo nhiên chợt lóe lên, mỉm cười rời đi. Audio điện tử võ tấn bền chương 771, người đâu? Ánh sao trên bầu trời như những đóa hoa, lấp lánh thoát ẩn thoát hiện bên bờ sông, gió mát chậm chậm lướt qua. Jenny mặc váy dài đen, nhẹ ôm hai vai, mang đôi giày cao gót hơn 10 phân, yêu nhã cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa hướng về người đàn ông bên cạnh, mỉm cười nói, bản thân tôi vốn nhiệt tình yêu rượu đỏ, đã từng theo cha đi đến rất nhiều nơi, sau khi lớn lên, lại dùng thành tích yêu Việt, thi đậu nhân viên ngoại giao, theo anh trai. Gặp qua vô số người, nhưng người như tổng giám đốc trang vậy, thực sự là ít lại càng ít trong lòng mặc dù cũng ôm ấp chút tình cảm, nhưng cũng biết hưởng thụ cuộc sống, không cho tư tưởng mục nát, ảnh hưởng đến tương lai. Thật khó mà có được. Trang Hạo Nhiên cũng cùng cô cất bước đi về phía trước, nhưng chỉ cười cười. Nghệ thuật trà của Trung Quốc, so sánh với rượu đỏ của phương Tây, thực ra lại càng được lưu truyền xa xưa hơn. Tôi vẫn khó hiểu là, Tổng Giám Đốc Trang Anh vừa rồi nổi giận như vậy, muốn đá Lý Trí Huyễn ra khỏi cục diện này, rốt cuộc là vì sao? chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Trang đối với tương lai rượu đỏ ở Trung Quốc, thật sự là nhìn xa trông rộng sao? Jenny vẫn còn mờ mịt đi theo anh càng lúc càng xa hỏi. Trang hạo nhiên nghe lời này, hơi dừng bước lại, nhìn về phía Jenny, mỉm cười nói, trà ở Trung Quốc vốn mang hương vị nồng đậm quê nhà, kỳ thực sao chúng tôi lại không muốn đem trà đạo của quốc gia mình phát triển ra thị trường quốc tế chứ? Tôi tin những câu chuyện xưa về trà đạo cũng sẽ làm cho người phương Tây yêu thích. Jenny dừng bước lại, ngẩng đầu ôn nhu nhìn về phía anh. Tôi từ nhỏ đã được cha mình đưa một chú đầu bếp ưu tú đến bên cạnh, truyền thụ cho tôi những cái nhìn đối với món ngon và tri thức chuyên nghiệp của nghiệp vụ khách sạn. Từ ban đầu chỉ là nhận thức, càng về sau những hiểu biết tinh hoa, tôi từ từ hiểu ra rằng, món ngon cùng với dịch rượu, còn có cả ý nghĩa chân chính của trà đạo, là truyền thừa tức là truyền thụ và kế thừa. Trang Hạo Nhiên lặng yên nói những lời này. Jenny bình thản nghe. Trang Hạo Nhiên quay mặt sang, nhìn về phía Jenny, cười rộ lên nói, cô hẳn là cũng đồng ý với lời nói của Lý thiếu gia, mở ra biên giới, nghênh đón những thứ mới mẻ. Chỉ là đối với giờ phút này, chúng tôi thân là người của khách sạn, là những kẻ yêu thích rượu, có phải cũng nên vì một khắc mới sinh của rượu đỏ tiến vào đất nước này mà đóng cửa thật chặt hay không? Cũng không phải, chúng ta có bao nhiêu vĩ đại là vì chúng ta đã gặt hái được. Mà cổ nhân có dặn rằng Tài năng lúc sinh thời của chúng ta, cống hiến một phần sức lực. Vì đất nước này mang đến một chút những điều tốt đẹp, cũng không sai. Jenny như bị cuốn hút nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn ánh mắt này của cô, cố ý hơi nghiêng đầu, cười hỏi, "Sao vậy?" Jenny có chút ngượng ngùng cúi đầu cười, có chút luyến tiếc nói, "Nghe nói Trung Quốc có một câu châm ngôn, nhược thủy tam thiên, trích thủ nhất biểu, sao tôi thực sự rất hâm mộ vị Đường tiểu thư kia." sao ba ngàn con sông nhưng chỉ uống một gáo nước. Y muốn nói, có ngàn vạn người trên thế giới này nhưng thực sự chỉ cần một người. Trang hạo nhiên nghe lời này, có chút ngượng ngùng, chớp mắt, nhịn không được nở nụ cười. Jenny chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trang hạo nhiên, bộc lộ vài phần xúc động cười nói, Tổng giám đốc Trang, anh nhất định phải hạnh phúc. Một cô gái chỉ là duyên phận vài lần hiếm hoi gặp mặt, một cô gái tình cảm nhưng đầy lý trí, có thể đối với một người đàn ông mình ngưỡng mộ, Nói ra những lời này, cho thấy rằng cô thật lòng yêu thích người ấy. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn về phía Jenny, mỉm cười, nói, "Sẽ như vậy." Jenny thở dài một hơi, vươn hai tay nhẹ vuốt cánh tay mình, vì dùng mỹ nhân kế này, cô đã hy sinh rất lớn, mỉm cười ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên nói, "Được rồi, anh cứ như vậy ra ngoài, đoán chừng người đẹp trong nhà đã rất sốt ruột, mau trở về đi thôi." Hôm nay là một buổi tối rất kích thích, tương lai hy vọng lại có cơ hội hợp tác thực sự khiến cho tôi mở mang kiến thức. Trang hạo nhiên thật sâu nhìn cô một cái, chậm rãi cởi âu phục màu đen của mình, tiến lên một bước, thật cẩn thận và săn sóc khoác lên cho cô, mới nói cảm ơn cô, tôi sẽ ghi nhớ đêm nay. Sự giúp đỡ của cô. Jenny ngẩng đầu, nhìn anh một cái, biết có nhiều chuyện, không nên nói ra, liền vươn hai tay, nhẹ kéo âu phục ấm áp trên người, trầm mặc xoay người rời khỏi. Trang hạo nhiên đứng tại chỗ, xoay người nhìn về phía bóng lưng yêu nhã của Jenny đang dần đi xa, nhớ tới sự trợ giúp tối nay của cô, cảm kích cười, mới xoay người trở về, lại đột nhiên cảm giác đầu óc giống như bị kim đâm, cường liệt đau đớn, ký ức kia lại từng đợt muốn lan rộng ra, anh lại loạng choạng lui về phía sau, cô hết sức vươn tay giữ chặt đầu mình, lại nhìn thấy hình ảnh tối tăm của nhiều năm về trước, một cô gái khuôn mặt mơ mộng rơi lệ kêu nhỏ cha a à, chấm than ngoặc kép Trang hạo nhiên hai tay ôm đầu mình muốn cố hết sức theo bản năng nhớ lại ký ức này, bất đắc dĩ một đoạn ngắn hình ảnh lộn xộn kia, chỉ cảm thấy một tiếng sét vang dội qua đi, biệt thự trên đỉnh núi, lập tức sáng lên, tiếng khóc mềm mại ấy, lại vang lên một lần nữa, cha. Trời à, cả người trang hạo nhiên lui về phía sau vài bước, lưng dựa vào bên cành liếu, còn thiếu một bước nữa là bước đến bờ sông, anh nghiến răng nghiến lợi ôm chặt đầu mình. Ngẩng đầu lên muốn đổi tư thế nào thoải mái hơn một chút, bất đắc dĩ tiếng kêu đau đớn tập kích mà đến bên tai, làm cả người anh loạn choạng ngã nhào trên cỏ, trong đầu lại vang lên tiếng khóc của cô bé kia, cha. Trang hạo nhiên dường như nhìn thấy gì đó, tức khắc mở to mắt. Một con chim bạc mạo hiểm bay qua. Cha, lại một trận tiếng kêu mềm mại vang lên. Trang hạo nhiên chợt cảm giác như có người bất ngờ công kích vào sau gáy mình, trong khoảnh khắc cơ thể như hít thở không thông, khó khăn chịu đựng loại cảm giác đau đớn tê bút như điện giật này, liền nằm sóng xoài bên bờ sông, mặt hơi nghiêng, hai tay dần buông xuống ngất đi sáng sớm hôm sau trời xanh mây trắng dệt thành một bức tranh ấm áp ngẫu nhiên có chú chim nhỏ vươn cánh lướt qua bay vào vườn vải dừng trước một cây vải chiếu quả mổ nhẹ cái mõ vô cùng hớn hở chỉ có hai người hầu mặc đồng phục đen từ bãi cỏ xanh mướt đi qua vừa nói vừa cười toàn bộ thế giới dường như đều hợp thành một điểm ngọt ngào xa vào yêu thương một tia nắng ban mai Cuối cùng từ phía trước vườn cây nhẹ nhàng xuyên thấu mà đến, lọt vào trước cửa sổ sát đất màu trắng tầng hai biệt thự, gió nhẹ lướt tới, làm tung bay rèm cửa lãng mạn kia. Người trên giường vẫn để lộ phần lưng mê người, mặt dán lên trên gối, nặng nề ngủ, lại bởi vì tia nắng này, cô khẽ nhíu mày, khuôn mặt trái xoan non mềm như hoa, lại nhẹ dán mặt vào chân đẹp, dường như vẫn còn cảm nhận được hơi thở của người đàn ông mạnh mẽ bên cạnh, không hiểu sao trên mặt dập dờn tươi cười mang theo vài phần say lòng người môi đỏ mọng nhẹ cong lên, trong giấc mơ có lẽ nghĩ đến phần kích tình say mê của hai người đêm qua. Một con chim nhỏ, hai con chim nhỏ, ba con chim nhỏ, đùa dỡn đậu trên cành trúc xanh mát, vươn cánh nhẹ nhàng đong đưa, phát ra tiếng kêu chip chip ngọt ngào. Đường khả Hinh nghe thấy tiếng chim hót này, nhịn không được túm lấy đệm giường trắng tuyết, nhẹ chấp hàng lông mi thật dài. Nhìn thấy một mảng xanh bên cánh cửa sổ sát đất nào đó, vài chú chim vàng anh kêu chip chip, cảnh sắc thật tuyệt vời, lòng cô lại như mật ngọt thật lâu không có một giấc ngủ cảm thấy thoải mái đến vậy nhất là còn có thể ngửi thấy hương vị ngọt ngào của hoa trúc một trận tiếng thở dốc từ trên giường truyền đến đường khả hình rốt cuộc hơi cuốn cơ thể gần như trần trụi của mình tùy ý chân đệm chỉ che được nửa ngực nhẹ co đôi chân dài gợi cảm rụt vào trong chăn lại thoải mái cười tiếng gõ cửa vang lên có giọng nói ai đó truyền đến đường tiểu thư cô tỉnh rồi sao đường khả hinh nhanh chóng mở hai mắt ra lúc này mới lấy lại tinh thần đôi mắt trợn tròn nhìn trần nhà xa hoa rộng lớn ở giữa là đèn chùm thủy tinh trong đó có một ngọn đèn vẫn sáng cô giật mình ôm chăn ngồi dậy trợn mắt há hốc mồm ngây ngốc nhìn mọi thứ xung quanh khắp nơi tất cả đều xa lạ nhưng cách bài trí lại quen thuộc rồi cô mới chừng mắt nhìn về phía bức họa trên tường giống trong phòng trang hạo nhiên kia mẹ ơi đường khả hinh thoáng cái xoa nhẹ mái tóc dài mềm mại đến eo của cô Gãi gãi vài cái những sợi tóc trên đầu, mắt lim dim bỗng mở to, trái tim đột nhiên phát lạnh, nhanh chóng nhớ lại tối hôm qua mình cùng Trang Hạo Nhiên uống nhiều rượu, sau đó liền. A, à, khuôn mặt Đường Khả hình đau khổ muốn khóc, vươn hai tay, gãi đầu, nhanh chóng hồi tưởng, trong nháy mắt nhớ tới tối hôm qua hai người ở đó ăn sushi uống rượu, sau đó người đàn ông này kéo mình đến ngồi trên đùi anh, ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô nồng nhiệt hôn, tay anh còn không ngừng vuốt nhẹ trên ngực mình. Đôi bàn tay trong nháy mắt ấn chặt lồng ngực. Đường Khả Hinh hồn siêu phách lạc ngồi trên giường, trong lòng lại khẩn trương cấp tốc nhớ lại chuyện cuồng nhiệt tối hôm qua của hai người, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, thực sự cảm thấy xấu hổ đến chết muốn xuống đất, tìm nơi nào đó chui vào, ai ngờ vừa sốc chăn lên, cô cư nhiên nhìn thấy thân thể mình trần trụi, thậm chí còn nhìn thấy một mảnh trắng tuyết trên giường, cô lại nhanh chóng vươn tay, nắm tóc hai bên mình lên, hệt như hai cái sừng trâu, khiếp sợ nghĩ, vì sao mình không có máu? Lòng cô lại rét lạnh, cô không thể chịu đựng được mình lại là một cô gái tùy tiện. Cô lại gấp rút nhớ tới, lúc trước mình ở trước mặt Trang Hạo Nhiên, nói mình là hoa khuê cúc nữ, vẻ mặt anh cười như không cười, cô lại ôi mẹ ơi la to lên một tiếng, thật là mất hết cả mặt mũi, vừa muốn nhanh chóng lao xuống giường, lại cảm thấy không ổn dừng bước lại, nhìn hoàn cảnh xung quanh, cắn răng nghĩ, cái tên Trang Hạo Nhiên đâu? Chương 772, buông tay. Người này, cư nhiên vào lúc này Đường khả hình xấu hổ khẩn trương móng trái móng phải cầm lấy chăn trắng tuyết, bọc lấy thân thể lõa lồ của mình, vừa muốn nhảy xuống giường, lại nhìn thấy bên cạnh giường hỗn độn là quần áo và áo lót mà mình mặc tối qua, cô lại xấu hổ đỏ mặt, soạt 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 tiếng nhặt quần lót, còn có quần áo, toàn bộ đều cuộn tròn lại, ôm vào trong ngực, hấp tấp chạy vào phòng tắm, phịch một tiếng đóng cửa lại, cả người như một đứa bé phạm lỗi, ngồi xổm xuống cạnh cửa, hai mắt lóe lên, Nghĩ chính mình lại có thể lên giường với một cấp trên vừa về nước chưa đến 3 ngày. Mất mặt chết thôi, Đường Khả Hinh một trận ảo não cùng hối hận ôm đầu, rồi đấm mạnh vào cạnh cửa, trái tim lạnh buốt đập thình thịch, nghĩ mình tối hôm qua tại sao lại uống nhiều rượu như vậy chứ? Chỉ vì một tấm hình quen thuộc và một vài ký ức lộn xộn, liền tự mình bán hạ giá chính mình. Cô lại một trận khiếp sợ ôm quần áo của mình, trái tim còn chưa kịp nguội lạnh và thôi giày vò, thì sắc mặt đã thu lại nhớ tới trang hạo nhiên sao lại đột nhiên không thấy anh anh đường khả hình mở to mắt nuốt một ngụm nước bọt mặt đỏ bừng nghĩ anh ta không phải là bởi vì mình không còn là xử nữ mà tức giận bỏ đi chứ trái tim xoẹt một tiếng bị tách ra làm hai phần ha à, đường khả hình cười lạnh một tiếng cắn răng nhớ đến cái người đàn ông không có phong độ này cô lại không nói nữa chỉ xấu hổ đỏ mặt vội vã sốt ruột mặc quần áo vào rửa mặt trải đầu sơ sơ cả người ngại mất thể diện lao ra, phịch một tiếng mở cửa phòng. Hai người giúp việc lập tức bộc lộ vẻ bình tĩnh cúi đầu, tôn kính gọi, đường tiểu thư, chào buổi sáng. Thiếu gia của các người đâu? Đường khả hình đứng ở cạnh cửa, nhìn về phía các cô, thở dốc hỏi. Thiếu gia của chúng ta, tối hôm qua ra ngoài, vẫn chưa trở về. Hai người giúp việc cùng trả lời. Đường khả hình lại cắn chặt răng, đôi mắt lưu chuyển, nghĩ người đàn ông này thật tệ, tức giận đến sắc mặt có chút tái nhợt đi ra khỏi phòng, bước nhanh về phía trước. Đường tiểu thư, chúng tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho cô. Không ăn, chấm than ngoặc kép, đường khả hình bước nhanh xuống lầu, nhìn phòng khách rộng lớn một mảnh yên tĩnh, phòng bếp phòng ăn cũng không có người, lòng cô có chút mất mát, nhưng vẫn bước nhanh tới bên sofa, cầm túi sách mình lên, mang giày cao gót, lao nhanh ra cửa lớn, vừa dẫm lên bãi cỏ mềm ẩm ướt, vừa lấy điện thoại ra bấm số tài xế, nói chú Trương nhanh chóng ghé qua nhà tổng giám đốc Trang đón tôi. Đúng, chính là ở ngoài cửa, tôi chờ chú. Cô vừa mới cúp điện thoại, nhìn giữa màn hình di động màu đen, hiện lên 30 cuộc gọi nhớ, cô sửng sốt mở nhật ký cuộc gọi ra xem, lại là điện thoại của thầy, nhất định là vì tối hôm qua mình không về nhà. Ông tức giận gọi điện thoại tìm, cô sợ đến mức nhảy dựng lên, vẻ mặt miếu máu, như muốn cầu cứu nói, làm sao bây giờ? Hôm nay đi làm, nhất định chết chắc rồi. Cô nói xong, đột nhiên lấy di động, đấm thẳng vào đầu mình. PS, ai muốn đọc trước 20 chương giá rẻ liên hệ gmail, tttukidmsa.gmail.com Chiếc xe con màu đen, vào lúc sáng sớm này, nhanh chóng chạy đến. Đường khả hình tay cầm túi sách, từ bãi cỏ xanh mềm mại kia bước tới, cấp tốc đi ra khỏi cổng hoa, chui vào xe, liền ngẩng đầu nhìn về phía tài xế, nhanh chóng nói, về khách sạn. Nhanh lên. Vâng, tài xế vội vã đạp số, nhanh chóng lái xe, chạy về phía trước. Trong lòng đường khả hinh lại một trận run sợ cầm di động, dừng ở bên miệng, đôi mắt lóe lên nhớ lại tối qua mình cùng Trang Hạo Nhiên thâm tình ôm hôn, thậm chí không chỉ một lần nhớ lại, anh ôm mình ngồi trên đùi, lúc đang nồng nhiệt hôn mình, còn kích động lòng người mà vuốt ve, cô thở dài một hơi, nghĩ rốt cuộc mình bị sao vậy. Vừa hối hận mình tối hôm qua nhất thời xúc động, vừa nghĩ mình trước khi mất trí nhớ, rốt cuộc đã xảy ra quan hệ với ai sao có thể không phải là lần đầu tiên. PS, ai muốn đọc trước 20 chương giá rẻ liên hệ gmail, tttukidmsa.gmail.com Cô cắn ngón tay. Lo lắng nhìn về phía phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa xe, thật khẩn trương nhớ lại vấn đề này. Tài xế dường như ý thức được sắc mặt đường khả hình có gì đó không đúng, liền quan tâm liếc mắt nhìn trong kính xe, hỏi, đường tiểu thư, cô không sao chứ? Không có việc gì, Đường khả hình tiện tay cầm laptop bên cạnh lên, theo thói quen thường ngày, mở máy vi tính, mở mịt thất thần dùng ngón tay chạm nhẹ chuột, di chuyển con trỏ, muốn mở web lên xem tin tức, lại không hiểu sao bỗng nhìn thấy một trang web bên phải có một tiêu đề, viết tổng giám đốc trang hoàn á có niềm vui mới. Gì gì đó, cô nhíu mày hơi cúi thấp đầu, nhìn kỹ tiêu đề kia, xác định trên đó viết về tổng giám đốc trang tập đoàn hoàn á, đêm qua gặp gỡ niềm vui mới, thân phận người đẹp, danh viện người Pháp cũng là nhân viên ngoại giao đệ nhất. Lòng cô lại nhảy dựng lên, tức khắc cảm thấy không thể tin nổi hoạt động ngón tay, di chuyển trên bàn phím, nhẹ nhấn vào, mở trang web này ra, mắt cô trợn tròn nhìn hình ảnh vô cùng rõ nét trên trang bìa, trang hạo nhiên mặc câu phục màu đen ôm lấy Jenny quần áo khêu gợi, đang đứng giữa sàn khiêu vũ trong sòng bạc khách sạn nồng nhiệt khiêu vũ, thậm chí bức hình thứ hai còn là Jenny vây quanh trang hạo nhiên từ phía sau lưng, cùng nhau đứng bên bàn cược, ôn nhu ngọt ngào nhìn đối phương. Chấm ngoặc kép, đường khả hình không thể tin nổi vươn hai tay, giờ cao bàn phím máy vi tính, nhìn hình ảnh, bức hình thứ ba, là hai người cùng nhau tay trong tay đi ra khỏi sòng bài, giống như một cặp tình nhân cuồng nhiệt chìm đắm trong thế giới tình yêu, sau đó tiêu đề lớn nhất lại ghi rõ hai người cùng nhau thân mật rời khỏi sòng bài, đưa người đẹp về nhà. Một đoàn khí nóng, nuôi lửa giận, chậm rãi bay lên. Đường khả hình đột nhiên biến sắc, tức giận đến mức nói không nên lời, chỉ cầm chặt máy vi tính, nhìn về phía ảnh chụp Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng, phong độ đứng giữa sàn nhảy. Lúc ôm lấy Jenny, bộc lộ ánh mắt thâm tình và ôn nhu. Ánh mắt cô lại nhanh chóng lưu chuyển, lồng ngực bắt đầu phập phồng đầy cam phẫn. Nhớ tới lúc sinh nhật anh cùng cô gái khác nhảy múa, vậy mà chính mình cư nhiên tin một tên khốn như thế. Trước lúc nửa đêm, cùng mình ôm hôn, nửa đêm về sáng còn có tinh lực, không thể chờ đợi được mà cùng Jenny ở chung một chỗ. Trang Hạo Nhiên chấm than ngoặc kép, đường khả hình dầm gập mạnh laptop, vẫn nộ quay mặt sang, nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ, viên mắt đỏ bừng tức giận kêu to tên khốn đáng chết. Tôi lại có thể tin anh. Đại sảnh khách sạn Á Châu. Hôm nay tất cả nhân viên đều bàn tán xôn xao, tin tức giải trí lớn nhất trang báo, chính là bức ảnh trang hạo nhiên cùng Jenny hai người ngọt ngào nóng bỏng khiêu vũ ở sòng bài khách sạn. Đều nhỏ giọng nói thì ra tổng giám đốc trang chúng ta và em gái tổng thống cùng một chỗ, cũng khó trách. Dù sao vẫn môn đăng hộ đối, nghe nói vì em gái tổng thống này, ra thế hiển hách. Thế nhưng tôi còn nghe nói, tổng giám đốc trang và thư ký đường cùng một chỗ mà. Đều không phải là tin tức. Chật, cô không nghĩ cũng đừng nghĩ, thư ký đường là ai chứ. Hoàn cảnh gia đình hết sức bình thường, cha ngồi tù, mẹ thì tái giá, nghe nói anh trai chỉ mở một quán cơm trưa, không được tốt lắm, tổng giám đốc trang của chúng ta có thể cùng cô ấy cùng một chỗ sao. Một bàn tay gõ gõ trước quầy Lễ Tân. Ba nhân viên lễ tân cùng sửng sốt ngẩng đầu. Trần Mạn Hồng lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn các cô nói, "Tôi nói, các cô lúc này đi bàn tán chuyện của người khác, còn không bằng rèn luyện kiến thức chuyên môn cho thật tốt, mỗi lần kiểm tra xét duyệt chuyên môn đều không đạt, đều là ba người các cô." Bộ mặt quầy lễ tân đều bị các cô làm cho mất hết. Thảo nào từ Trạch Minh và tôi đều đều muốn lấy dây thừng quấn các cô treo lên ba nhân viên lễ tân lập tức đỏ mặt cúi đầu không dám lên tiếng chật 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 chấm than ngoặc kép trần mạn hồng khinh bị trợn mắt nhìn bọn họ lắc lắc đầu sau đó vung tay cầm lấy quyển tạp chí mà các cô lén giấu đi liếc mắt nhìn đại sảnh cũng không có quá nhiều khách liền nhịn không được mở ra xem cư nhiên nhìn thấy trang hạo nhiên cùng một phụ nữ xinh đẹp gợi cảm nào đó ôm ấp cái ôm ngọt ngào kia còn thiếu không hôn môi nữa thôi mặt cô hơi ngửa lên cũng không thể tin nổi kêu lên một tiếng mẹ kiếp có cần phải khoa trương như vậy không? Đây là mặt trời mọc đằng Tây, hay là tổ tông hiển linh vậy? Còn có chuyện kỳ quái như vậy sao? Quản lý Trần, cô cũng cảm thấy, nhân viên lễ tân tiểu hàm và ái ái cùng nhau nhìn về phía cô, rất sôi nổi muốn tụ họp tám chuyện đôi ba câu. Ai muốn cùng các cô tám chuyện hả? Trần Mạn Hồng thoáng cái cầm tạp chí lên, muốn vung lên ném các cô. Hai người tức khắc không dám nói nữa. Trần Mạn Hồng hung ác chừng mắt nhìn các cô, mới cầm tạp chí rời đi đúng vào lúc này lại nhìn thấy nhã tuệ vẻ mặt khiếp sợ đi vào khách sạn cô lập tức đi qua kêu lên nhã tuệ nhã tuệ còn đang suy nghĩ chuyện tối hôm qua lâm sở nhai và tô lạc hoành ôm nhau thậm chí cô còn nhìn thấy hai người đàn ông quần áo không chỉnh tề ôm lấy nhau còn cùng nhau kích tình hôn môi hôn môi hôn môi từ dạ dày cô lại cuồn cuộn mặt trong nháy mắt đỏ bừng nhã tuệ chấm than ngoặc kép có người vỗ mạnh bả vai cô a à, nhã tuệ giật mình, tay ấn chặt tim, quay mặt sang, nhìn người đi tới. Cô sao vậy, cũng bị báo chí dọa cho ngơ ngẩn đấy à. Trần Mạn Hồng nhìn về phía cô nở nụ cười. Nhã tuệ thấy là Mạn Hồng, lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, đặt tay lên tim, vuốt nhẹ nhẹ, sắc mặt tái nhợt không hiểu hỏi, báo. Báo viết, báo viết cái gì, đã xảy ra chuyện gì. Trần Mạn Hồng hết nhìn trái lại nhìn phải một chút, mới lặng lẽ đưa quyển tạp chí đến cho cô xem, nói, lần này có người nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội rồi. Nhã tuệ sửng sốt nhận lấy tạp chí, nhìn lướt qua trang hạo nhiên cùng Jenny trên tạp chí, cô tức khắc kinh hãi, nhẹ kêu lên tại sao có thể như vậy. Đúng vậy, tại sao có thể như vậy, Trần Mạn Hồng cũng không thể tin nổi cười rộ lên. Không thể nào, nhã tuệ nhìn mặt trên tạp chí, không dám tin nói, tổng giám đốc trang không phải là người như vậy. Cô không hiểu sao bỗng nhớ tới Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hành hai người đàn ông hôn môi, tim cô phịch một tiếng nhảy dựng lên, vốn cũng nghĩ Lâm Sở Nhai không phải là người như vậy. Lúc này, Lâm Sở Nhai nhanh chóng đi vào đại sảnh khách sạn, lúc này, nhìn quanh quất khắp nơi, rốt cuộc nhìn thấy Nhã Tuệ, anh lập tức khẩn trương chạy tới, gọi, "Lưu quản lý." Nhã Tuệ lập tức cầm tạp chí ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Sở Nhai đang khẩn trương đi tới, dạ dày cô lại một trận cồn cào, lập tức lấy tay che miệng lại bước nhanh rời khỏi. Nhã tuệ, em nghe anh giải thích, chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Trần Mạn Hồng, bước nhanh đi tới trước mặt cô, nắm được cổ tay cô. Anh buông tay, chấm than ngoặc kép, tay nhã tuệ lập tức hệt như bị rắn cắn, cả người ngứa ngáy tê liệt, sợ đến mặt đỏ bừng lên, giấy mạnh ra, cũng nhanh chóng đi phía trước muốn chạy trốn. chương 773, Hiểu lầm. Sau vườn hoa, nhã tuệ sốt ruột, Khẩn Trương cầm tờ báo trên tay, đi nhanh về phía trước. "Nhã Tuệ, em nghe anh nói, tối hôm qua thật sự là một hiểu lầm." Lâm Sở Nhai vô cùng khẩn trương đuổi theo phía sau, lại nắm lấy cổ tay cô một lần nữa, kéo cơ thể của cô dựa vào một thân cây đại thụ gần đó, thở gấp nói, "Em hãy tin anh. Anh và Lạc Hoành khẳng định không xảy ra chuyện gì cả." "Em nghĩ xem trước đây anh rất phong lưu, đã ôm bao nhiêu cô gái. Sao có khả năng có chuyện đó được?" Nhã Tuệ xấu hổ, mặt đỏ đến tận mang tai, lưng vẫn dán chặt vào thân cây đại thụ như cũ, cố ý cách xa lâm sở nhai một chút mới nhỏ giọng lầu bầu nói, tôi, tôi, tôi biết, anh vẫn có hứng thú đối với con gái. Vậy là sao, lâm sở nhai nặng nề nói một tiếng. Nhưng anh cũng có hứng thú đối với đàn ông, nhã tuệ nói xong, lại cảm thấy một trận buồn nôn. Không có, chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai lại gấp gáp giải thích, nói em nghe anh nói. Hôm qua thật sự là có nguyên nhân, bọn anh vì giúp đỡ lão đại mới cố ý đóng kịch như vậy. Nhã Tuệ nghe lời này, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Sở Nhai, trong lòng run run, khẩn trương hỏi, anh nói anh và phó tổng giám đốc Tô ở cùng một chỗ là do diễn kịch. Đúng, Lâm Sở Nhai vội vã gật đầu nói. Nhã Tuệ có phần không hiểu, nghẹn ngào nói, thế nhưng nếu có một ngày tôi và Khả Hinh ở cùng một chỗ để cứu ai, ở trong phòng làm một số chuyện khác đều được vì sao nhất định phải ôm ấp cùng một chỗ cởi quần áo hôn môi đâu lâm sở nhai nhất thời im lặng nuốt nước bọt nhìn nhã tuệ nhã tuệ nói đến đây mặt cô đỏ lên vốn là một cô gái có nội tâm mềm mại chỉ cúi đầu không nhịn được nhìn xung quanh mới lúng túng nói hai người làm như vậy là có nguyên nhân hay là bởi vì bản thân hai người đã có khuynh hướng như vậy có ý nghĩ cảm giác xúc động như vậy không phải lâm sở nhai thật sự muốn nhảy xuống sông hoàng hà anh gần như dậm chân kêu to, chúng ta không phải luôn luôn quen nói đùa với nhau sao? Em xem anh và Tào Anh Kiệt không phải cũng đùa với nhau như vậy sao? Chẳng lẽ anh và Tào Anh Kiệt cũng như vậy? Này, việc này cũng không đúng, nhã tuệ nói xong, mặt đỏ lên, đẩy lâm sở nhai ra, trong nháy mắt chạy trốn. Hai, lâm sở nhai bất đắc dĩ đứng tại chỗ, nhìn về phía bóng dáng nhã tuệ đang chạy trốn, vẻ mặt lo lắng. Trần Mạn Hồng trốn ở một góc sau vườn hoa, Nghe hai người nhã tuệ và lâm sở nhai cãi nhau, cô lập tức lấy tay che miệng, sợ đến thất kinh kêu lên, mẹ ơi. Không thể nào. Bà xã, em làm gì ở đây vậy? Lúc này, Tào Anh Kiệt vừa mới đi làm, nhìn thấy bà xã đang đứng lén lút ở chỗ này, liền kỳ quái hỏi có chuyện gì xảy ra vậy. Trần Mạn Hồng nhất thời khẩn trương nhìn về phía Tào Anh Kiệt, tức giận nói, anh nói xem, lúc đó anh cưới em có phải bởi vì anh thích đàn ông, là để tìm cơ hội ở cùng một chỗ với bọn họ phải không tào anh kiệt há hốc mồm nhìn về phía trần mạn hồng sợ đến mức suy nghĩ đều sai lệch nói em lại phát điên gì đấy ở đâu ra có loại suy nghĩ này cái gì mà lại điên anh thấy em rất thường xuyên nổi điên sao em lớn hơn anh mấy tuổi thì thế nào như vậy thì anh có thể tùy tiện lừa gạt tình cảm của em sao nói đi rốt cuộc anh lén phén cùng tô lạc hoành hay lén phén cùng lâm sở nhai Trần Mạn Hồng khẩn trương vươn tay, chỉ vào ông xã, kêu lên, chẳng lẽ là cả hai? Tào Anh Kiệt nghe lời này, thật sự chịu không nổi, nhảy lên nói, đừng nói bừa. Mỗi buổi tối anh đều hầu hạ em rất tốt, làm sao có thể thích đàn ông được. Anh thích đàn ông, anh thích uốn cong như thế? Trần Mạn Hồng tức giận, nói thêm một câu, thích đàn ông, càng muốn mạnh mẽ hơn. Em cảnh cáo anh, mau chóng thừa nhận cho em, là cùng Lâm Sở Nhai hay là Tô Lạc Hoành. Không có đùa giỡn cái gì, anh thích một người phụ nữ, và muốn chăm sóc bà xã thật tốt, còn muốn đàn ông làm gì. Tào Anh Kiệt vô cùng tức giận xoay người, đi vào bên trong công ty. Anh đứng lại đó cho em, nếu anh đi thêm 2 mét nữa, chúng ta liền ly hôn, Trần Mạn Hồng hướng tới bóng lưng của anh kêu to. Anh đi thêm 200 mét, em có thể làm gì được anh, Tào Anh Kiệt bị chọc tức, đi nhanh về hướng công ty, ai biết vẫn chưa đi đến lớn đường, liền nghe đến Tô Lạc Hoành vô cùng sốt ruột gọi, này. Cô nghe tôi giải thích. Lại giải thích, Tào Anh Kiệt nghe nói như thế, đau cả đầu, đi phía trước nhìn xem rốt cuộc là ai. Tiêu đồng vô cùng tức giận đi về phía trước, gương mặt căng thẳng, dáng vẻ như muốn giết người. Tô Lạc Hoành nhanh chóng đi về phía trước, thoáng cái nắm lấy tay tiêu đồng, vội vã giải thích, ôi, bà cô của tôi ơi, ngay cả tôi mà cô cũng không tin sao. Hôm qua thật sự không phải tôi cố ý, cũng bởi vì sự tình khẩn cấp thôi, cô cũng biết mà. PS, ai muốn đọc trước 20 chương giá rẻ liên hệ gmail, tttukidmsa.gmail.com Sự tình khẩn cấp, tiêu đồng nhanh chóng hất tay của anh ra, xoay người, tức giận nhìn anh, kêu lên, sự tình khẩn cấp, anh có thể bảo tôi tránh đi. Tối hôm là ai đã nói ăn nhạt miệng, bảo tôi đi nấu chè để uống. Từ lúc tôi tiến vào hoàn á, tôi dường như trở thành nô lệ cho mấy người, thứ hai hầu hạ cái này, thứ ba hầu hạ cái kia, thứ bảy chủ nhật còn muốn cùng các người đi chơi. Khi tôi sinh ra đã không có cha nuôi dưỡng, là các anh đã cho tôi uống sữa sao? Tôi không có ngực, thế nào cho cô uống sữa, tô lạc hoành gấp đến độ lời này cũng nói được. Anh không có sao, tiêu đồng vươn tay, thoáng cái chỉ vào lồng ngực vững chắc bên trái của tô lạc hoành, tức giận đến kêu to lên, anh không có tuyến sữa, không có. Ôi, không nên tức giận, cô rất rộng lượng mà, Tô Lạc Hoành lại bất đắc dĩ nói, "Tiêu Đồng, cô tha thứ cho tôi đi. Chúng ta không phải luôn luôn là anh em sao?" Tiêu Đồng vừa nghe lời này, liền hạ hỏa, đi phía trước một bước nhìn về phía hắn kêu to lên, chính bởi vì là anh em mới tức giận. "Mỗi ngày các anh đều nói phụ nữ như quần áo, anh em là tay chân. Vậy tôi được tính là gì? Tôi cái gì cũng không phải." Khi tức giận, liền đẩy tôi ngã xuống mặt đất, khiến cho cả bát chè và điểm tâm đổ hết lên người tôi. Tôi thật sự là hèn hạ, cứ như vậy coi các người là anh em, không có người nào chân chính coi tôi là phụ nữ, chỉ có Lãnh Mặc Hàn thỉnh thoảng còn nhớ tới, ngày 28 mỗi tháng tôi tới kỳ kinh nguyệt. Tiêu Đồng càng nói càng ủy khuất, khóc nấc lên, che mặt chạy đi. "Tiêu Đồng, Tô Lạc Hoành bất đắc dĩ gọi cô, nói đừng có tức giận nữa." Tại sao mấy người lại như vậy, lão tử chịu không nổi. Tào Anh Kiệt không nhịn được tức giận đi tới nhìn về phía Tô Lạc Hoành bất đắc dĩ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng nói nữa, chấm than ngoặc kép, Tô Lạc Hoành thở dốc xoay người, nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, hắn đột nhiên sửng sốt nói, lão đại đâu rồi? Tôi cũng không biết, Tào Anh Kiệt cũng kỳ quái nói, chẳng lẽ? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Không có khả năng, Tô Lạc Hoành kỳ quái nói, tối hôm qua tôi rõ ràng nhìn thấy lão đại thoát ra ngoài an toàn rồi, tôi mới tắt máy tính. Liều chết can thiệp vào chuyện này, lão đại làm sao có thể xảy ra chuyện. Không phải là ở nhà cùng khả hình đấy chứ. Sẽ không đâu, hôm nay còn muốn mở một hội nghị trọng yếu, lão đại chưa bao giờ vì việc tư mà vắng mặt tại hội nghị lớn như thế này. Tào Anh Kiệt vừa mới dứt lời, cũng đã nhìn thấy thư ký trưởng lo lắng đi ra từ phía trước, dặn dò phó trợ lý, thông báo đến tất cả các cán bộ cấp cao và tập đoàn Á Châu, nói rằng phu nhân chủ tịch đột nhiên té xỉu, lùi giờ họp lại 30 phút. Vâng, thư ký nghe xong lập tức xoay người đi về phía trước. Mẹ Trang đã xảy ra chuyện gì? Tào Anh Kiệt nghe lời này, há hốc mồm hỏi. Tô Lạc Hoành cũng không hiểu lắc đầu. PS, ai muốn đọc trước 20 chương giá rẻ liên hệ gmail, tttukidmsa.gmail.com Phòng Tổng thống Trang tính vũ lo lắng tiến vào, cũng đã nhìn thấy phòng khách xa hoa, lúc bình thường rất rực rỡ muôn màu với đủ loại đồ dùng quý giá cùng những bức danh họa cổ, giờ toàn bộ là những tờ báo có hình trang hạo nhiên và Jenny thân mật buổi tối hôm qua ở sòng bạc, còn một số lại in ra từ trong máy tính. Ông há hốc mồm nhìn tiêu đề to đùng trên mặt báo, bày ra như vậy nhìn thấy mà giật mình, giống như muốn đòi nợ, chỉ thiếu chút nữa là đổ dầu, giết người phóng hỏa. Ông nhìn về hướng dì Chu và chị Lý mỗi người đều khẩn trương nhìn về phía mình, kêu lên, lão ra, ông mau vào xem phu nhân. Đồ xúc sinh, chấm than ngoặc kép, trang tính vỗ nghiến răng nghiến lợi nghĩ, liền mới xoay người nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Ân Nguyệt Dung mặc chiếc váy dài gen si phông màu trắng, trên trán đắp một chiếc khăn mặt giống người bị sốt, cả người rên lên, tên xúc sinh đáng chết này, dám đối xử với tôi như vậy. Bà xã, trang tính vũ lập tức đi qua, đau lòng ngồi bên giường, tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Ân Nguyệt Dung, nhìn về phía bà lâu lâu mới ngã bệnh một lần, tức giận đến sắc mặt trắng bệch, khẩn trương đau lòng nói, bà làm sao vậy? Không nên tức giận, Thầy thuốc đều nói bà tức giận đến nỗi máu không lưu thông, thiếu chút nữa là xảy ra chuyện rồi. Tên súc sinh đáng chết, gương mặt Ân Nguyệt Dung tràn đầy tức giận cùng bệnh tình, thở dốc liên tục, hai mắt run run oán hận nói, thật là đã nuôi lớn một tên súc sinh. Dám làm ra loại chuyện xấu hổ mất mặt này, nếu như bởi vì chuyện này, khả hinh không chịu tha thứ cho nó, tôi cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho nó. Bà xã, bà không nên tức giận, đứa nhỏ này để tôi giáo huấn nó bà nghỉ ngơi cho tốt đã trang tính vỗ đau lòng nhìn bà xã bất luận có chuyện gì cũng vô cùng yêu thương ân nguyệt dung liên thở gấp mấy phần khó chịu đau lòng đột nhiên ngẩng đầu lên nuốt khan nơi cổ họng yếu ớt gọi dì chu vâng phu nhân có chuyện gì dặn dò dì chu lập tức khẩn trương đi tới nhìn về phía ân nguyệt dung hỏi đem cây gậy bóng chày mà ta và con gái thường chơi ngày trước ra đưa cho khả hinh Nói rằng cái tên Súc Sinh kia, cho khả hinh tùy ý xử phạt. Đánh chết cũng không cần nói cho ta biết." Ân Nguyệt Dung nói hết lời, cũng đã nằm xuống giường, một dáng vẻ muốn chết luôn cho xong. Một chiếc xe con màu đen phanh gấp trước cửa khách sạn. Đường Khả Hinh nổi giận đùng đùng mặc chiếc áo sơ mi cao cổ màu đen, quần đùi màu đỏ hồng, một đôi giày cao gót màu đen, tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch, phịch một tiếng đóng cửa lại. Nhân viên lễ tân nhịn không được ngẩng đầu nhìn ra đường khả hình cắn chặt răng kèn kẹt ôm tư liệu bước nhanh vào đại sảnh khách sạn hôm nay có một hội nghị quan trọng ở hoàn cầu chính mình muốn dùng thân phận thư ký của trang hảo nhiên tham gia hội nghị một bên hai mắt cô lưu chuyển mạnh mẽ đi về phía trước một bên tức giận đến nỗi ngực phập phồng cô liền nhớ tới việc làm của trang hảo nhiên vừa nãy tiện tay không cẩn thận nhấn số điện thoại di động của anh lại có thể tắt máy tắt máy đường khả hình nghĩ tới đây lại như gió đi về phía trước vừa đi vừa thở dốc suy nghĩ, Trang Hạo Nhiên. Em mà nói chuyện với anh một câu nữa, em sẽ không phải là người. Mặc kệ thời gian có qua đi, có vài người, có một số việc, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Sảnh số một hoàn á. Nghe tin phu nhân chủ tịch đã xảy ra chuyện, chủ tịch Trang muốn tạm thời rời khỏi, trước tiên đi xem phu nhân, hội nghị tạm thời rời lại 30 phút. Mọi người đều nhao nhao bàn luận về chuyện này. Phòng nghỉ VIP, Tưởng Thiên Lỗi ngồi trên ghế sofa, tay cầm tờ báo, nhìn ảnh chụp của Trang Hạo Nhiên và Jenny, hai chồng mắt lóe ra ý cười, cuối cùng không nhịn được cúi đầu, nặng nề thở ra, im lặng không lên tiếng. Tưởng Vĩ quốc lạnh lùng ngồi ở đầu bên kia trên sofa, trầm mặt nói: Con cái không dậy, người làm cha mẹ có lỗi. Từ trước đến nay, Tĩnh Vũ là người thật thà nhân hậu, làm sao lại nuôi dưỡng ra đứa con trai như thế này? Tưởng Thiên Lỗi chỉ là nhìn qua ảnh chụp trên báo mỉm cười không nói lời nào. Bây giờ đối với đứa bé khả hình này, ta càng ngày càng hài lòng. Tưởng Vĩ Quốc nhàn nhạt nói, nhưng nếu như, con đã không có tâm tư như thế, cố gắng hết sức, sẽ không muốn nhân lúc này, bèo nước đục thả câu. Tưởng Thiên Lỗi hơi nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía cha mình. Tiếng gõ cửa vang lên. Thư ký nhanh chóng đi tới, mỉm cười nói, Chủ tịch, Tổng Giám Đốc, hội nghị sắp bắt đầu, Tổng Giám Đốc Trang còn chưa tới. Chủ tịch Trang nói không cần phải chờ. Vốn là không nên chờ, nhà bọn họ đều bận rộn, Tưởng Vĩ quốc lạnh lùng đứng lên, đi ra ngoài. Tưởng Thiên lỗi một lần nữa liếc mắt nhìn qua nội dung tờ báo, liền tiện tay để xuống, cũng đứng lên đi về phía trước. Cửa thang máy mở ra. Đường Khả hình bước nhanh ra, ngẩng đầu liền nhìn thấy đông đảo các vị lãnh đạo cấp cao nhau nhau đi vào phòng hội nghị, còn đang vừa nói vừa cười bàn về xì căng đan của Trang Hạo Nhiên, sắc mặt của cô tối sầm lập tức ôm văn kiện đi qua, lại nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đi tới trước mặt, cô lập tức dừng bước, cúi đầu kính trọng kêu nhỏ: "Tổng giám đốc." Tưởng Thiên Lỗi dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt bình tĩnh của cô, do so dự mấy phần hỏi: "Em có khỏe không?" "Ách, Đường Khả Hinh mặc dù có vài phần nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời: "Rất tốt." Tưởng Thiên Lỗi lại liếc nhìn cô một cái, mới gật đầu quay người tiến vào phòng hội nghị. Đường Khả Hinh cũng nhanh chóng đi vào phòng hội nghị ngẩng đầu nhìn về phía hai chiếc ghế đầu dành cho tổng giám đốc, chỉ thấy một mình tưởng thiên lỗi ngồi, cô lập tức cắn răng tức giận mắng người đàn ông kia một chút, mới ôm văn kiện đi qua, ngồi xuống, lại phát hiện tiêu đồng một bên mở máy tính chỉnh lý tư liệu, một bên khịt chiếc mũi đỏ bừng chôn rất khổ sở. Cô nghi ngờ đặt máy tính của mình xuống, để văn kiện xuống, lấy bút máy ra, hỏi tiêu đồng. Cô làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ là tin lầm đàn ông, tiêu đồng nói hết lời, mở máy tính ra, thình lình nhìn thấy bản út xuất hiện trên màn hình, ba từ đơn từ trước to tướng hiện lên. Đường khả Hinh nhìn thấy ba từ này lập tức kinh hãi. Phòng hội nghị dần dần yên tĩnh trở lại, trang tính vũ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn vị trí tổng giám đốc chống trơn của con trai mình, mặt lạnh nói không cần đợi tên xúc sinh kia. Hội nghị bắt đầu đi, qua hôm nay, đem tất cả vốn lưu động của nó, toàn bộ dừng lại cho ta. Thư ký trưởng nhìn ông một cái, liền phải gật đầu nói, vâng sau hội nghị, tôi lập tức sắp xếp. Cô nói xong, liền đứng lên, nhìn về phía mọi người nói, xin lỗi, các vị, bởi vì Tổng Giám Đốc Trang có chuyện quan trọng, cho nên không thể. Phịch một tiếng cánh cửa bị mở ra, truyền đến một tiếng cười nói, xin lỗi các vị, tôi tới trễ. Tất cả mọi người cùng nhau ngẩng đầu, cả người quay lại. Trang hạo nhiên mặc bộ âu phục màu xám bạc, bên trong mặc chiếc áo sơ mi màu lục nhạt, trên vạt áo kẹp một chiếc châm hoa cũng màu lục nhạt, phong thái yêu nhã đi tới, tươi cười nhìn mọi người nói các vị tới sớm. Trong nháy mắt đường khả hình nhìn thấy anh, lập tức nghiến răng nghiến lợi, cây bút máy trong tay, phượt một tiếng, đứt làm đôi. chương 774 của cậu cũng là của tôi. Trang tính vũ lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn về phía con trai đang nhanh chóng đi tới vị trí tổng giám đốc, vẻ mặt không chút lưu tình, nói tới chậm thì đừng tới. Trang hạo nhiên vừa muốn ngồi xuống vị trí của mình, nhìn về cha mình ngồi bên dưới, đột nhiên sửng sốt. Toàn bộ mọi người trong phòng hội nghị, nhao nhao cúi đầu nhịn cười, có người còn giả bộ ho khan vài cái. Tưởng thiên lỗi cũng nhịn không được nữa cúi đầu mỉm cười. Trang hạo nhiên đầu tiên là nhìn mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt dừng lại ở vị trí của đường khả hinh đang lãnh đạm ngồi ở đầu bên kia, rồi mới thẳng thắn nở nụ cười ngồi xuống, cởi bỏ nút thắt âu phục, sau đó tiêu sái tiếp nhận văn kiện tiêu đồng đưa tới, thản nhiên nói tại sao lại có thể không đến chứ. Đây chính là hội nghị trọng đại của tập đoàn hoàn cầu chúng ta, tôi nghĩ mọi người đã chờ tôi rất lâu, hẳn là bàn luận về xì si căng đan tối qua đi. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía anh. Lâm Sở Nhai mấy người cũng đồng thời kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Đường Khả Hinh thở không ra hơi, đem đoạn bút máy đang cầm, vung tay ném vào thùng rác, mở máy vi tính, tức giận đến không thở được. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người tươi cười nói, là một tổng giám đốc không phải chỉ cần có phong phạm của một vị lãnh đạo, ngẫu nhiên cũng phải có chút tin tức làm trò tiêu khiển cho mọi người, điều này cũng không có lỗi. Chỉ là mọi người cũng không nên tưởng thật, có đôi khi, những cái mọi người được xem cũng không chắc là sự thật, chưa chắc có thể tin được. Một đôi tai thỏ, cũng có thể xoay vận thành một đoàn, cũng có thể chỉ là một đám hoa dại bên đường A sao sao. Sao sao ý chỉ tin đồn nhảm, không đúng sự thật. Mọi người nhìn nhau cười rộ lên, bầu không khí trong nháy mắt trở lên hòa hợp hơn. Tưởng thiên lỗi quay mặt sang, khinh bỉ nhìn người này. Trang hạo nhiên cũng quay mặt sang, tràn đầy thâm tình nhìn về phía tưởng thiên lỗi, còn kém không bắt tay anh, thổ lộ, sao thế? Tình yêu, cậu ghen nha. Đừng buồn nôn như vậy, hy vọng hôm nay cậu có thể nhảy vào sông Hoàng Hà, để rửa sạch hiểu lầm kia. Tưởng thiên lỗi chậm rãi mở văn kiện, không thèm để ý đến anh. Trang hạo nhiên nghe xong, nhịn không được quay đầu, nhìn về phía đường khả hình bên dưới. Đường khả hình vẻ mặt lạnh nhạt, mở văn kiện, quay sang tiêu đồng ngồi bên cạnh mượn bút máy, cầm về, chuẩn bị ghi chép nội dung trong văn kiện. Thư ký đường, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên mở văn kiện, cười như không cười gọi cô. Vâng. Đường khả hình nghe thấy Trang Hạo Nhiên gọi cô, không còn cách nào khác, đành phải tôn kính đứng lên. Để cho cô chuẩn bị tốt tư liệu về rượu đỏ, đã mang tới chưa? Trang Hạo Nhiên cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Đã mang đến, đường khả hình tức giận trả lời. Mang lên cho tôi nhìn, Trang Hạo Nhiên không tiếng động phân phó. Đường khả hình nghiến chặt răng vang lên những tiếng ken két, nhưng vẫn là vẻ mặt không cam lòng không tình nguyện chỉnh lý lại tư liệu về rượu đỏ, thành một tập, ở trước mặt bao người, rời khỏi chỗ ngồi, bước lên ba bậc cầu thang, đưa đến bên cạnh Trang Hạo Nhiên, nói tổng giám đốc, văn kiện mà ngài muốn. Trang Hạo Nhiên chuyển hướng ghế ra, xoay người, hai chồng mắt nóng bỏng nhìn về phía vẻ mặt tức giận của thiếu nữ trên mặt tràn đầy ý cười ôn nhu hỏi đều đã chuẩn bị xong rồi chuẩn bị xong, đường khả hình dừng lại gần bên anh lại người thấy được mùi hương nước hoa tản mát ra từ cơ thể người đàn ông nhà mình người này thế nhưng còn có thời gian để về nhà trang hạo nhiên đầy thâm ý liếc nhìn cô một cái mới vươn tay tiếp nhận văn kiện trong tay cô ngón tay đặt phía dưới văn kiện nhẹ sượt qua ngón tay nhỏ bé của cô nói cảm ơn tối hôm qua nhất định đã rất mệt rồi lại còn bắt cô phải chỉnh sửa văn kiện này đường khả hinh hai mắt lóe ra những tia sáng cô thật sẽ đem hàm răng của mình cắn nát mất cực khổ rồi về vị trí đi trang hạo nhiên cầm văn kiện xoay người chuyên tâm nhìn nội dung đường khả hinh trừng anh một cái rồi mới xoay người mặt lạnh đi trở về vị trí của mình trang hạo nhiên lúc này mới nhấc mí mắt nhìn bóng lưng của cô tưởng thiên lối cũng ngồi ở một bên hai mắt lưu chuyển nhìn về phía hai người bọn họ hội nghị bắt đầu đi đã dừng lại không ít thời gian rồi trang tính vũ làm chủ tịch hoàn á chủ trì hội nghị phân phó thư ký nói thư ký trưởng nghe xong liền lập tức đứng lên nhìn về phía mọi người mỉm cười nói hội nghị bắt đầu mọi người nhao nhao mở văn kiện phòng học trong khoảnh khắc an tĩnh trở lại trưởng phòng rượu vụ hoàn cầu lập tức đứng lên nhìn về phía mọi người giơ văn kiện trong tay lên hướng mọi người tuyên bố, đối với vòng đấu thầu đất thứ nhất để xây dựng trang trại rượu mới Á Châu đã bắt đầu. Hoàn cầu chúng ta kỳ vọng vào tập đoàn Hoàn Á có thể cạnh tranh được mảnh đất phía nam tổ quốc một vạn mẫu. Chỉ là hiện nay, chúng ta mới chỉ lấy được 20% khế ước đất từ tập đoàn tài chính do người bán cho phép. Còn có 80% đất đều rơi vào trong tay nhà họ Chu, thế nhưng tôi xem cậu ta dường như không có ý định muốn bán miếng đất này cùng chúng ta hợp tác. Tưởng Vĩ quốc lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn về phía trưởng phòng rượu vụ nói, nghe nói Hàn thị cũng có ý muốn đầu tư vào thị trường rượu đỏ, người nọ có thể hay không cũng sẽ trở thành đối thủ của tập đoàn Hoàn Cầu chúng ta. Hoàn toàn có thể, trưởng phòng rượu vụ tức khắc nói, hơn nữa tôi đã nhận được tin tức xác thực rằng, cậu ta đang chuẩn bị bắt tay vào làm, điều tra tư liệu những nhà muốn bán đất ở khắp nơi. Đường Khả Hinh nhìn tư liệu này, cũng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trưởng phòng rượu vụ, nghĩ lại chuyện này. Trang Hạo Nhiên ngồi ở vị trí chủ vị, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía cô. Trang tính Vũ nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn về phía bộ trưởng rượu vụ nói, nhiều thế hệ hoàn cầu chúng ta lấy nghiệp kinh doanh khách sạn là việc chính, nếu như về phương án cạnh tranh thì thật không sợ, nhưng vấn đề chính là phương diện tiền vốn, có thể sẽ có chút khó giải quyết. Tổng Giám Đốc Trang thấy thế nào? Trang Hạo Nhiên vẫn như cũng nhìn cô. Toàn bộ phòng hội nghị là một mảnh yên tĩnh. Trang tính vũ nhíu mày nhìn về bộ dáng trang hạo nhiên đang thất hồn lạc phách kia, quát nhẹ một tiếng tổng giám đốc trang. À, trang hạo nhiên lập tức lấy lại tinh thần, có chút không hiểu nhìn về phía cha mình. Tất cả mọi người đều mỉm cười nhìn về phía anh. Tưởng thiên lỗi cũng quay mặt sang, nhìn cái nhân vật này. Hỏi anh trả lời, chấm than ngoặc kép, trang tính vô tức giận nhìn về phía con trai, lại quát nhẹ, vấn đề tiền vốn gặp khó khăn, anh nghĩ như thế nào? Đường Khả Hinh cũng tức giận nhìn người này. Ách, Trang Hạo Nhiên điều chỉnh lại sắc mặt, ngồi thẳng người, mở văn kiện Đường Khả Hinh đã chỉnh sửa ra, xem lướt qua một cái, mới tươi cười nói, tập đoàn hoàn cầu chúng ta cùng tập đoàn tài chính Hàn Thị, đều là tập đoàn có tiền vốn hùng hậu, nhưng chúng ta là kinh doanh khách sạn. Đầu tiên tiền vốn liền sẽ không phải là vấn đề, phương án mới là vấn đề chủ yếu. Thư ký Đường đã đưa cho tôi tư liệu đã chỉnh sửa, có thể thấy được, tập đoàn chúng ta đang cùng các trang trại rượu tập đoàn Á Châu có qua lại cùng hợp tác. Về điểm này, có thể cho chúng ta biết được phương án đầu tư chính xác một chút. Tổng giám đốc Hàn đã đi trước chúng ta một bước, trước khi có phương án đấu thầu, đã chủ động xuất kích. Chúng ta thì không cần làm như vậy. Vì sao? Tưởng Vĩ Quốc ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc cười rộ lên nói, vì sao ta lại không liên hệ với người bán? Bởi vì người bán vốn không muốn, ai ra tay trước, người đó sẽ thành người thứ nhất người bán không kiên nhẫn. Mọi người đều đang suy nghĩ về vấn đề này. Đường Khả Hinh cũng đã đến nghĩ vấn đề này. Tưởng Thiên Lỗi ngược lại đưa ra ý kiến, nói nếu như người nọ muốn một kích phải chúng thì sao? Không có khả năng, Trang Hạo Nhiên cười nói, khu đất kia ở nơi đó mấy chục năm, cũng không có người động đến. Chẳng lẽ khu đất này ở đấy, thiếu người mua? mọi người đều không lên tiếng. Cho nên, lần này nhất định phải chắc chắn, đợi khi người nọ không nhịn được nữa, chúng ta mới ra tay. Chấm than ngoặc kép, Trang hạo nhiên tươi cười nói xong, mới đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn tưởng thiên lỗi nói, đúng rồi, tổng giám đốc tưởng. Nghe nói, cậu cũng có ý định cùng tôi tranh một vạn mẫu đất này. Mọi người cùng ngẩng đầu, nhìn về phía bọn họ. Tưởng thiên lỗi mỉm cười quay đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, của cậu thì không phải của tôi sao? Ai nói vậy, hồi bé cậu diễn Tân Lang, tôi diễn Tân Nương. Bình thường phụ nữ không phải hay có câu, của anh chính là của em. Còn của em là của em. Sao, Trang Hạo Nhiên cười rộ lên nói. Toàn bộ phòng hội nghị là một mảnh tiếng cười vang lên. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tính Vũ cũng nhịn không được cười rộ lên. Cậu tối hôm qua nháo thành xì căng đan như vậy, cũng khó trách biết được mấy thể loại tục ngữ thế gian này, thì ra là mốt thời thường. Tưởng Thiên Lỗi cười nhạt nói, ha ha ha. Trang Hạo Nhiên nhịn không được vừa khép lại văn kiện, vừa cười nhìn anh nói, tổng giám đốc tưởng của chúng ta càng lúc càng khôi hài rồi, thật không dám a. À. Để duy trì mối quan hệ tốt đẹp này, hoàn cầu chúng ta có quy định, chỉ có việc kinh doanh rượu đỏ, hai tập đoàn chúng ta mới có thể đứng trên cùng một mặt trận. Khu đất này, hoặc sẽ là của cậu, hoặc chính là của tôi. Tưởng thiên lối quay mặt sang, đôi con người chậm rãi xẹt qua một tia sáng, nhìn anh nói cậu đã lấy được mảnh đất kia, còn muốn nữa sao? Nào có người ngại nhiều đất a? À? trang viên bác dịch bên kia cũng là của cậu rồi. Tôi nhìn mà không hâm mộ cũng không được, hoàn á chúng ta liền thua ở trang trại rượu đỏ của mấy người. Trang hạo nhiên cười nói, vậy cậu liền cố gắng lên đi, tưởng thiên lối nhàn nhạt khép lại văn kiện, cả người là tư thái của người thắng cuộc. Tổng giám đốc Trang sâu sắc nhìn anh một cái, cũng liền cười theo. Đường Khả Hinh nghe xong, kìm lòng không được ngẩng đầu, nhìn về phía hai người bọn họ. Hội nghị tiến hành kéo dài ước lượng khoảng sau hai tiếng đồng hồ mới thực sự kết thúc. Mọi người đều một trận thở phào nhẹ nhóm, thi nhau vươn vai, rồi mới cùng đồng nghiệp vừa nói vừa cười đứng lên. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tính Vũ cũng cùng mọi người đi xuống, đi ra bên ngoài. Trang Hạo Nhiên một bên lưu lại trò chuyện một vòng về vấn đề khách sạn dưới nước, một bên ánh mắt lại ngắm tới thư ký bên dưới cùng mọi người. Đường Khả Hinh đã rất nhanh, mặt lạnh thu thập xong văn kiện và máy tích sách tay, ngẩng đầu chừng Trang Hạo Nhiên một cái, rồi ngay lập tức đi ra ngoài. Chuyện này, chúng ta sau này bàn lại, Trang Hạo Nhiên lập tức đứng lên, hơi giơ tay, lập tức vừa cài lại nút thắt âu phục, vừa vội vã đi xuống cầu thang, chạy đến. Tiêu Đồng thoáng cái tay cầm đơn từ trước che ở trước mặt Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt ủy khuất không vui nói, lão đại. Tôi muốn từ chức. Trang Hạo Nhiên vội vàng dừng lại, vừa nhìn bóng dáng đường khả hình ở bên ngoài cửa, vừa kinh ngạc nhìn về phía tiêu đồng hỏi cô nói cái gì. Tôi muốn từ chức, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng ngẩng đầu, nhìn về phía anh, tức giận nói. Đùa cái gì vậy, từ chức cái gì, ngại đồ cưới còn ít sao. Trang Hạo Nhiên kỳ quái nhìn vẻ mặt ủy khuất của cô, tìm đúng trọng tâm hỏi đã xảy ra chuyện gì ai bắt nạt cô tô lạc hoành đẩy tôi chấm than ngoặc kép tiêu đồng ngẩng đầu nhìn về phía anh ủy khuất kêu to cậu ta đẩy cô chấm hỏi ngoặc kép trang hạo nhiên quay mặt sang nhìn tô lạc hoành đã từ chỗ ngồi bên kia nhanh chóng đi qua đây anh lập tức tức giận kêu lên kia thật là một tên xúc sinh vô dụng đẩy cô sao tôi giết chết cậu ta cô không cần từ chức để cậu ta cút đi cho tôi Tiêu Đồng lập tức hủy khuất cúi đầu, cô bị đối xử như nô lệ nhiều năm như vậy hầu hạ những thứ đàn ông như thế này dễ dàng sao? Đến ôm ôm, Trang hạo nhiên nhất thời đem Tiêu Đồng ôm vào trong lòng, vỗ nhẹ phía sau lưng cô nói: đừng khóc, tổng giám nốc tôi làm chủ cho cô, còn không phải là bởi vì lo lắng cho anh nên tối hôm qua tôi mới như vậy với cô ấy. Tô Lạc Hoành vội vã đi tới muốn giải thích, cậu cút xa một chút cho tôi. Chấm than ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên tức giận giơ chân lên đạp anh, nói cậu dám đẩy tiêu đồng của tôi. Trừ của cậu một năm tiền lương. Nào, tôi gần đây ở trên mạng nhìn chúng một căn nhà trọ, ở ngay trung tâm thành phố tầng 10. Tôi liền mua cho cô, hôm khác đến phòng làm việc của tôi lấy chìa khóa. Thật vậy chăng, tiêu đồng trong lòng có chút thoải mái, ngẩng đầu nhìn về phía anh, nghẹn ngào hỏi. Thực sự, cô phải ngoan nha, không được lấy lý do thoái thác từ chức mấy người khốn nạn các cậu tới hầu hạ cô ấy cho tôi. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên chợt quát mấy tên cầm thú, trong lòng thì lại nghĩ về khả hình, rồi lập tức buông tiêu đồng ra, bước nhanh ra khỏi phòng hội nghị, nhìn mọi người đi cũng vừa đúng lúc, anh cắn răng kêu một tiếng, tức khắc nhằm phía đầu kia thang máy đuổi theo mọi người. Bên ngoài khách sạn là những hạt mưa nhỏ bay phấp phới. Đường khả hình đi thật nhanh. Trang hạo nhiên chạy như bay đến xe của mình, Nhanh chóng điều khiển xe, Taipei hướng trụ sở chính Hoàn Cầu mà đi. Tòa cao ốc Hoàn Cầu. PS, ai muốn đọc trước 20 chương giá rẻ liên hệ gmail: t -t -t gmail com Taipei thắng gấp ở trước cửa tòa nhà, Trang Hạo Nhiên xe cũng quên khóa, liền nhanh chóng nhảy xuống xe, chạy lên mấy bậc cầu thang, lấy di động ra, nghe thư ký nói mới biết được Đường Khả Hinh hiện tại đang ở phòng làm việc của mình, anh lập tức thở dốc chạy về phía trước. A à, Tổng giám đốc Trang, ngài tới rồi. Tối hôm qua ngài khiêu vũ xong ngủ ngon chứ. Mấy thư ký trưởng quen thuộc với Trang Hạo Nhiên, cùng anh nói đùa. Còn biết nói đùa à? Lời này nói ra, mọi người sẽ nghĩ đến mấy cô muốn gả cho tôi, hiện đang ghen đấy. Trang Hạo Nhiên đều đùa giỡn mọi người như vây, nhanh chóng nhảy vào thang máy, đè nút đóng cửa lại. Ghét, chấm than ngoặc kép, mấy người thư ký nhìn bóng dáng người đàn ông tri thức đã đi rồi thang máy nhanh chóng đi lên, suốt cuộc dừng lại ở tầng trệt rượu vụ. Trang hạo nhiên lại thở dốc đi ra, mồ hôi đầm đìa chạy về phía trước, rốt cuộc đi tới trước cửa phòng làm việc của đường Khả Hinh, anh cũng không kịp gõ cửa, liền mở khóa cửa, vọt vào, kích động gọi, Khả Hinh. Một nữ trợ lý kinh ngạc khiếp sợ ném đi một quả bóng chảy màu trắng. Đường Khả Hinh đứng ở trung tâm, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên xông tới, hai mắt cô tức giận trừng trừng, cầm gậy bóng chảy, quát to một tiếng, hông thẳng về phía trước. Phanh, chấm than ngoặc kép, bóng chảy vù một tiếng lấy tư thế quán quân bay thẳng về phía trước đánh vỡ cửa sổ thủy tinh bên cạnh trang hạo nhiên, ầm một tiếng nổ mạnh, cửa sổ thủy tinh hoàn toàn vỡ nát, toàn bộ diễn ra ngay trước mặt trang hạo nhiên. Anh bị dọa cho nhảy dựng lên, đứng im tại chỗ động cũng không dám động. chương 775, trục xuất sư môn. Phát bóng, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lại đứng trước cửa phòng làm việc của mình, giờ cây gậy bóng chảy lên cao, lại muốn dùng sức trở đánh bóng. Trang hạo nhiên cũng không dám động đậy, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, liếc về phía trợ lý. Trợ lý đứng một bên, trong tay cầm một quả bóng chảy to, vẻ mặt khó xử liếc nhìn về phía trang hạo nhiên, làm sao bây giờ? Cả hai đều là chủ. Đường khả hình tay cầm gậy bóng chảy, trong nháy mắt nhìn về phía trợ lý, vẻ mặt nổi giận đùng đùng kêu lên, cô thất thần làm cái gì? Không phải kêu cô phát bóng sao? không muốn làm phải không? Trợ lý lập tức giật mình, cắn chặt môi dưới, tim đập thình thịch, đang do dự có nên phát hay không. Khả Hinh, em nghe anh giải thích, anh, anh, anh là bởi vì có chút việc, tối hôm qua mới ra. Trang Hạo Nhiên lập tức khẩn trương giải thích, từ sau khi phát hiện uy lực đánh bi ra của Đường Khả Hinh, anh bỗng cảm thấy trên người cô không biết còn bao nhiêu thứ mà mình không thể hiểu, ví dụ như cô rất có khả năng là quán quân bóng chảy thế giới, một gậy kia giáng xuống, cũng không phải chuyện đùa. Tôi đương nhiên biết anh có việc, nếu không phát bóng, cuối năm sẽ không đánh giá hiệu quả công việc của cô. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình không muốn nghe giải thích, lại vung gậy bóng chảy lên, nhìn về phía trang hạo nhiên, tức giận kêu lên. Một quả bóng chảy màu trắng ngay tức khắc bay đến. Bụp, đường khả hình lập tức vung gậy bóng chảy lên, nhắm chuẩn vị trí bóng chảy rơi xuống, nhớ tới lúc trang hạo nhiên dậy mình bắn tên, đã nói muốn bắn trúng mục tiêu di chuyển, nên phóng ra cách mục tiêu trước mắt gần 3cm, cô lại một trận điên cuồng, cầm cây gậy kia cách 3cm, thuận lợi đánh trúng quả bóng chảy, bịch một tiếng, bóng chảy thanh thúy lại như đạn bắn ra ngoài. Trang hạo nhiên trợn mắt nhìn, lập tức khiếp sợ như người, né tránh quả bóng chảy. Vụt, chấm than ngoặc kép, quả bóng chảy đột nhiên phi đến, lướt qua bên người trang hạo nhiên, bay thẳng ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Vitus nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, liền đi ra khỏi phòng làm việc, vừa rồi còn muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, một quả cầu trắng vụt một tiếng, bắn chúng ngay chán mình, cả người nhanh chóng ngửa ra sau, cứ như vậy nhanh chóng ngã xuống đất ngất đi. Thư ký xung quanh, và các nhân viên khác lập tức kinh hãi, vội vã vây quanh khẩn trương kêu to, Vitus tiên sinh. Đường khả hình cùng trang hạo nhiên nghe thấy tiếng kêu bên ngoài, cũng liền khó hiểu vội vàng đi ra ngoài, cư nhiên nhìn thấy Vitus tiên sinh vĩ đại ngất đi trên mặt đất, bên cạnh là một quả bóng chảy trắng tuyết, nằm tại chỗ. Bịch một tiếng, gậy bóng chảy nhanh chóng rơi trên mặt đất, đường khả hinh khiếp sợ đau lòng kêu to, thầy. Thầy ơi, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên cũng vội vàng lao tới, thoáng cái nâng thầy dậy, cấp tốc muốn đưa đến phòng y tế của khách sạn. Một tách trà xanh, bích loa xuân, thượng đẳng, cách 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 cách, cách vang lên. Đường khả hinh quỳ trên mặt đất, cả người run run lắc lư dơ cao tách trà, sợ đến mức tay run dày, cách trả lại cách cách vang lên vừa bưng lại vừa muốn ngẩng đầu tim gan run sợ ngẩng đầu nhìn về phía thầy Vitus đã không thể nhịn được nữa nằm nghiêng trên sofa phòng làm việc tức giận đến sắc mặt tái nhợt ngưng mặt nhìn về phía trước thở dốc vẫn không nói lời nào trang hạo nhiên cũng đứng một bên có chút khẩn trương nhìn về phía thầy cũng sợ đến mức hồn bay phách lạc thầy 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 uống uống trà đường khả hình cũng sợ không ít ngẩng đầu nhìn về phía thầy Jun rẩy nói Vitas vẫn phẫn nộ tức giận không nói lời nào đường khả hình thấy thầy tức giận đến như vậy cô lập tức nhe giang quay đầu nhìn về phía trang hạo nhiên làm động tác như muốn đem anh cắn nát trang hạo nhiên vô cùng oan uổng nhìn về phía đường khả hình hơi lùi bước chân hai mắt hết đảo qua trái lại qua phải nghĩ lại liên quan đến anh sao đương nhiên chuyện liên quan đến anh đường khả hình thật muốn đặt tách trà xuống bước qua đánh chết anh cửa ầm ầm mở ra. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang tính Vũ, còn có Lauren, tưởng thiên lỗi bọn họ vừa nghe nói Vitus té xỉu, vội vã chạy tới thăm hỏi, nhìn thấy tình huống này, mọi người đều sửng sốt. Đường Khả Hinh nhìn thấy bọn họ, lập tức mặt đỏ hồng dơ cao tách trà, mặt hướng về phía thầy không dám nói chuyện. Lại là cô, chấm than ngoặc kép, tưởng Vĩ Quốc nhíu mày nhìn về phía đường Khả Hinh, vẻ mặt không vui nói, tại sao cô lại gây ra chuyện như vậy? lại còn chơi bóng chày trong phòng làm việc đem cửa sổ thủy tinh đánh cho bể đem thầy mình đánh cho hôn mê bất tỉnh. đường khả hinh cắn chặt môi dưới gương mặt đau khổ không dám nói chuyện trang hạo nhiên cũng vẻ mặt áy náy xin lỗi đứng đó không dám lên tiếng trang tính vỗ trong nháy mắt nhìn thấy thái độ con trai như vậy ông lập tức giống giận quát tên xúc sinh đáng chết có phải anh lại chọc giận khả hinh rồi hay không nó mới tức giận đến mức đập bể cả cửa sổ thủy tinh như vậy Đúng. Đường khả hình cắn chặt răng, mặt lạnh nghĩ. Con, Trang Hạo Nhiên trong lúc nhất thời bỗng mơ hồ, nhìn về phía cha mình, muốn giải thích, lại không biết giải thích thế nào. Con muốn rảo biện, quỳ xuống cho tôi, chấm than ngoặc kép, Trang Tính vô tức giận nhìn con trai, mặt lạnh kêu lên, tất cả đều là lỗi của anh. Trang Hạo Nhiên nhất thời sửng sốt, nhìn cha cũng tức giận không nhẹ, mặc dù không muốn mất thể diện trước mặt tưởng thiên lỗi, nhưng vẫn cất bước tiến lên, chậm rãi quỳ gối trước mặt vitus thực sự cũng vạn phần xin lỗi bởi vì đường khả Hinh cũng chính vì mình mới đem thầy đập cho hôn mê anh lập tức áy náy nói thập thầy tôi thực sự rất xin lỗi tất cả đều là lỗi của tôi vitus vẫn mặt lạnh ngồi trên sofa không lên tiếng đương nhiên là lỗi của anh xem anh đến phòng làm việc của khả Hinh, làm cho nó tức giận thành ra như vậy còn lấy gậy bóng chày Trang tính vũ nhất thời sửng sốt nhìn về phía đặt cái gậy bóng chảy kia, há hốc mồm nhận ra, cái này vốn là vợ mình đưa cho đường khả hinh, đôi mắt ông lại lưu chuyển, lập tức đi qua, cầm cây gậy bóng chảy kia lên, đi tới trước mặt Trang hạo nhiên, tức giận nói, xúc sinh. Thầy từ 10 năm trước đã thu nhận cái tên học trò như anh, vậy mà anh không một ngày để cho ông ấy an tâm. Đầu tiên là trộm rượu 1945 đem đi bán, chuyện này vừa qua được bao lâu? Vài năm, cha à! Trang hạo nhiên có chút sợ hãi nhìn cha dơ cây gậy bóng chảy kia lên, anh sợ đến mức tim gan phát lạnh nói, như vậy còn gọi là mới qua không có bao lâu sao. Anh còn dám tranh luận với tôi, hôm qua anh và vị em gái tổng thống còn truyền ra ngoài xì căng đan như vậy, làm mẹ anh thức giận đến mức nằm trên giường cả ngày hôm nay, không dậy nổi. Sáng sớm nay tôi đã muốn chừng chị anh cái tên xúc sinh này. Mất hết mặt mũi nhà họ Trang rồi, chấm than ngoặc kép, Trang tính vũ vừa nói xong, liên tức khắc phẫn hận vùng gậy bóng chảy hướng về bên hông trang hạo nhiên đập mạnh vào âm một tiếng trầm đục vang lên a à, trang hạo nhiên đau đến mức xương cốt rã rời tim phổi đều muốn vỡ vụn kêu lên mồ hôi lạnh tuôn ra thở dốc kêu to đau quá đường khả hình ban đầu còn đắc ý nhìn một gậy này đánh xuống trang hạo nhiên đau đến mồ hôi lạnh đều tuôn ra sắc mặt biến đổi cô chớp mắt một cái cũng có chút bị dọa sợ Vitas cuối cùng cũng lưu chuyển ánh mắt nhìn học trò cha con nhà họ tưởng nhìn thấy trang hạo nhiên bị đánh thành như vậy cũng sửng sốt anh biết đau còn dám đi ra ngoài náo loạn xì căng đan cho tôi nuôi dưỡng một đứa con trai như anh đến tận bây giờ vậy mà vẫn luôn phải bận lòng như vậy hồi bé bởi vì bướng bỉnh còn đem em gái đùa giỡn sau đó tối hôm qua lại còn náo loạn ra chuyện như vậy đem khả hinh làm cho tức chết rồi đem mẹ anh làm cho tức chết đem cả thầy mình làm cho hôn mê. Tất cả đều là lỗi của cái tên xúc sinh như anh. Đã qua sinh nhật 30 tuổi, còn không biết kiểm điểm lại bản thân mình. Sớm biết như vậy, vừa sinh ra, lão tử liền bóp chết anh đi, còn dễ chịu hơn việc để anh sống trên đời rồi đi gây họa cho người khác. Mẹ anh hôm nay cũng nói, đem anh đánh chết, cũng không cần thông báo với bà ấy một tiếng. Tôi xem còn ai đồng tình với anh, chấm than ngoặc kép, trang tính vũ không nói hai lời liền lại vung gậy bóng chảy lên, muốn hướng trên người trang hạo nhiên, đánh thẳng xuống. Đường khả hình nhất thời lo lắng sợ hãi nghiêng người về phía trước, vô thức muốn đưa tay ngăn chặn gậy bóng chảy kia. Tĩnh vũ, đừng kích động như vậy, tưởng vĩ quốc nhất thời cũng đưa tay ra, đỡ gậy bóng chảy kia, nhíu mày nói với ông, được rồi. Ông cho rằng nó còn là một cậu bé sao, cũng đã 30 tuổi rồi, còn đánh. Nó chính là đáng đánh đòn, chấm than ngoặc kép, Trang tính vũ lần này thực sự tức giận nói, gây ra nhiều chuyện như vậy, đến nay còn có thể đòi tha. Bất quá cũng vì thân phận nó là tổng giám đốc, nếu như nó cái gì cũng không có, nó còn có năng lực gì, đùa giỡn đào hoa như vậy. Cái đồ không có tương lai, nó cho rằng nó thực sự có gì đặc biệt hơn người. Tôi hôm nay chính là muốn đánh chết nó, tương lai đỡ phải làm cho vợ nó tức chết. Trang tính vũ nói xong, lại muốn vùng gậy bóng chảy lên. Cha, đừng như vậy, đánh nữa, nhà họ Trang sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Chấm than ngoặc kép, Trang hạo nhiên mạnh tay vỗ về eo, lại hơi lui thân thể, dựa vào phía thầy mình. Đường khả hình nhìn thấy Trang tính vô tức giận như vậy, trong lúc nhất thời cũng không còn cách nào khác, lại muốn nghiêng người về trước, hơi vươn tay. Được rồi, Vitus cũng mặt lạnh ngồi dậy, nhìn Trang tính vũ nói chuyện này, và cậu ta đều không có liên quan. Đều là do cái người này gây chuyện. Đường khả hình lập tức cúi đầu, mặt đỏ hồng không dám lên tiếng. Vitus lạnh lùng nhìn đường khả hình, tức giận nói, làm thấy cô lâu như vậy, từ ngày bắt đầu dạy dỗ cô, đến tận bây giờ, cô đều không có một ngày để cho tôi được yên tĩnh. Tối hôm qua cả một buổi tối cô không về nhà, tôi chờ cả một buổi tối, rồi đến bữa sáng cũng làm cho cô, người còn chưa nhìn thấy. Thật vất vả trông đã trở về, sau đó liền nhìn thấy cô đem phòng làm việc mà tôi vất vả trang hoàng cho cô, một gậy liền đập bể. Cô còn nhớ lần trước, cô xem tivi mắng con khỉ kia làm sai chuyện. Cô mắng nó thế nào, nói cho tôi biết. Đường khả hình nghe xong lại một trận tim gan run rẩy trong lúc nhất thời nghĩ không ra, chỉ nhớ rõ khoảng thời gian trước, cùng thầy ở nhà xem Tây Du Ký. Nghĩ không ra, để tôi nói cho cô biết, Vitus hai mắt nóng lên, liền hiên ngang lẫm liệt, bộc lộ khí thế tráng sĩ ra đi một mạch đầu không ngoảnh lại, cắn răng nhìn về phía học trò gầm nhẹ trục xuất sư môn. Chấm than ngoặc kép, audio điện tử võ tấn bền hết chương 775